Đan Đại Chí Tôn, Khương Phàm. Tập 76. Nhưng, Khương Quỳ không có sinh cơ, không có huyết nhục, xác thực là không có sinh cơ với bình thường ý nghĩa, cho nên dưới sự điên cuồng bạo tẩu, phản kích của Thao Thiết Thánh Hoàng cũng không có thật sự làm bị thương được Khương Quỳ, mà Khương Quỳ lại vỗ mạnh hai cánh, nắm chặt quả tim kia, bay thẳng lên trời. Tại thời khắc Thao Thiết Thánh Hoàng dẫn bạo chính mình, hắn thành công kéo ra một khoảng cách an toàn. Ầm ầm, Thao Thiết Thánh Hoàng trận bạo tạc thảm liệt, để đội ngũ Hoàng Đạo vừa mới miễn cưỡng ổn định lại lần nữa gặp phải tai họa ngập đầu. Nhất là con Thao Thiết Thánh Vương theo sát muốn vọt qua tới kia, lúc này đã bị oanh thành bã vụn, theo huyết khí cùng năng lượng bạo động đã quét sạch mấy trăm dặm toàn trường, đánh thẳng tới bên ngoài ngàn dặm. Đây không phải là thiên kiếp liên tử bạo tạc tới gần Thánh Hoàng như thế, mà là bản thân cảnh giới Thánh Hoàng thật sự hủy diệt, là thần hồn câu diệt đổi lấy phóng thích vô tận, cho nên năng lượng là khủng bố tuyệt luân, giống như là mấy chục vạn thao thiết bị nó thôn vệ đang gầm thét tập thể, điên cuồng bạo tẩu, hiện ra sự điên cuồng sau cùng. Các cường giả Chu Thiên Thần Điện còn không có tránh thoát từ trong lôi chiều, thì lại lần nữa tiếp nhận Thánh Hoàng tự bạo, bọn hắn tức giận đến mức chửi ầm lên, gần như là muốn phát điên. Đám hung thú này làm việc đúng là không biết quan tâm tới tình huống, hoàn toàn không nhìn tràng cảnh. Khổng Tước Sơn và các hoàng tộc đều bị hai mảnh thủy triều là lôi triều cùng thao thiết tự bạo vô tình trùng kích, mất khống chế mà bay ra ngoài, số lượng lớn cường giả chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Bọn hắn đau đớn, cũng rung động, còn không có chính thức bắt đầu, liền bị chu diệt. Rốt cuộc hôm nay cũng xem như kiến thức được phong cách chiến đấu của đám tên điên xí thiên giới kia. Càng là thấy được sự khủng bố của võ giả không gian. Hai bên kết hợp, càng là kinh khủng. Nhưng, mặc dù hoàng đạo hỗn loạn, cũng ổn định rất nhanh. Thánh hoàng mạnh nhất của quang mang thần điện, Bùi Tu Nghiệp triệu ra thần khí kinh khủng, Thiên Phạt Kiếm. Thiên Phạt Kiếm lấy được từ trong mộ của Thái Võ Nhân Hoàng tại Thượng Thương Cổ Thành, thần kiếm chân chính. Lúc mới bắt đầu nhất là thuộc về Bùi Thiên Lam, bây giờ vây bắt xí thiên giới, Bùi Thiên Lam đã chủ động dâng ra. Giao cho Thánh Hoàng đầu tiên là Bùi Tu Nghiệp. Bùi Tu Nghiệp hiện ra quang minh thiên pháp, trong lúc hỗn loạn đã giết ra khỏi trùng vây, giống như là chớp giật hình người cuồng kích trăm dặm, đối diện bạo kích Ngưu Thái Bình đang muốn giết tới. Đấm ra một quyền, ánh sáng được phóng thích chiếu rọi đến khắp nơi, đánh xuyên tất cả áp chế, đánh thẳng vào ngực Ngưu Thái Bình. Quá nhanh, giống như là đạo quang. Ngưu Thái Bình vội vàng không kịp chuẩn bị đối diện đánh lui. Ngực bị lõm, máu tươi phun ra. Bùi Tu Nghiệp nhanh chóng theo vào, Thiên Phạt Kiếm chiếu sáng hoàn vũ, trong chốc lát đã bắn ra thần uy khủng bố, khuấy động toàn trường, uy lẫm tất cả thánh linh, thánh vương, thậm chí là thánh hoàng. Thiên Phạt Kiếm tỏa ra ánh sáng chói mắt mà quỷ bí, như là có thể chiếu thấu linh hồn của tất cả mọi người. Thiên Phạt Kiếm thức tỉnh, uy lực thiên phạt cuồn cuộn. Giờ khắc này, hư không oanh minh, đại đạo hiển hiện. Như từng con cự long vờn ở xung quanh, lại như tinh hà lao nhanh không dứt, Bùi Tu Nghiệp đứng tại thâm không hiện ra hình ảnh kỳ diệu ầm ầm dậy sóng. Cảnh tượng hoa lệ, uy thế càng là kinh khủng tuyệt luân, như là trải rộng ra pháp trường, muốn gây nên thiên phạt thẩm phán. Sắc mặt Ngưu Thái Bình đột nhiên biến đổi, như là muốn bị đất trời giam cầm, bị thương thiên thẩm phán, thân thể hắn hùng tráng bất chợt run rẩy, huyết mạch đều muốn mất đi tỉnh táo. Giết! Bùi Tu Nghiệp nổi giận kích phát, hai tay nắm chắc Thiên Phạt Kiếm, đánh ra tuyệt thế kiếm mang, Thánh Hoàng đỉnh phong bộc phát đến cực hạn, như là phóng xuất ra thần uy chân chính, cảnh tượng bao quanh Thiên Phạt Kiếm càng kinh khủng, tất cả đại đạo ù ù dâng lên, như đại long chỉ lên trời, giống như tinh hà nghịch loạn, nghênh đón thiên phạt giáng lâm. Lão tổ, bọn người Ngưu Chính Uyên kêu lên đầy sợ hãi. Cứu người, thiên hậu đều bỗng nhiên biến sắc, đây chính là cục diện ngoài ý liệu. Đông Hoàng Toại, Đông Hoàng Càn toàn bộ đều lập tức diễn biến vết tích hư không, lao thẳng tới chiến trường nơi xa, trong chốc lát liền muốn giết qua. Nhưng, Thánh Hoàng đầu tiên của Chu Thiên Thần Điện, Tần Thế Võ đã xuất kích, tế lên 9 kiện thánh binh, tổ kiến chiến trận giết chóc, tại thời khắc kịch biến vây khốn Đông Hoàng Càn. Huyết kiếm chủ sát, mênh mông kiếm khí như con sông máu lao nhanh, hắc đao chủ công, giống như ác long phiên thân, để thâm không run rẩy, có thước ngọc hoành không. Đo đạc vạn giảm sơn hà. 9 kiện thánh binh, toàn bộ đều thức tỉnh, nở rộ sát huy bành trướng, dưới sự hiệu lệnh cường thế của Tần Thế Võ, do Thước Ngọc dẫn dắt, không nhìn không gian, chấn áp Đông Hoàng Càn từ 4 phương 8 hướng.
Lão tổ Cửu Lê nhấc lên Cửu Lê ma đồ, tỉnh lại ma hoàng ở bên trong, cưỡng ép hoắc loạn thâm không, khốn trụ Đông Hoàng Toại đang muốn rời khỏi. Hai vị thánh hoàng không gian đột nhiên bị quản chế, bỏ lỡ thời cơ tuyệt hảo để cứu viện Ngưu Thái Bình. Bùi Tu Nghiệp vắt ngang thiên phạt giữa trăm dặm, chảm phá ngăn trở, chém giết Ngưu Thái Bình. Ngưu Thái Bình hét lớn giữa thâm không, gắt gao nắm chặt hỗn độn trọng trùy, nghênh kích thiên phạt kiếm. Chiến khu trăm mét như sóng đảo cuồn cuộn, mỗi tấc da thịt đều khuấy động minh mông năng lượng, kim mân lan tràn toàn thân, uy lực hỗn độn cường hãn như là cộng minh cùng xí thiên giới. Hỗn độn trọng trùy bộc phát ánh sáng chiếu xa vạn trượng, khí thôn sơn hà, giống như là thế giới hỗn độn cổ lão thức tỉnh. Keng! Thiên phạt kiếm bổ ra hỗn độn sụp đổ, bộc phát ra tiếng vang lớn kịch liệt. Hỗn độn trọng trùy bị bổ ra vết nứt thật sâu. Đây là vết thương xuất hiện hiếm thấy trên hỗn độn trọng trùy từ hoang cổ đến nay. Kiếm mang bạo kích đưa tới chấn động càng làm cho hỗn độn trọng trùy mất đi khống chế, chấn vỡ vụn hai tay của Ngưu Thái Bình, đánh hắn bay đi thật xa. Đấu cùng quang mang thần điện, các ngươi còn kém một chút. Bùi Tu Nghiệp tăng tốc độ ánh sáng lao tới gần, uy lực thẩm phán bao quanh thiên phạt kiếm, bổ về phía đầu Ngưu Thái Bình. Tốc độ ánh sáng ánh đến cực hạn, mang theo sát uy vô tận. Phốc phốc, Ngưu Thái Bình bị chém đầu trong nháy mắt, máu tươi cuồng phún, nhưng hai tay hắn vừa mới bị chấn nát lại tại cùng lúc bạo kích về phía trước, mảnh xương như mâu, xem như vũ khí mà sử dụng, phốc phốc, đâm xuyên qua lồng ngực Bùi Tu Nghiệp, linh hồn nổi giận phát ra tiếng gầm thét. Đấu với chúng ta, ngươi cũng không đủ tư cách. Ngươi cũng xứng làm tổn thương ta. Bùi Tu Nghiệp phun máu gầm thét, toàn thân bộc phát ánh sáng, như kiếm nhận phong bạo bao phủ Ngưu Thái Bình. Hôm nay ta chết cũng phải kéo ngươi chôn cùng. Toàn thân Ngưu Thái Bình cuồn cuộn lên hỗn độn, diễn biến sơn hà vạn xuyên, đối diện bạo kích Bùi Tu Nghiệp. Hai vị thánh hoàng đồng thời bộc phát năng lượng, như núi lửa ù ù, như biển gầm va chạm, đều chật vật mà bay ra ngoài, hai bên đều trọng thương. Sự điên cuồng chém giết của bọn hắn, cũng chính thức nhấc lên ác chiến giữa hai bên. Mặc dù vòng tập kích đầu thiên hậu đã có được chiến tích huy hoàng, nhưng hoàng đạo trung quy vẫn hoàng đạo. Bất luận là thánh hoàng của Chu Thiên Thần Điện, hay là thánh hoàng của hoàng đạo ngoại vực, đều quá cường hãn, trong tay càng là nắm chặt chí bảo chấn tộc truyền thừa vạn năm. Theo các cường giả như Bùi Tu Nghiệp, Tần Thế Võ phản kích, cuộc chiến toàn diện bộc phát đến cao trào. Ầm ầm, Đông Hoàng càn nổi giận, nhấc lên sóng chiều không gian, điên cuồng đánh thẳng vào tuyệt thế sát trận của Tần Thế Võ. Bộc phát trong chốc lát như là người khổng lồ kình thiên, dung chuyển đại dương mênh mông. Ngàn vạn sóng chiều dâng cao che khuất cả bầu trời, năng lượng vô biên. Mặc kệ là Thánh Hoàng, Thánh Vương, hay là Thánh Linh, đều không được tự chiến từng người, hai đến năm người một tổ, liên hợp ứng phó. Tần Thế Võ cường thế trấn thủ chiến trận giết chóc, cưỡng ép phong khốn Đông Hoàng càn đang nổi giận, thét lên ra lệnh lấy Thánh Hoàng thứ hai của Chu Thiên Thần Điện, Loan Đình. Loan Đình bạo kích, toàn thân tuôn ra lôi chiều, từ da thịt đến hài cốt đều bắn ra lôi điện. Giống như là lôi binh hình người lao thẳng đến chiến trường của Tần Thế Võ, nghênh kích Thánh Hoàng không gian, Đông Hoàng càn. Hắn không chỉ là lôi điện linh văn, càng là thiên lôi chiến khu tuyệt thế hiếm thấy, tương đương với bán linh thể. Lấy lôi là hồn, lấy lôi vi cốt, lôi quang bất diệt, hồn cốt bất hủ. Đông Hoàng càn, lao ra. Kiều vô hối vỗ cánh hoành kích, lấy huyết mạch thiên hoàng hiện ra tốc độ cực hạn, tốc độ không kém gì lôi chiều. Xông về chiến trường của Đông Hoàng càn nơi đó. Linh vũ trên cổ hắn rời khỏi, nở rộ ánh sáng vô tận, tiên diễm xinh đẹp, tản ra ánh sáng cực kỳ bá đạo. Đây là linh vũ thiên hoàng, cùng loại với phượng hoàng, đã có uy thế cường đại uy lẫm phượng hoàng toàn tộc, càng là vũ khí mạnh nhất của thiên hoàng. Thương thương thương, chín sợi linh vũ giống như là chín thanh sát kiếm, hư ảnh trật tự bao quanh giống như xiềng xích, diệt sát tất cả mọi thứ trong thiên địa. Ầm ầm, Loan Đình đột nhiên lộn vòng chuyển hướng, thiên lôi chiến khu bộc phát lôi chiều, diễn biến ra lôi long tuyệt thế, dài đến vạn mét, mãnh liệt đong đưa, đánh nát hư không, lôi long ngẩng đầu, ngang nhiên đuổi giết Kiều Vô Hối. Thiên hoàng lạc linh, chúng sinh ai minh, giết. Ánh sáng toàn thân bất diệt thiên hoàng bỗng nhiên ảm đạm, ánh sáng của chín sợi linh vũ lại tăng vọt lên, giống như là chín mặt trời, càng giống như chín thanh thần kiếm, giờ khắc này, uy thế này. Không thể nghi ngờ là đã đạt đến Thánh Hoàng đỉnh phong. Oanh! Rầm rầm rầm! Từng tiếng vang vang vọng chiến trường ở thâm không, thanh âm quá kinh khủng,
như thiên địa sơ khai, như là muốn chôn vùi cả thế gian. Lôi cùng hỏa bạo kích nhau, lại còn là thánh hoàng va chạm, uy thế bá liệt như là phun trào thần uy. Hống hống hống, Loan Đình già nua lại cuồng bạo, đón lấy năng lượng bạo động bá đạo hoành hành, giống như là thượng cổ tiên dân bước lên tại trong tai nạn vô tận. Hắn là siêu cấp chiến binh của Chu Thiên Thần Điện, là cuồng nhân khủng bố chém giết yêu thú tại Thiên Khải, tương xứng với vạn đạo giáo tôn, cho nên hắn hoàn toàn không sợ tôn thiên hoàng này. Kiều Vô Hối ở trong bạo động dương cánh nghịch hành, mặc dù tân tấn thánh hoàng, nhưng thiên hoàng huyết mạch nhưng chân chính thần mạch, nhiệt huyết thiêu đốt, dương cánh hoành kích, vô tận bá uy có thể so với lôi triều. Tuy nhiên, hắn cũng không phải đến tỷ võ, mà là chém giết. Cho nên, tại lúc hai vị thánh hoàng cường hãn đối diện va chạm nhau trong chốc lát, Kiều Vô Hối đã đột nhiên mở ra hồng mông môn, lướt ngang trăm dặm, tránh khỏi Loan Đình bạo kích, xuất hiện ở sau lưng nơi xa thánh hoàng đầu tiên. Tần Thế Võ đang kiểm chế Đông Hoàng Càn. Cuồn cuộn liệt diễm, cuồn cuộn hoàng uy. Keng. Hỏa vũ toàn thân bất diệt thiên hoàng đều hiện lên ra ý lạnh quỷ dị, như là xuất hiện văn ấn chu tước, giống như là chu tước phụ thể, lại như là phủ thêm áo giáp chu tước không thể phá vỡ, móng vuốt đỏ tươi tại thời khắc này phun trào ra sát uy có thể xé rách hết thảy. Đây là thiên hoàng liệt thiên trảo truyền thừa từ chu tước bác thiên thuật, một kích toàn lực, như là có thể dung chuyển nhật nguyệt sơn hà. Tần Thế Võ cuồng loạn trong lòng, trong chốc lát đã giật ra tuyệt thế sát trận, lấy thước ngọc đo đạc hư không, giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, một tòa hắc thuẫn nặng nề như cự nhạc di chuyển đến bên cạnh. Keng! Thiên hoàng huyết trảo bạo kích hắc thuẫn, như hung thú lay trụ trời, đánh ra thanh chiều chói tai cùng ba động khủng bố. Hắc thuẫn lắc lư mãnh liệt, như trụ trời đổ sụp đánh tới Tần Thế Võ. Móng vuốt của Kiều Vô Hối rung rung, cơ hồ muốn mất đi chi giác. Tuy nhiên hiệu quả đã đạt đến mong muốn, Đông Hoàng Càn đã thoát khốn. Hắn vỗ cánh hoành không, kích phát ra thiên mệnh chiến giới, bao phủ Tần Thế Võ cùng Loan Đình đang quay người giết tới, còn có Đông Hoàng Càn vừa mới thoát khốn. Tần Thế Võ, Loan Đình đột nhiên giật mình trước một loại năng lượng phiêu miểu càng bá đạo nào đó che mất bọn hắn, từ huyết mạch đến linh lực, từ linh hồn đến cơ thể, đều giống như tiếp nhận cấm chế, nhanh chóng suy yếu. Bọn hắn kịch biến sắc mặt. Điên cuồng thôi động huyết mạch, nhưng miễn cưỡng cắm ở cảnh giới thánh hoàng. Vị thánh hoàng ngàn năm, Đông Hoàng Càn này cũng giống như thế, tuy nhiên Đông Hoàng Càn đã sớm thích ứng từ lúc ở trong xí thiên giới. Đây là thiên mệnh chiến giới của ta chính là hoàng. Kiều Vô Hối dương cánh bay cao, xô trào lên liệt diễm ngập trời. Đối mặt với ba vị lão tổ cấp thánh hoàng, hắn rõ ràng là kẻ yếu nhất, giờ phút này lại bằng vào thiên mệnh chiến giới trở thành người mạnh nhất. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ sẽ còn sống. Đông Hoàng Càn nhấc lên mênh mông sóng chiều hư không, diễn biến ra hàng vạn lưỡi dao hư không, cắt đứt thâm không, cắt đứt thiên vũ, từ vài mét đến mấy vạn mét không giống nhau, lấp đầy thiên mệnh chiến giới, so với vết nứt hư không thì còn cường hãn hơn vô số lần. Tần Thế Võ và Loan Đình không dám khinh thường, phân biệt khống chế vũ khí cùng phóng thích lôi chiều ngạnh kháng bạo kích, sau đó nhanh chóng muốn hội tụ đến cùng một chỗ, nhưng đúng vào lúc này. Một trong ngàn vạn lưỡi dao hư không lại không có bị đứt đoạn giống những cái khác, mà chém ra lôi chiều, đối diện xuyên thủng lồng ngực Loan Đình, nổ lên máu tươi. Là hư thiên chiến đao. Vũ khí săn giết mạnh nhất của Cửu Thiên Thần Giáo. Nó không có thân đao chân thực, không hiển hiện tung tích ở hiện thực, mà là ẩn nấp ở trong hư không, sinh tồn ở trong hư không. Bởi vì vấn đề nội tình, Cửu Thiên Thần Giáo không có thần khí chân chính. Nhưng Cửu Thiên Thần Tôn đều bỏ toàn bộ tinh lực vào bên trên hư thiên chiến đao, dùng thần huyết của mình nuôi nấng, càng là thai nghén mấy ngàn năm trong thâm không vô tận, cơ hồ giống như là chiến linh hắn sáng tạo ra. Chém, chém chém chém. Đông Hoàng Càn giống như đã trở nên điên cuồng, hắn nhấc lên không nhẫn liên miên bất tuyệt, lấp đầy thiên mệnh chiến giới, tràn ngập đất trời bao phủ lấy Tần Thế Võ cùng Loan Đình, không nhận nhìn như bình thường, nhưng lại là xuyên suốt hư vô trong phút chốc. Mượn tới năng lượng cực hạn, có thể mượn nhờ uy lực hư vô, chém chết âm dương sinh tử, càng kinh khủng chính là tốc độ của bọn nó, khi hoành hành tại hư không, không nhìn đến khoảng cách, lúc nào cũng có thể xuất hiện ở bất cứ một vị trí nào. Không nhận cường thế bạo kích, tàn nhẫn chế trụ Tần Thế Võ cùng Loan Đình, mà hư thiên chiến đao thì xen kẽ ở trong đó, khởi xướng đả kích chí mạng đối với hai vị thánh hoàng. Kiều Vô Hối điên cuồng thôi động thiên mệnh chiến giới. Áp chế Tần Thế Võ và Loan Đình đã sắp nổi giận. Thánh Hoàng hai người một tổ,
Thánh Vương Thánh Linh đều phải từ 2 đến 3 người một tổ. Chiến. Tại thời điểm bọn hắn bộc phát ác chiến ở nơi này, Thánh Hoàng thứ 2 của Quang Mang Thần Điện, Âu Dương Mục Thiên gào thét với chiến trường, khống chế một cái vòng ngọc quỷ dị, xông về chiến trường của Bùi Thu Nghiệp, liên thủ vây bắt Ngô Thái Bình. Gia tộc Âu Dương và gia tộc Bùi Thị Trung trưởng Quang Mang Thần Điện, Thánh Linh Thiên Phẩm là Nguyên Thanh Thánh Quang, Linh Văn, Thánh Vương Thiên Phẩm là Thái Thanh Thánh Quang, đến Thánh Hoàng Thiên Phẩm thì là Thượng Thanh Thánh Quang. Thượng Thanh Thánh Quang mặc dù không bằng Quang Minh Thần Quang, Hoàng Kim Thần Quang, không thần thánh như Phật Quang, thần quang sáng thế như thế, nhưng cũng theo sát phía sau, là Linh Văn đặc biệt thế gian cực kỳ hiếm thấy. Thượng Thanh Thánh Quang có thể soát diệt võ pháp, khai phách hỗn độn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến thời gian. Đại Quang Minh Thần Quang cùng Thượng Thanh Thánh Quang là ỷ vào mạnh nhất để Quang Mang Thần Tôn đứng hàng chí tôn hoàng đạo, trấn nhiếp thiên khải. Ngô Thái Bình chật vật không chịu nổi, rất nhanh đã lâm vào tuyệt cảnh. Dựa theo kế hoạch ban đầu, hẳn là Đông Hoàng Toại và Khương Quỳ sẽ nghênh chiến hai vị siêu cấp thánh hoàng của Quang Mang Thần Điện, nhưng không nghĩ tới Bùi Tu Nghiệp lại trực tiếp đón nhận hắn. Chịu đựng. Thiên Hậu khống chế địa ma thụ, xông về chiến trường của Ngô Thái Bình. Giống. Địa ma thụ cuồng dã gào thét, thanh chiều cuồn cuộn, 800 sợi dây leo hoành kích trong thâm không, hỗn loạn chặn đánh Bùi Tu Nghiệp cùng Âu Dương Mục Thiên. Theo dây leo trùng kích dã man, tạo thành đại mạc tử vong, quấy nhiễu, kiềm chế tốc độ của hai vị quang mang thánh hoàng. Ngô Thái Bình, để bọn hắn thấy thực lực của hỗn độn chiến khu. Thiên Hậu không hề rời khỏi huyết hoa, mà cố ý ở lại nơi này. Một là chỉ huy địa ma thụ táo bạo phát huy ra thực lực mạnh hơn, hai là hấp dẫn vị thánh hoàng thứ ba tới, cũng chính là Hạo Ngọc Thành, để tránh vị âm dương thánh hoàng kia đổ sát thánh vương khác. Quả nhiên, sau khi Hạo Ngọc Thành nhìn thấy Thiên Hậu tỏa trấn địa ma thụ, còn đang đối kháng cùng hai vị thánh hoàng cường hãn của Quang Mang Thần Điện, hắn đã lập tức huy động âm dương dực, đuổi giết địa ma thụ. Chúng ta nhất định phải sẽ giải quyết một tên. Đông Hoàng Toại khống chế vạn giới môn, phối hợp với Khương Quỳ nghênh chiến lão tổ Cửu Lê cùng Hoàng Kim Hư Thiên Trùng. Nằm mơ, lão tổ Cửu Lê khống chế Cửu Lê Ma Đồ, phối hợp cùng Ma Hoàng ở bên trong, quyển định ra chiến trường đỉnh phong thuộc về bọn hắn, như là diễn biến ra vạn dặm núi sông. Điên cuồng trấn áp Đọa Lạc Minh Hoàng. Tình cảnh của Khương Quỳ trở nên nguy hiểm, tựa như bị vây ở một cái thế giới hoàn toàn mới, đang bị chủ nhân thế giới này thẩm phán. Nhưng hắn còn không có niết bàn, trong tay càng là nắm lấy hai trái tim, một là của Đông Hoàng Toại cho hắn, chính là của Chu Nguyên Bá kia, còn lại thì là của Chu Thiên Thần Tôn. Nhưng bây giờ còn không phải thời điểm vận dụng, phải chờ thời cơ. Chiến trường cảnh giới Thánh Hoàng đánh kịch liệt mà điên cuồng. Chiến trường cảnh giới Thánh Vương lại hơi có vẻ chật vật. Mặc dù ban đầu xí thiên giới tập kích đã đánh trọng thương 9 vị Thánh Vương, thậm chí đánh chết 3 vị Thánh Vương, nhưng số lượng Thánh Vương Hoàng Đạo Liên Minh vẫn chiếm được ưu thế, mà đều mang đến chí bảo chấn tộc. Cho nên Đông Hoàng Hoa Thanh, Khương Uyên, Chu Bất Dĩ bị ép nhúng tay vào chiến trường Thánh Vương. Khương Diễm, Bạch Tai liên hợp nghênh chiến với nhau, Thái Âm Thiên Hồ cùng Thái Dương Kim Ô liên hợp xuất chiến. Hồng Hoang Thiên Long cùng Huyền Quy liên hợp xuất chiến, Khương Qua liên hợp cùng Kim Hống, hai vị Thánh Vương là Lan Độ cùng Lan Thanh liên hợp, Triệu Thời Việt cùng Khương Uyên cưỡng ép liên hợp, Thiên Hồ Thánh Vương cùng Đông Hoàng Hoa Thanh cưỡng ép liên hợp, Ngô Chính Uyên cùng Chu Bất Dĩ cưỡng ép liên hợp. Đan Hoàng thì khống chế Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh liên thủ cùng Thánh Vương Không Võ, Đông Hoàng Trấn Nguyên của Cửu Thiên Thần Giáo. Miễn cưỡng tạo thành 9 vòng chiến lớn, nghênh chiến 21 vị Thánh Vương Hoàng Đạo. Chiến trường của Thánh Linh, Bán Thánh, Niết Bàn Cửu Trọng Thiên thì càng thêm hung hiểm. Bản thân cường giả hoàng đạo tại vấn đề này cũng rất nhiều, còn bao gồm hai vị võ giả không gian của Thái Cổ Thần Miếu, cùng số lượng lớn hư thiên trùng của thiên cực giới. Sau khi nổ chết hơn 10 vị, vẫn có chênh lệch. Cho nên Khương Bá, An Minh Hề, Kiều Hinh không thể không liều mạng xuất kích từ khi bắt đầu, không màng sống chết mà chém giết kẻ địch. Cứ như vậy, Khổng Tước Sơn, Trấn Nam Yêu Quốc, Kiếm Hùng Hoàng Triều, Băng Lam Hợp Chủng Quốc, Thanh Bình Hoàng Triều, Thiên Quang Hoàng Triều, Thái Độ Lục Đại Hoàng Tộc, biến thành mấu chốt. Mặc dù bọn hắn chỉ có hai vị Thánh Vương, nhưng lại có thể trực tiếp ảnh hưởng rõ ràng đến chiến trường Thánh Vương. Số lượng Thánh Linh Cảnh, Bán Thánh và Niết Bàn Cửu Trọng Thiên càng là đạt đến gần 100 vị. Nhưng vẻ mặt của các lão tổ Lục Đại Hoàng Tộc đều rất phức tạp. Bọn họ cũng đều biết giờ khắc này nhất định phải làm ra lựa chọn.
nhưng bất luận là xí thiên giới hay là hoàng đạo đều không có lại phát tới yêu cầu hay cầu khẩn. Đây cũng chính là mang ý nghĩa, bọn hắn không có tư cách bàn điều kiện, chỉ có thể dựa theo phán đoán của mình để quyết định vận mệnh chính mình. Từ tình thế chiến trường trước mắt đến xem, giống như hoàng đạo càng chiếm ưu thế. Từ chiến trường thánh hoàng trở xuống, ưu thế càng ngày càng rõ ràng. Nếu như chiến trường thánh linh bán thánh xuất hiện nghịch chuyển, chắc chắn liền có thể trùng kích đến chiến trường thánh vương, để chiến trường thánh vương sụp đổ, sau đó trực tiếp ảnh hưởng đến chiến trường thánh hoàng. Chọn hoàng đạo sao? Nếu như những cường giả bọn hắn đây đè tới, thắng bại cơ bản có thể định. Những cường giả thánh linh, bán thánh cùng niết bàn cửu trọng thiên kia của xí thiên giới, kết quả hoàn toàn chính là bị vây bắt đổ sát. Khổng Tước Vương, người thấy rõ ràng tình thế, cho dù bọn người Khương Phàm được cửu thiên thần tôn duy trì, nhưng cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Đại trưởng lão Quang Mang Thần Điện, Âu Dương Thanh Liên phát giác được ánh mắt của Khổng Tước Thánh Vương có cái gì đó không đúng, quả quyết kéo dài khoảng cách. Kỳ thật các ngươi đều không cần nhìn chiến trường nơi này, mà phải nhìn chiến trường Khương Phàm nơi đó. Khổng Tước Vương cảnh cáo tất cả hoàng tộc. Thực lực cùng sự tàn nhẫn của Khương Phàm, các ngươi đều rất rõ ràng, cửu thiên thần tôn, phục sinh, lại có ý vị như thế nào, các ngươi càng rõ ràng hơn. Chỉ cần các ngươi tin tưởng Quang Mang Thần Tôn và Chu Thiên Thần Tôn có thể giết bọn người Khương Phàm, liền lựa chọn hoàng đạo. Nếu như không thể, sau trận chiến này xí thiên giới sẽ bị thương càng nặng, lửa giận trong Khương Phàm càng thịnh, cũng càng cần tìm hoàng tộc báo thù, tăng thực lực lên. Về phần hoàng đạo cam đoan, nếu như nổi lên chuyện ngoài ý muốn, có thể một mực hấp dẫn Khương Phàm đến Xích Thiên Thần Triều. Ha ha, Xích Thiên Thần Triều, bọn hắn vẫn còn đang ở trên trời đấy. Vừa dứt lời, Khổng Tước Thánh Vương bộc phát khí tức cường đại, thánh quang năm màu tỏa sáng ngút trời, cánh cửa hỗn độn ở phía sau mở ra hư không, đuổi giết chiến trường Thánh Vương. Khổng Tước Thánh Vương, Âu Dương Thanh Liên lo lắng gào thét, nhưng quả quyết rút lui về phía sau. Nhị trưởng lão Chu Thiên Thần Điện cũng rời khỏi đội ngũ trấn Nam Yêu Quốc, nghiêm túc cảnh cáo bọn chúng không được hồ đồ. Giờ phút này, chính bản thân Khương Diễm và Bạch Tai cũng đang hãm trong trùng vây. Bọn hắn là tổ hợp cường hãn giữa hồn thể và hài cốt, rõ ràng hẳn là chiến trường của chúa tể, trong lúc trước diễn luyện bọn hắn cũng đã tạo thành ăn ý. Nhưng chiến tranh vừa mới bộc phát, hai vị Quang Mang Thánh Vương chỉ bằng việc mượn nhờ tốc độ cực hạn, giết tới trước mặt bọn hắn. Bởi vì hai người bọn hắn tán phát khí tức âm sát, đã kích thích năng lượng ánh sáng của hai vị Quang Mang Thánh Vương, cho nên trực tiếp tới. Lại đi lên liền liên thủ thôi động bảo khí chấn tộc, ánh sáng bảo điện, diễn biến ánh sáng lao ngục, chấn áp thô bạo. Khương Diễm gần như không dám phóng thích chiến hồn khôi lỗi, nếu không, khi xuất hiện liền có thể bị ánh sáng làm cho bốc hơi, thiên cốt chiến khu của Bạch Tai thì lại lọt vào uy hiếp nghiêm trọng, khó mà phát huy thực lực chân chính. Đang tại gian nan thời khắc này, Khổng Tước Thánh Vương vỗ cánh bay đi, năm đường cầu vồng ở phía sau song song lao nhanh, nở rộ hào quang chói lọi. Như năm chuôi tuyệt thế thánh kiếm đang cắt ra hắc ám, chém về phía Quang Mang Thánh Vương. Khổng Tước Thánh Vương, đồ không biết ân nghĩa, ngươi quên là ai ân chuẩn cho các ngươi có thể sống được ở Thương Huyền rồi sao? Sắc mặt Quang Mang Điện chủ Bùi Thế Cẩm đột nhiên dữ tợn, hai con ngươi giống như có mặt trời đang nổi lên, toàn thân bộc phát cường quang, chiếu thấu hắc ám, hóa thành quang kiếm lăng liệt bạo kích Khổng Tước Thánh Vương. Quang kiếm sắc bén, phá giết hắc ám, chém chết âm tà. Toàn thân Khổng Tước Thánh Vương cứng như sắt thép, thánh quang năm màu cuồn cuộn, uy thế đè ép chiến trường, cưỡng ép chống cự lại kiếm chiều quang minh, hai cánh vung đánh, giống như là hai thanh hỗn độn thiên đao, chặt đứt trật tự, mở ra đại đạo, gào thét lên bổ về phía Bùi Thế Cẩm. Đường vân trên chiến giáp của Bùi Thế Cẩm giống như là được sống lại, mãnh liệt nhảy vọt lên, tổ kiến ra minh mông trọng quyền mặt trời, hoành không bạo kích, ánh sáng vô tận, đánh vỡ nát hỗn độn thiên đao. Nhưng Khổng Tước Thánh Vương cường thế giết tới gần, móng vuốt quét ra quỹ tích thảm liệt, hai cánh bộc phát thánh uy tuyệt thế, như là tuyệt thế thần chủ giáng lâm từ trong cuồng chiều hỗn độn vô tận, uy thế tuyệt luân. Trong vòng nửa phút, lập tức quay lại cho ta. Bùi Thế Cẩm tạm thời rời khỏi Quang Mang Bảo Điện, cường thế lao thẳng đến chỗ Khổng Tước Thánh Vương. Đồ ngu xuẩn, đấu với ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhận lấy cái chết. Nhưng, khi hắn đang rời khỏi trong chốc lát, Bạch Tai từ đầu đến cuối vẫn luôn đang chờ cơ hội đã thừa cơ bộc phát. Chấn ngục huyết tháp được xuất kích, huyết khí cuồn cuộn, ngưng tụ hư ảnh u minh từ bên trong ánh sáng vô tận,
số lượng lớn xâm la cổ điện, huyết hà cốt xuyên bành trướng thành hình. Quang mang bảo điện lay động mãnh liệt, bộc phát ra cường quang vô tận, như là chiếu thấu hư không, như liệt diễm phần diệt vạn vật. Hư ảnh u minh nhanh chóng ảm đạm, tử khí vô tận nhanh chóng chôn vùi, nhưng, bất chợt. Khương Diễm điên cuồng bộc phát, nhấc lên mình mông xâm la yêu hỏa bao phủ u minh địa ngục, duy trì hình dáng hư ảnh địa ngục, ngay sau đó lại phóng xuất ra tất cả chiến hồn tắm rửa lấy tử khí, giống như là phủ thêm chiến giáp chống cự lại ánh sáng, phát ra tiếng gào thét sắc nhọn. Hai tướng giao hòa, chấn ngục huyết tháp tăng vọt uy thế, tất cả chiến hồn càng mang theo sát ý ngập trời, như là u minh địa ngục chân thực tái hiện nhân gian, muốn lật tung ánh sáng. Điện chủ, quang mang thánh vương lập tức cảm nhận được áp lực, cưỡng ép thôi động bảo điện, phóng thích bành trướng, bảo điện thả ra xiềng xích, hoành không xen lẫn, tăng lên uy lực trấn áp pháp trường. Chịu đựng, ta sẽ lập tức trở về. Gương mặt Bùi Thế Cẩm trở nên dữ tợn, kích phát huyết mạch, bộc phát toàn diện, mênh mông ánh sáng trong chốc lát đã diễn biến ra 18 vòng mặt trời, cơ hồ chật ních cả thâm không, bộc phát ra uy lực và năng lượng tuyệt thế. Hắn là điện chủ Quy Ẩn kiếp trước, sau khi Bùi Quang Diệu chết hắn một lần nữa tiếp trưởng quang mang thần điện, đã ổn định tại cảnh giới thánh vương mấy trăm năm, thực lực có thể xưng là cường tuyệt. Giờ phút này toàn diện bộc phát thế công, như muốn tới gần thánh hoàng. Sau khi phóng thích 18 vòng mặt trời, Bùi Thế Cẩm quả quyết quay người, phóng tới quang mang bảo điện, tiếp tục trấn áp Khương Diễm cùng Bạch Tai, bởi vì hắn tự tin đòn công kích này của hắn đủ để đánh lui Khổng Tước Thánh Vương, thậm chí là trọng thương. Nhưng, toàn thân Khổng Tước Thánh Vương cuồn cuộn tinh huyết, thánh quang năm màu hoàn toàn bị sương mù hỗn độn bao phủ, toàn thân giống như là cương kiêu thiết chú đang ngạnh kháng bạo kích, đón lấy 18 vòng mặt trời giết tới. Khổng Tước yêu tộc mặc dù không có năng lực niết bàn như Phượng Hoàng, nhưng dù sao cũng là truyền thừa từ Thiên Hoàng thần tộc, truyền thừa của bọn chúng bí ẩn ở chỗ thiêu đốt tinh huyết tăng vọt thực lực trong thời gian cực ngắn. Mà sau khi tới được vấn đề Thánh Vương, còn có thể sinh ra hai cánh hỗn độn, thánh quang năm màu càng có thể hóa thành ánh sáng hỗn độn, thậm chí có thể giam cầm thời không trong thời gian ngắn ngủi. Mặc dù tiêu hao rất nhiều, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng sương mù hỗn độn bao phủ trăm dặm không gian, thánh quang năm màu quỷ dị chảy xuôi ở bên trong, như là khí thức hồng mông, cưỡng bức cầm cố thời không lại. Là thời gian và không gian. 18 vòng mặt trời giống như là rơi xuống vực sâu, tốc độ càng ngày càng chậm, nhưng uy thế của bọn chúng quá mạnh, trong lúc thoáng qua liền sôi trào lên cường quang vô tận tránh thoát khỏi giam cầm, tiếp tục bạo kích như trước đó. Nhưng, giữa mấy hơi giam cầm ngắn ngủi, đầy đủ để Khổng Tước Thánh Vương tránh khỏi bạo kích, hai cánh hỗn độn chấn động mãnh liệt, như thiểm điện giết tới sau lưng Bùi Thế Cẩm. Cái gì? Bùi Thế Cẩm cuồng loạn trong lòng, không có chút do dự nào, hắn nhanh chóng bộc phát sóng chiều ánh sáng. Lão già, có phải ngươi không biết cái gì là Khổng Tước hay không? Khổng Tước Thánh Vương giết tới gần, mặc cho ánh sáng oanh đến thải vũ tung bay, hai cánh hỗn độn giao thoa lại oanh kích, chặt đứt Bùi Thế Cẩm, móng vuốt đột kích, bắt lấy nửa người dưới đang rơi xuống, bay thẳng lên trời. Điện chủ, sắc mặt quang mang Thánh Vương đột nhiên biến đổi, khó có thể tin được mà nhìn hình ảnh đầy máu kia. Ầm ầm, chấn ngục huyết tháp sôi trào lên xâm la nghiệt hỏa, lật tung quang mang bảo điện, 100.000 chiến hồn tắm rửa tử khí, như là ác quỷ u minh một lần nữa trở về nhân gian, đuổi giết quang mang Thánh Vương. Trong này không chỉ có chiến hồn bình thường, càng có chiến hồn của các lão tổ thánh hoàng như Hạo Huyền Minh, Ân Sát, Thao Thiết, bọn chúng như là mượn nhờ xâm la nghiệt hỏa tân sinh sống lại, liệt diễm cuồn cuộn, hồn khí tuôn ra, giống như là một chi quân đội đáng sợ, dưới sự hỗ trợ của tử khí từ chấn ngục huyết tháp, cuồng bạo bổ tới phía quang mang Thánh Vương. Sắc mặt quang mang Thánh Vương kịch biến, toàn thân nhấc lên ánh sáng vô tận giống như bạo tạc, liên miên bất tuyệt, sôi trào mãnh liệt, như là chính mình thật sự hóa thân thành mặt trời. Cùng lúc đó, Bạch Tai thừa dịp loạn tập kích, đuổi giết Bùi Thế Cẩm. Bùi Thế Cẩm bị chặn ngang chặt đứt, đau đớn gào thét. Lão già, nhìn cho kỹ. Khổng Tước Thánh Vương huy động hỗn độn dực, bay thẳng lên trời, móng vuốt phung nửa người dưới của Bùi Thế Cẩm lên, cắn vào một cái, răng nanh khép kín, huyết thủy văng khắp nơi, ở trước mặt tất cả mọi người, nuốt sống xuống. Khổng Tước yêu tộc, các ngươi chọn sai trận doanh. Bùi Thế Cẩm tức giận không kiềm chế được, hắn đang muốn báo thù, trong cuồng chiều huyết khí bạo tạc ở phía sau đột nhiên xông ra cái móng vuốt, một tay bóp lấy cổ của hắn. Tên đầu tiên,
Bạch Tai bóp lấy cái cổ Bùi Thế Cẩm, móng vuốt đâm rách da thịt, giữ chặt xương cổ, trong chớp mắt, hài cốt nửa người hắn đã bị vỡ vụn, sau một khắc, móng vuốt bỗng nhiên rút ra, lộ ra mênh mông cốt khí, tái tạo thành hài cốt. Khổng Tước Thánh Vương cũng hơi có phản ứng, nhưng vẫn nắm lấy thời cơ, nhanh chóng lao xuống, hỗn độn dương cánh hiện ra tốc độ cực hạn, một ngụm nuốt chiến khu nửa người trên của Bùi Thế Cẩm vào, kéo vào trong cơ thể. Khổng Tước nhìn như hoa lệ tôn quý, lại bá đạo mà tàn nhẫn, trong thân thể càng giống như là luyện lô kinh khủng, có thể luyện sống con mồi. Kịch biến nơi này đã kích thích chiến trường Thánh Vương gần đó. Khổng Tước Thánh Vương, ngươi quên quyết định năm đó của tiên tổ các ngươi rồi. Các ngươi đây là tự chịu diệt vong. Khổng Tước Thánh Vương, hôm nay giải quyết xí thiên giới, ngày mai giết sạch Khổng Tước yêu tộc các ngươi. Giết, các bán thánh, thánh linh, đều chiếu cố Khổng Tước yêu tộc cho ta, một tên cũng không được để lại. Tất cả chiến trường Thánh Vương đều giận dữ, hỗn đản này vừa mới nhúng tay vậy mà lại giết Quang Mang Điện Chủ. Không chỉ là thả ra hai vị Thánh Vương, càng quan trọng hơn là ảnh hưởng quá ác liệt. Bọn hắn đều cho là hoàng tộc sẽ hưởng ứng liên minh với hoàng đạo bọn hắn trước tiên. Đúng vào lúc này, trên chiến trường ma tộc nơi xa, hai tòa cửu lê ma đồ được hai tôn ma vương khống chế chân áp Tặc Điểu và Hướng Vãn Tình đột nhiên phát huy. Thái âm thái dương đồ đằng cường thế trải rộng, âm dương nhị khí tuôn ra, như hai thế giới đen trắng va chạm, kịch liệt quấn quanh, mãnh liệt xen lẫn, hiện ra uy lực âm dương, khai phách uy lực tứ tượng. Trong cuồng chiều âm dương hỗn độn, giống như một mảnh vũ trụ đang thành hình, lại có chư thiên tinh thần, có vạn vật vạn linh, cảnh tượng kinh thế, ba động khủng bố để hai tòa ma đồ thế giới đang chấn áp bọn hắn bất chợt chấn động kịch liệt, giống như là muốn sụp đổ. Hai tòa cửu lê ma đồ đều là chí bảo chấn tộc của cửu lê ma tộc, không chỉ là dung luyện mấy vạn dặm sông núi, bên trong càng có di cốt thánh hoàng tọa chấn, không chỉ có thể chấn áp thánh vương, còn có thể tùy tiện dung luyện thánh vương. Nhưng Thái âm đồ đằng cùng thái dương đồ đằng lại tượng trưng cho hai loại năng lượng cực hạn của thế gian, toàn diện va chạm đã bạo phát ra uy lực thánh hoàng chân chính, cường thế phá vỡ chân áp, giống như lật ngược hai mảnh sơn hà kéo dài mấy vạn dặm, hình ảnh kinh người, rung động hư không, càng giống là thế giới hỗn độn đang sụp đổ tái hiện giữa đất trời. Giết tên phía trước kia, mẫu thân nó, quá xấu, lão tử nhìn không được. Thái dương kim ô cùng thái âm thiên hồ phối hợp tuyệt diệu, triệt để dung nhập âm dương đồ đằng ở bên trong, đường vân đồ đằng nở rộ, như là hóa thành ánh trăng cùng mặt trời. Thái âm đồ đằng giao hòa cùng hư không, thái dương đồ đằng lại như là mượn tới tia sáng hừng hực của mặt trời tuyên cổ. Ba động khủng bố cường tuyệt đến cực điểm, như một thánh hoàng đang thức tỉnh từ trong âm dương nhị khí, cuồng kích đi qua phía một vị ma vương. Vị ma vương kia muốn cực lực thôi động cửu lê ma đồ tiến đến chân áp, ma đồ lay động, ma khí vô biên, như là diễn biến ra vạn ma trong ma thổ của Ma Sơn Đại Lục, triệt để thức tỉnh di cốt thánh hoàng đang yên lặng. Ầm ầm, âm dương lưu chuyển, hư không sụp đổ, vạn vật ngạt thở, uy lực cổ thần tái hiện bên trên hai vòng đồ đằng, cuồng bạo đụng phải cửu lê ma đồ. Trong lúc nhất thời, ma đồ sơn hà đều đang oanh động, giống như trời đất đang sụp đổ, tất cả đều vỡ vụn, âm dương nhị khí háo thành sương mù hỗn độn tràn ngập, khắp nơi đều là loạn lưu. Di cốt thánh hoàng bên trong ma đồ giống như đang phục sinh, cuốn lên uy lực thánh hoàng vô tận, nổi giận oanh kích âm dương đồ đằng, trong nháy mắt, tất cả khí tức sơn hà bên trong ma đồ đều hội tụ tới chỗ nó. Bành! Âm dương lưu chuyển, hỗn độn bắn ra, thái âm thái dương đồ đằng sáng chói đến cực hạn. Hai thánh hoàng mãnh liệt giằng co. Nhưng, cuối cùng, Tặc Điểu và Hướng Vãn Tình vẫn là tân tấn thánh vương, khó mà phát huy ra được toàn bộ thực lực, cuối cùng đã tán loạn. Nương theo âm dương đầy trời đánh tới các nơi ma đồ. Nhưng, rút lui. Trong lúc bị đánh bay, Tặc Điểu kịch liệt vỗ cánh, mang theo Hướng Vãn Tình đã biến thành thiên hồ, phóng tới nơi xa. Âm dương nhị khí va chạm lần nữa, lấy lưỡng nghi sinh tứ tượng, lấy tứ tượng diễn bát quái, không gian xung quanh vặn vẹo kịch liệt, tia sáng mông lung, tầng tầng đồ trận nhanh chóng trải rộng ra, càn, khôn, tốn, đổi, cấn, chấn, ly, khảm. Các loại phù văn bát quái tỏa ra ánh sáng chiếu xa vạn trượng, cộng minh cùng đất trời. Tặc Điểu và Hướng Vãn Tình như mở ra cánh cửa càn khôn, đột nhiên biến mất không còn bóng dáng. Ngay một khắc này, trước mặt di cốt thánh hoàng vừa mới bị đánh tan rớt xuống một cái hồ lô màu vàng óng, không đợi ma vương khống chế ma đồ phát giác, hồ lô đã chợt tỏa ánh sáng mạnh mẽ, liệt diễm tuôn ra,
như là Chu Tước Bá Liệt dục hỏa trùng sinh, nhấc lên tuyệt sát thế công không có gì sánh kịp, cuồng kích Di Cốt Thánh Hoàng. Đây chính là đạo văn hồ lô mà Khương Phàm nói, sau khi được Đan Hoàng tế luyện qua, nó đã có thể chứa đựng được năng lượng Thánh Vương đỉnh phong. Trước khi khai chiến, Khương Phàm đã chuyển giao cho Tặc Điểu, bởi vì Tặc Điểu có thể hóa thân thành Chu Tước, có thể câu thông ý niệm Chu Tước ở bên trong. Bạo tạc vào thời khắc này, như là năm con Chu Tước cùng nhau dương cánh trùng sinh, phóng xuất ra Chu Tước Niết Bàn Thuật, Chu Tước Bác Thiên Thuật, Chu Tước Liệt Ngục Thuật, Chu Tước Phục Thiên Thuật, cùng Chí Tôn Sát Kiếm. Di Cốt Thánh Hoàng vừa mới bị âm dương đánh trọng thương, lập tức gặp phải năm đại Chu Tước vây bắt, liền vỡ nát ngay tại chỗ, ngay cả ma đồ đều ầm vang sụp đổ, nhấc lên thủy triều ma khí, đang toàn lực thúc giục vị ma vương kia trọng thương. Ta tới thu thập hắn, các ngươi xử lý ma vương nơi đó. Sau khi Khổng Tước Thánh Vương nhìn ra tràng cảnh ở xa xa, toàn thân đã lập tức bành trướng ánh sáng, đuổi giết quang mang Thánh Vương. Bạch Tai và Khương Diễm thoát khốn, nghiêm nghị hét to. Các không võ của Cửu Thiên Thần Giáo, xin mời Khổng Tước Yêu Tộc chiếu cố đầu tiên. Khổng Tước Yêu Tộc nhìn thấy chiến trường Thánh Vương dần dần nghịch chuyển, bọn chúng phấn chấn đến cao vút, toàn bộ lập tức xuất kích. Năm vị Thánh Linh, 7 vị Bán Thánh, 10 vị Niết Bàn Cảnh Cửu Trọng Thiên, liên thủ lao thẳng đến các chiến trường đang tan tác ở bên ngoài. Xuất chinh, giết. Trấn Nam Yêu Quốc và Yêu Tộc Tứ Phương đồng thời xuất kích, đuổi giết đội ngũ Xí Thiên Giới. Bọn chúng kỳ thật không được lựa chọn, bởi vì nhị trưởng lão Chu Thiên Thần Điện đã bắt đầu giận dữ mắng mỏ, chủng tộc của thiên cực giới càng đang gáy to, thét lên ra lệnh bọn chúng lập tức tham chiến. Bọn chúng rất rõ ràng, mặc kệ kết cục hôm nay như thế nào, đám yêu trùng cùng giáp trùng hư không kia của thiên cực giới chắc chắn sẽ không nhận tổn thương quá nghiêm trọng, sau đó thiên cực giới càng có thể ẩn nấp vào hư không, tránh khỏi Khương Phàm cưỡng chế. Cho nên, bây giờ bọn chúng giúp Hoàng Đạo, có thể được che chở. Nhưng nếu như giúp Xí Thiên Giới, sau khi thiên cực giới quay lại, đầu tiên có thể đổ mấy ngàn vạn yêu thú trong yêu quốc bọn hắn. Cho nên, giết. Cửu thủ liệt dương xà dẫn đầu xuất kích, mang theo Hoàng Kim Sư Tộc, Khiếu Nguyệt Lang Tộc, Đại Địa Hùng Tộc cùng Thiểm Điện Kim Điêu Tộc, một vị Thánh Vương, 5 vị Thánh Linh, 9 vị Bán Thánh, 13 vị Niết Bàn Cảnh Cửu Trọng Thiên, thực lực so với Khổng Tước Yêu Tộc là hơi mạnh hơn, lập tức đuổi giết chiến trường. Thanh Bình Hoàng Triều. Thiên Quang Hoàng Triều sau khi trao đổi ánh mắt, không để ý các trưởng lão Hoàng Đạo, làm bạn quát tháo bọn hắn, đột nhiên lựa chọn rời khỏi. Lý do rất đơn giản, trước khi bọn hắn tới đây, là người của Xích Thiên Thần Triều uy hiếp nói Phù Tang Thần Cung là nội ứng, sau đó khẳng định tìm Phù Tang Thần Cung tính tổng nợ, cho nên bọn hắn không thể không đến đây tham chiến, để bảo toàn cơ nghiệp Hoàng Triều của bọn hắn. Nhưng bây giờ Cửu Thiên Thần Giáo công nhiên bại lộ, Phù Tang Thần Cung được bài trừ hiểm nghi. Sau đó Phù Tang Thần Cung khẳng định nhận tất cả sự, xin lỗi cùng, lễ ngộ, của Hoàng Đạo. Nếu như lúc này bọn hắn công nhiên duy trì Khương Phàm, không đợi Khương Phàm bại lộ, Phù Tang Thần Cung khôi phục tự do liền sẽ diệt trừ bọn hắn. Nếu như duy trì Hoàng Đạo thì sao? Giống như không có cái tất yếu kia. Vừa đến, đã là chiến đấu thảm liệt, đi lên chính là thương vong, cái giá khẳng định rất khốc liệt. Thứ hai là, sau đó Phù Tang Thần Cung nhất định có thể bảo đảm bọn hắn. Tất cả Hoàng Đạo càng không có khả năng ngay trừng trị bọn hắn ở trước mặt Phù Tang Thần Cung. Cho nên còn không bằng sớm rút lui, tạo mối liên quan cùng Kim Ô Yêu Tộc của Phù Tang Thần Cung. Cho nên, rút lui. Theo một tiếng ra lệnh của Thánh Tổ Hoàng Thất, hai đại cường giả Hoàng Triều đã chen chúc rút lui, cơ hồ không có một kẻ nào phản đối. Bọn hắn đều là Hoàng tộc Hoàng Triều, trừ cường giả Hoàng Thất còn có Vương Hầu Cường tộc, ai cũng không nguyện ý chết ở chỗ này. Mặt của các thánh tổ của Kiếm Hùng Hoàng Triều cùng Hoàng Thất của Băng Lam Hợp Chủng Quốc đều bóp méo, các người có Phù Tang Thần Cung che chở, chúng ta đây thì sao? Là không có chỗ nương tựa. Làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì? Ở bên ngoài hơn 2.000 dặm. Chiến trường thần cấp từ kịch liệt biến thành cuồng bạo, cao ngạo như thần linh giờ phút này cũng là giết đến đỏ cả mắt. Ai cũng rõ ràng thời gian cấp bách, ai cũng rõ ràng ý nghĩa quan trọng của trận chiến này. Cửu Thiên Thần Tôn bạo kích tay phải đột nhiên mở rộng ra, hư không trước mặt chợt nổ tung, hắc ám như hồng lưu chảy ngược, hóa thành thủ ấn to lớn, giống như là thiên nhạc, đối diện đụng bay quang mang thần tôn. Ngay sau đó, huyết khí toàn thân cuồn cuộn, như là trong chốc lát đã trao đổi với thâm không vô tận, mượn tới đại thế tử vũ trụ, thân thể già nua vặn vẹo kịch liệt,
như là to lớn vô hạn, ba động khủng bố như hóa thân thành mấy triệu thâm không. A. À, Cửu Thiên Thần Tôn loạn quyền bạo kích, khẩn thiết run rẩy thâm không, như là tinh thần tuyên cổ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bạo kích, nổ đến quang mang thần tôn liên tiếp lui về phía sau. Một lão già như ngươi, thật cho rằng mình là thần linh đầu tiên của Thương Huyền. Quang mang thần tôn tức giận, linh văn trên trán bộc phát ra cường quang, xuyên qua hư không, đánh tan từng trọng quyền hư không, huy kiếm chém giết, thần kiếm vô địch, một kiếm chính là vết rách hư không hơn nghìn dặm. Hư không cửu chuyển, càn khôn nghịch loạn. Cửu Thiên Thần Tôn tận tình múa bút chiến kỹ hư không mạnh nhất của mình, toàn thân phát ra ánh sáng, cộng minh cùng hư không. Trong chốc lát, xung quanh hư không xuất hiện gợn sóng chìm nổi quỷ bí, tầng tầng lớp lớp, hiện ra hư ảnh chín tầng trời. Thần lực vô tận nổi sóng cả trùng điệp, hắn như là biến thành chín tầng trời. Ầm ầm, Cửu Thiên Thần Tôn mãnh liệt huy động hai tay, như thượng thương đang đánh gãy trời đất, rung động mà khủng bố, chín tầng thiên đạo hư không đột nhiên vặn vẹo, hỗn loạn nghịch chuyển không thể tưởng tượng nổi, giống như là muốn để thâm không vô tận đều triệt để quy về lúc mới bắt đầu hỗn độn. Quang mang thần tôn đột nhiên lâm vào hư không bạo loạn, như là không gian đang sụp đổ, thế giới quy về hỗn độn, hắn tìm không thấy phương hướng, không nhìn thấy bóng dáng của Cửu Thiên Thần Tôn, hết thảy, đều hỗn loạn không chịu nổi. Ngay một khắc này, Khương Phàm ra tay. Không phải Liệp Thần Thương, mà là Sát Sinh Tiễn. Chu Tước Thần Cung ầm vang hiển hiện tại sau lưng, giống như là cự nhạc kình thiên phóng lên, lại như luyện lô tồn phong từ tuyên cổ, mượn nhờ Ngọc Tỷ truyền quốc cộng minh, giờ khắc này Khương Phàm như đang vượt qua thời không, cộng minh cùng vạn thế thần triều tiền thế, tiếp nhận hàng tỷ dân chúng đã chết triều bái. Thương Sinh Cung được dựng lên, quốc vận cuồn cuộn mà đến, tự nhiên, huyền diệu, mãnh liệt kéo tới. Một mũi sát sinh tiễn sáng chói đến cực hạn nhanh chóng thành hình, sáng chói như mặt trời, chiếu thấu hư không bạo loạn. Nhưng, nguồn năng lượng này quá mạnh. Khương Phàm gần như là thần uy phóng thích, Thương Sinh Cung không chịu nổi gánh nặng đã lập tức vỡ nát, chỉ còn lại 5 viên trúc phúc thạch. Nhưng dưới sự điên cuồng của Khương Phàm, trúc phúc thạch cũng đã nhanh chóng tan rã, cống hiến ra năng lượng sau cùng, mượn tới uy lực cầu nguyện của dân chúng Thương Huyền Đại Lục. Ầm ầm. Thương Sinh Cung tế hiến sau cùng, sát sinh tiễn bộc phát đến cực hạn. Quốc vận cuồn cuộn, những lời cầu nguyện vô biên, tạo hóa mênh mông, sát sinh tiễn không nhìn thời gian, càng không nhìn không gian, khóa chặt linh hồn của quang mang thần tôn, trong chốc lát đã đánh xuyên đi. Cái này có thể so với một kích thần uy, để quang mang thần tôn vừa mới lâm vào hỗn loạn phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Giờ khắc này, Cửu Thiên Thần Tôn cũng xuất kích, thiêu đốt huyết khí. Diễn dịch ra cực hạn bí thuật hư không, trưởng trung càn khôn. Nghịch loạn cửu thiên áp xúc hư không, muốn áp xúc thâm không đến vạn lần, biến thành những bàn tay lớn nhỏ. Loại áp xúc cực hạn này, có thể triệt để chôn vùi tất cả mọi thứ ở bên trong, quy về bụi bặm. Quang mang thần tôn giống như bị cửu thiên chấn áp, thân thể tiếp nhận lấy áp bách to lớn, mạch máu dữ dằn nổi lên, hài cốt phát ra tiếng xương nứt thanh thúy. Tiếp tục tăng vọt áp bách. Để đất trời xung quanh biến thành lồng giam hắc ám, ngay cả ánh sáng đều giết không đi ra. Hắn muốn bộc phát, nhưng linh hồn lại nhói nhói, suy yếu không cách nào nói rõ để hắn bỏ lỡ cơ hội chạy trốn mấu chốt nhất. Miệng mũi Cửu Thiên Thần Tôn chảy máu, hư không mênh mông mấy ngàn dặm áp xúc đến trăm dặm, cho đến hơn 10 dặm, giống như dòng lũ cuồn cuộn ngưng tụ tại lòng bàn tay, hình ảnh rung động, uy lực và năng lượng tuyệt thế. Nếu như ở thế giới bên ngoài, toàn lực phóng thích của hắn còn có thể làm cho vạn dặm sơn hà biến thành một tấc trong lòng bàn tay. Keng! Quang mang thần tôn tiếp nhận áp xúc, thân thể giống như bị thượng thương chà đạp, như bùn nhão thay đổi hình dạng. Hắn há miệng phun máu, máu tươi nhuộm đỏ quang minh thần kiếm tranh minh, bộc phát ra thần quang vô lượng, tại một khắc cuối cùng, nó xé ra một cái lỗ đen, chật vật trùng sát đi ra. Nhưng ngay lúc hắn vừa mới giãy giụa trong nửa phút, Khương Phàm lấy đại niết bàn thuật, trở lại đỉnh phong, cuồng dã đánh ra Liệp Thần Thương. Liệp Thần Thương cộng minh cùng ý thức của Khương Phàm, sát ý tuyệt luân, đánh xuyên hư không hoang vu, đuổi giết quang mang thần tôn. Quang mang thần tôn giật mình trước nguy hiểm, ngưng tụ con ngươi. Tại thời khắc sống còn, toàn thân hắn tỏa ánh sáng mãnh liệt, từ huyết nhục đến linh hồn đều đang phát sáng, ánh sáng nhanh chóng bộc phát toàn diện. Phốc phốc, hắn né tránh với tốc độ ánh sáng. Vẫn không thể nào tránh khỏi Liệp Thần Thương.
Liệp thần thương không thể đấm đến trái tim, nhưng vẫn xuyên qua khoang bụng, sát cơ kinh khủng giống như lôi chiều vô tận đánh vỡ nát nội tạng, phá diệt hài cốt, đánh xuyên qua từ phía sau lưng ra ngoài. Nhưng, quang mang thần tôn dự cảm được mình không cách nào hoàn toàn tránh né, cho nên hắn đã tốc độ cao nhất để tránh đi, đồng thời không dùng quang mang thần kiếm phản kích, mà là đánh ra một kích tới phía Khương Phàm. Mặc dù vội vàng, nhưng hắn là thần tôn, trong tay càng là quang mang thần kiếm uy trấn cổ kim. Keng! Quang mang thần kiếm vung ra ánh sáng sáng rực mà cuồng bạo, như ngân hà lao nhanh, như mê quang tuyên cổ, bổ về phía Khương Phàm. Khương Phàm vừa mới đánh ra liệp thần thương, khí tức đang suy yếu, nhưng vẫn diễn biến phần thiên chiến vực hóa thành phần thiên chiến đao trong thời gian ngắn nhất, kích phát phần thiên diệt thế viêm, vạn vật nguyên hỏa, bát hoang tuyệt diễm, ba mảnh thần viêm cường thịnh vờn quanh chiến đao, cuồng loạn bổ ra ngoài, tinh chuẩn bổ vào quang mang thần kiếm. Một tiếng vang lớn rung trời, hư không tung ra vô số vết nứt. Phần thiên chiến đao rung động mãnh liệt, chấn vỡ vụn hai tay Khương Phàm, đánh hắn bay ra ngoài. Thần viêm ở phía trên lúc sáng lúc tối, rõ ràng đã bị một kích làm trọng thương. Mà quang mang thần kiếm càng vô tình bổ ra Khương Phàm, từ cái cổ thẳng tới eo, chảm ra hai đoạn. Khương Phàm vừa mới niết bàn thực sự chịu không được thiệt hại nặng như vậy, máu tươi phun ra, hắn đau đớn kêu thảm. Quang mang thần kiếm tổn thương không chỉ là mở ra thân thể của ngươi, khí tức ánh sáng thảm liệt, chặt đứt là chân chính sinh tử đại đạo, vết thương không cách nào khép lại được. Linh hồn càng là bị thương nặng, ánh sáng nở rộ càng giống như là vô số quang kiếm, tàn phá bừa bãi nội tạng của Khương Phàm. Quang mang thần tôn đắc thủ, chặt đứt nửa cái mạng của Khương Phàm, nhưng, đòn phản kích vào thời khắc này lại mang đến cho Cửu Thiên Thần Tôn cơ hội tuyệt hảo. Cơ thể Cửu Thiên Thần Tôn phát ra thần uy vô thượng, giao hòa cùng thâm không, thể hiện ra bí thuật tuyệt thế. Bất luận là tu luyện một loại lực lượng nào đó tới cực hạn, sau khi tiến vào thần linh cảnh, đều là siêu tuyệt. Đều là vô địch, thậm chí thành đại biểu cho loại năng lượng này. Huống chi giờ phút này Cửu Thiên Thần Tôn đã quên hết tất cả, muốn là nở rộ lần sau cùng, muốn điên cuồng lần sau cùng. Ầm ầm, hư không bạo động, tại thời khắc này đã diễn biến ra luyện lô rộng rãi, nhìn như mông lung mơ hồ, lại là năng lượng hư không tạo thành, càng là giao hòa cùng linh hồn sinh động của Cửu Thiên Thần Tôn. Luyện lô bao phủ quang mang thần tôn vừa mới thoát khốn, bộc phát ra cường quang quỷ bí. Đó là hư vô thần hỏa, hư vô thiên lôi, hư vô cương khí. Là sau khi Cửu Thiên Thần Tôn lĩnh hội thâm không vô tận, để luyện ra khác loại năng lượng, là uy lực và năng lượng cực hạn mà bá đạo ẩn chứa trong hư vô, tựa như là năng lượng hỗn độn bên trong hỗn độn nguyên hỏa, hỗn độn thiên lôi, hỗn độn tinh nguyên. Hư không luyện lô đứng vững, thô bạo trấn áp quang mang thần tôn. Hư không ở bên trong đã triệt để ngưng kết, khác loại năng lượng hư không tràn ngập đất trời bao phủ lấy hắn. Quang mang thần tôn bị vô tình định trụ, bị luyện hóa tàn nhẫn. Tóc, da thịt cũng đã bắt đầu hòa tan, lộ ra xương cốt ở bên trong cơ thể. Thần tôn cao ngạo, lại sắp biến thành hài cốt, muốn triệt để quy về hư vô, thân hình câu diệt. Quang mang thần tôn kêu gào thê lương thảm thiết, điên cuồng giãy giụa, hắn chưa từng chật vật qua như thế, càng không có nghĩ tới Cửu Thiên Thần Tôn lại có thể hiện ra thực lực như thế này. Cơ thể tàn phế của Khương Phàm đã được chắp vá lại. Nhưng bất luận như thế nào hắn cũng đều khó mà khép lại hoàn toàn được, sinh cơ tại miệng vết thương đã bị chặt đứt triệt để. Mà năng lượng ánh sáng lưu lại ở bên trong thân thể lại không cách nào thanh trừ, giống như là vô số cương châm đang du tẩu, đau đến không muốn sống. Hắn cắn răng triệu hồi liệp thần thương, kích phát khí tức huyết nhục thần hồn, ngưng tụ thủy tổ phân thân trong yêu hỏa ngập trời. Cảnh giới thánh hoàng chân chính, phân thân ấn ký càng thêm mạnh mẽ, như là thật sự triệu hoán kiếp trước tới. Giết! Khương Phàm kiếp trước hóa thân thành Chu Tước, cầm lấy liệp thần thương, dẫn lĩnh oanh sát ra ngoài. Khương Phàm nhất định phải toàn lực ứng phó, trước khi Chu Thiên Thần Tôn trở về, hắn phải triệt để trọng thương quang mang thần tôn, nếu không một khi hai vị thần tôn liên thủ, hắn và Cửu Thiên Thần Tôn căn bản không gánh được. Quang mang thần tôn điên cuồng giãy giụa, thân thể đã hòa tan hơn phân nửa, bạch cốt xâm xâm, máu tươi chảy ngang, vô cùng thê thảm. Hắn nắm chặt quang mang thần kiếm, điên cuồng kích phát ra ánh sáng kiếm khí, mỗi một sợi ánh sáng đều ẩn chứa thần uy cực đạo, mỗi một sợi ánh sáng đều như là thần kiếm chém vào, cưỡng ép dung chuyển không gian bị giam cầm. Nhưng nơi này là thâm không mênh mông, Cửu Thiên Thần Tôn có thể mượn dẫn uy lực hư không không có tận cùng,
hắn càng là dung nhập chính mình vào bên trong luyện lô, thô bạo trấn áp lấy quang mang thần tôn. Quang mang thần tôn điên cuồng đến bạo tẩu, khi liệp thần thương giết tới, một khắc này, rốt cuộc hắn cũng đã xé mở được luyện lô. Xác thực mà nói, là giam cầm của cửu thiên thần tôn đã đột nhiên suy yếu, nên mới thả ra quang mang thần tôn, càng là cơ hội để liệp thần thương giết vào luyện lô. Phốc phốc, liệp thần thương xuyên qua trái tim quang mang thần tôn, thân thể nóng chảy cơ hồ muốn bị lực trùng kích mạnh mẽ chấn vỡ. Quang mang thần tôn kêu thảm, sát khí kinh khủng cơ hồ muốn triệt để xoắn nát hắn, huyết nhục rách dưới lại lần nữa diệt vong hơn phân nửa. Từ đằng xa nhìn lại, quang mang thần tôn đã từng cao ngạo tôn quý, đầu và nửa người trên cơ hồ đã hóa thành xương, chỉ là treo rải rác từng mảng thịt tươi, nhìn thấy mà giật mình, vô cùng thê thảm. Bạo! Khương Phàm lên tiếng gào thét, ngang nhiên dẫn nổ thủy tổ phân thân giết qua. Hắn biết thủy tổ phân thân giết qua khẳng định trốn không thoát, còn không bằng trực tiếp nổ tung, dựa thế lại đánh trọng thương quang mang thần tôn. Quang mang thần tôn vừa muốn huy kiếm chém giết liệt diễm chu tước, kết quả thủy tổ phân thân toàn thân phát sáng, trực tiếp nổ tung. Có thể so với thánh hoàng đỉnh bạo tạc, trong chốc lát đã nhấc lên sóng chiều liệt diễm vô tận, mình mông ba động đối diện đánh bay quang mang thần tôn. Quang mang thần tôn tái tạo trọng thương, huyết khí cùng thịt nát lưu lại ở hài cốt nửa người trên đều bị vô tình đốt cháy hầu như không còn gì, biến thành xương cốt trắng bệch. Thảm thảm thảm, quang mang thần tôn lâm vào tuyệt cảnh. Mặc dù Khương Phàm chỉ là thánh hoàng, nhưng hắn kích phát liệp thần thương không thể nghi ngờ là đã có được thần uy, phối hợp với vị thần linh không gian, cửu thiên thần tôn này, hai người đánh ra thực lực cường đại đến hai vị thần tôn đang liên hiệp tiểu trừ. Đều lùi cho ta. Xương cốt toàn thân quang mang thần tôn đột nhiên trong suốt, tiếp đó đã nổ tung cường quang, như hàng tỷ tia lôi đình, cuồng kích khắp toàn trường, muốn mạnh mẽ bước lui Khương Phàm và cửu thiên thần tôn. Nhưng bộc phát vào thời khắc này, chủ yếu là nhằm vào Khương Phàm, đánh về phía quang kiếm được ánh sáng ngưng tụ nơi đó, muốn vô tình tiễu sát nó. Không cần quan tâm đến ta, hắn muốn chạy trốn, ngăn hắn lại. Khương Phàm kinh hồn rút lui về phía sau. Tụ tập hai cánh ở phía trước để ngạnh kháng. Phốc phốc phốc. Số lượng lớn quang kiếm bổ vào trên người hắn, huyết nhục văng tung tóe, hài cốt đứt gãy, thân thể đã trọng thương cơ hồ muốn bị tách rời thành từng mảnh vỡ. Quang mang thần tôn phóng thích quang chiều đồng thời nhanh chóng chạy trốn. Cửu thiên thần tôn không để ý đến Khương Phàm, cho nên đảo mắt liền đuổi tới phía sau, một cỗ không gian chiều dâng như vạn thú ra áp, cuồng dũng tới. Nhưng ngay lúc giờ khắc này, quang mang thần tôn đột nhiên xoay chuyển quang mang thần kiếm trong tay, trong chốc lát đã huy động lên tàn ảnh, đánh xuyên hư không, mở ra âm dương, đối diện đánh xuyên lồng ngực cửu thiên thần tôn. Ta chính là chờ thời khắc này. Quang mang thần tôn cũng không quay đầu lại, vẫn tốc độ cao nhất phóng tới, quang mang thần kiếm tương thông cùng ý thức hắn, đánh xuyên cửu thiên thần tôn sau đó nhanh chóng trở về. Hắn cố ý uy hiếp Khương Phàm, liệu định Khương Phàm có thể đánh giá ra hắn là muốn chạy trốn. Dưới cơ hội như vậy, cửu thiên thần tôn cũng sẽ không buông tha, chắc chắn sẽ truy kích ngăn cản. Cho nên, một công ba việc, có thể lập tức đánh trọng thương Khương Phàm, lại có thể làm bị thương cửu thiên thần tôn, còn có thể thoát thân thật. Cửu thiên thần tôn bị xỏ xuyên trái tim, sinh cơ lại bị tổn hao nhiều. Công hiệu của thuần dương thiên nguyên đan tiếp tục kích phát tiềm lực ở trái tim, phóng xuất ra sinh cơ cùng tiềm lực minh mông, càng là thiêu đốt huyết hải nơi trái tim. Cho đến khi đốt sạch mỗi giọt máu tươi, đốt đoạn cả sinh mệnh. Kết quả, quang mang thần kiếm lăng liệt phản kích, tạo thành chí mạng tổn thương đối với cửu thiên thần tôn, trong nháy mắt, hắn như muốn hôn mê, sinh cơ và tinh thần đều nhanh chóng uể oải. Thần tôn, không thể ngủ, ngài không thể ngủ, hắn đang đánh tới chiến trường. Khương Phàm cao giọng gào thét, chịu đựng đau nhức cùng thương thế kịch liệt, chấn động hai cánh truy kích quang mang thần tôn đang chạy trốn. Cửu thiên thần tôn dùng sức lắc lắc đầu, ý thức trở thanh tỉnh lại, nhưng tinh khí thần cùng sinh cơ toàn thân đang giống như thủy triều đang lui về. Thần tôn, cứu người! Nơi xa truyền đến tiếng Khương Phàm lo lắng la lên, hắn bừng tỉnh. Ầm ầm! Cửu thiên thần tôn cắn răng chịu đựng, huy động không gian, truy kích quang mang thần tôn. Quang mang thần tôn kích phát tiềm lực, vượt qua thâm không, giống như là một ngôi sao chổi sáng chói xẹt qua hắc ám thiên mạc. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Một người tỏa ánh sáng chiếu xa vạn trượng, một hóa hắc ám vô biên, thần uy cuồn cuộn tàn phá hư không, dẫn phát hình ảnh sụp đổ đến tuyệt vọng.
Đây là trận đo tốc độ giữa ánh sáng và không gian. Trong khoảng thời gian ngắn, đã ở bên ngoài mấy ngàn dặm. Mặc dù Quang Mang Thần Tôn có thương thế cực nặng, nhưng dù sao cũng đã vượt mức quy định ở chừng 10 giây, trước khi Cửu Thiên Thần Tôn chặn đường, hắn đã ầm vang xông vào chiến trường hỗn loạn ngoài ngàn dặm, lao thẳng đến vòng chiến hỗn loạn nhất, cũng chính là chỗ của địa ma thụ. Quá đột nhiên, bất luận là địa ma thụ, hay là thiên hậu, cùng Ngưu Thái Bình, Hạo Ngọc Thành, Bùi Tu Nghiệp, Âu Dương Mục Thiên đang hỗn chiến ở xung quanh, đều vội vàng không kịp chuẩn bị, bị thần uy cuồn cuộn đột nhiên xâm nhập trùng kích để toàn thân run rẩy, trận ác chiến kịch liệt lập tức tán loạn ngay tại chỗ. Quang Mang Thần Tôn, trái tim thiên hậu bỗng nhiên nhảy lên. Ở bên ngoài mấy trăm dặm, Côn Bằng, Thiên Bằng đang chém giết nhận phải xúc động, bỗng nhiên quay người nhìn về nơi xa. Khương Phàm gào thét đầy thê lương. Quang Mang Thần Tôn, ngươi là thần tôn, chiến trường của ngươi không ở nơi đó. Ngươi cút trở lại đây cho ta. Quang Mang Thần Tôn xông vào, trong nháy mắt đạp vỡ đầu chủ thể ma thụ, bóp lấy cổ thiên hậu, khàn giọng gầm thét, vang vọng khắp chiến trường. Khương Phàm, Cửu Thiên Thần Tôn, là các ngươi bức ép ta. Trên chiến trường mênh mông hai bên đang điên cuồng chém giết bỗng nhiên biến sắc, nhất là khi nhìn đến nửa người thần tôn chỉ còn là xương, bộ dáng chỉ sót lại hai chân thảm liệt, tất cả đều ớn lạnh toàn thân. Khương Phàm và Cửu Thiên Thần Tôn lại đánh Quang Mang Thần Tôn thành như thế này rồi. Các cường giả Kiếm Hùng Hoàng Triều có chút hoảng hốt, bọn hắn còn chưa có tham chiến cơ mà. Thiên hậu, bọn người Kiều Hinh kinh hồn thét lên, trái tim đều bỗng nhiên co lại một chỗ. Rút lui, Quang Mang Thần Tôn và các cường giả Chu Thiên Thần Điện tránh thoát khỏi dây dưa ở các nơi, điên cuồng rút lui. Cứu Thiên Hậu, Kiều Hinh hét lên, dưới sự kinh sợ nàng liền vội vã vượt qua chỗ Cửu Thiên Thần Tôn. Đó là thần, người muốn chết sao? Đông Hoàng Như Yên ôm chặt lấy nàng, diễn biến ra đạo ngấn không gian, dùng tốc độ cao nhất rút lui. Giống, đầu của địa ma thụ vỡ vụn, lại cuồng nộ phân uất. Nó giơ lên tất cả dây leo chỉ lên trời tụ lại một chỗ, ma huyết sôi trào bên trong ma hoa, muốn kéo lấy Quang Mang Thần Tôn đồng quy vu tận. Ngay một khắc này, thân thể rách dưới của Quang Mang Thần Tôn bộc phát ra ánh sáng, thế như biển gầm, nhấc lên sóng lớn cao vạn trượng, tốc độ lại nhanh hơn nữa, cơ hồ trong chốc lát đã liền rọi khắp hư không. Dưới sự điên cuồng khống chế của hắn liền hóa thành hàng trăm Quang Mang Thần Kiếm, vô tình chém về phía các cường giả xí thiên giới. Thần tôn xuất kích, đây là đồ sát. Bành bành bành. Địa ma thụ vừa mới nhắc đến mấy trăm sợi dây leo đã bị vô tình chặt đứt, những thú này trước đó còn quét ngang chiến trường, mang đến cho Bùi Tu Nghiệp phiền phức cực lớn, nhưng dưới thần uy của quang kiếm lại không chịu nổi một kích, bị vô tình chém vỡ. Ngay cả chủ thể cũng đều bị 18 mảnh kiếm quang tách rời, chặt đứt sinh cơ, tiếp đó lại xoắn nát mênh mông huyết hải. Ngưu Thái Bình gần ngay trước mắt bị vô tình xé nát. Hơn 20 thanh quang minh thần kiếm sâu thể, để chiến khu đã trồng chất vết thương bây giờ lại chia 5 xẻ 7, linh hồn, sinh cơ, triệt để bị chém chết. Trốn! Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, đồng thời diễn biến ra đạo ngấn không gian, kéo lấy Khương Quỳ cùng Kiều Vô Hối, tại giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, tan biến vào hư không. Trốn! Xác lão tử cứng rắn! Huyền Quy mãnh liệt đong đưa thân thể, ngăn ở phía trước đại tặc. Nhưng trong chớp mắt liền bị quang kiếm vô tình bổ ra, mai rùa nặng nề không chịu nổi một kích, thân thể to lớn bị chia làm hai đoạn ngay tại chỗ. Không cần trốn, thái âm thái dương có thể diễn biến sinh tử lưỡng cực. Tặc điểu lo lắng gào thét, nhưng thái âm thái dương vừa mới quấn quanh, âm dương nhị khí còn không có bộc phát, quang kiếm đã quét ngang qua, tặc điểu biến thành kim ô cùng hướng vãn tình biến thành thiên hồ đều bị một kiếm chém đầu, huyết thủy phun ra. Rút lui. Đông Hoàng Hoa Thanh ngăn chặn Thiên Hồ Thánh Vương thành công ẩn vào hư vô, nhưng tạo nghệ hư không của cảnh giới thánh linh lại kém xa Thánh Hoàng như Đông Hoàng Càn, cho nên vừa mới đào thoát, Quang Minh Thần Kiếm liền chém ra hư vô, bổ vào trên cổ Đông Hoàng Hoa Thanh, Thiên Hồ Thánh Vương đong đưa cái đuôi đang muốn bao trùm hắn, cũng bị vô tình chặt đứt. Ngay sau đó, ba mảnh quang kiếm hỗn loạn giao thoa mà tới, tàn nhẫn tách rời bọn hắn. Không được chết, ngươi không thể chết. Bạch Tai đột nhiên gào thét. Toàn thân phát động cốt khí bành trướng, hóa thành cốt thuẫn, ngăn ở trước mặt hắn cùng Khương Diễm, đồng thời vung lên Trấn Ngục Huyết Tháp, chặn đường ở phía trước. Hắn gào thét đầy lo lắng mà sợ hãi, bởi vì đó là Quang Minh Thần Kiếm, đối với hắn hay đối với Khương Diễm đều là tổn thương chí mạng,
uy lực cường hãn xa rất nhiều so với thánh vương cảnh. Khương Diễm ngừng tụ con ngươi, thời khắc sống còn, hắn nhìn phía An Minh Hề ở xa xa, nhiệt hỏa chiến hồn sôi trào ở xung quanh cũng đều an tĩnh. Trong chớp mắt, quang minh thần kiếm chấn vỡ nát chấn ngục huyết tháp, xé mở thân thể của bọn hắn, mang toái cốt cùng hồn khí theo đầy trời. Triệu Thời Việt liên thủ với Khương Uyên, muốn chạy trốn, lại bị hai vị tinh không thánh vương của Thái Cổ Thần Miếu cưỡng ép định trụ. Phốc phốc, quang minh thần kiếm luân phiên đập tới, xé mở hắc ám, chém qua hai đầu sát lục huyết hoàng. Quang mang thần tôn giết tới trong nháy mắt liền phóng thích kiếm chiếu ánh sáng, trọng điểm chiếu cố và khóa chặt đều là khí tức cường hãn hắn bắt được trong ý thức, ví dụ như thánh vương cùng thánh hoàng. Cho nên, ngoại trừ Kim Hống, Đan Hoàng và mấy vị thánh vương may mắn ra, còn lại toàn bộ đều bị quang minh thần kiếm bổ ra. Những bộ phận thánh linh khác cùng cao giai niết bàn khác bởi vì rời xa chiến trường thánh vương, thánh hoàng, ngược lại đã may mắn thoát khỏi, nhưng hình ảnh thảm liệt nện vào trong tầm mắt, lại kích thích đến mức để bọn hắn ớn lạnh toàn thân, cơ hồ trong nháy mắt đã mất đi suy nghĩ. Quang mang thần tôn, người coi như thần linh sao? Giữa mấy hơi, cửu thiên thần tôn giống như thần thú phóng tới hư không ầm vang giết tới, hư không run rẩy, vết nứt vô biên. Uy thế không gian giống như hư không vô biên vô tận đều đang lay động. Đến đây, quang mang thần tôn nâng tay trái bóp lấy thiên hậu, tay phải nắm chặt quang mang thần kiếm, ngang nhiên đuổi giết cửu thiên thần tôn. Chỉ cần thiên hậu ở trong tay, hắn không sợ liệp thần thương của Khương Phàm, không có liệp thần thương uy hiếp, là hắn có thể xuất kích toàn lực, ác chiến với cửu thiên thần tôn, chỉ cần chu thiên thần tôn chạy về nơi này, chiến trường sẽ thuộc về bọn hắn. Nhưng khi quang mang thần tôn đang nghênh kích cửu thiên thần tôn, trước một khắc, hư không bên cạnh hắn lại đột nhiên vặn vẹo, vạn giới môn ầm vang mở ra. Đi! Đông Hoàng toại dữ tợn, giống như điên cuồng mở rộng cánh cửa, đẩy ra sóng chiều không gian. Không gian như những sóng lớn vỗ cao vạn trượng, kịch liệt cuồn cuộn, một con minh hoàng toàn thân đều là đầu lâu dương cánh gáy to, đuổi giết Đông Hoàng toại. Là Khương Quỳ. Tại thời khắc quang mang thần tôn giết tới, Khương Quỳ nhét một quả tim rách dưới trong lồng ngực mình. Đây là trái tim của Chu Thiên Thần Tôn bị liệp thần thương đánh xuyên, trước đó một mực không có cam lòng dùng, còn muốn dùng để săn giết Thánh Hoàng, nhưng giờ khắc này chỉ vì cứu Thiên Hậu. Khương Quỳ sôi trào huyết khí khắp toàn thân, minh hỏa thiêu đốt, liệt diễm cuồn cuộn như là đốt cháy cửu thiên thập địa, hắn trưởng khống trái tim Chu Thiên Thần Tôn tiến hành diễn biến thảm liệt. Quả tim này mặc dù đã bị phá toái, còn tràn ngập khí tức sát phạt của liệp thần thương, nhưng chung quy vẫn trái tim của thần linh, thần huyết ở bên trong có thể so với đại dương mênh mông, giờ phút này theo Khương Quỳ toàn lực diễn hóa, nó đã biến thành một thanh huyết kiếm, sau đó bị Khương Quỳ dùng minh hỏa đốt lên. Huyết kiếm bị thiêu đốt, huyết quang chiếu thấu thương thiên, như là trái tim thần linh nở rộ lần sau cùng, khí tức quá kinh khủng. Sắc mặt quang mang thần tôn hơi biến đổi, bởi vì hắn rõ ràng đã nhận ra thần uy. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, hắn mặc kệ kẻ tới là ai, mặc kệ là tình huống như thế nào, hắn liền bóp lấy thiên hậu đẩy đi qua, muốn bức bách đối thủ rút lui. Nhưng, Khương Quỳ không có bất kỳ cái ý tứ ngừng lại gì, hắn vỗ cánh bạo kích, đuổi giết quang mang thần tôn. Trái tim nở rộ đến cực hạn, huyết kiếm như trảm thiên diệt địa, huyết quang vô tận chiếu đầy hư không, hỏa diễm thậm chí còn hình thành hư ảnh của Chu Thiên Thần Tôn. Phốc, keng! Huyết kiếm bổ cơ thể thiên hậu ra, lại bổ vào bên trên cẳng tay quang mang thần tôn. Cánh tay trái chỉ còn xương cố trắng xóa, không thể chịu được sát lục huyết kiếm này, liền vỡ vụn ngay tại chỗ. Khương Quỳ trùng kích quá mạnh, đến mức căn bản không hãm lại được, toàn bộ đều đụng phải trên thân quang mang thần tôn. Quang mang thần tôn gào lên đầy đau đớn, toàn thân bộc phát ánh sáng bành trướng, như là có hàng tỷ tia lôi đình hoành kích giữa thâm không. Khương Quỳ biến thành minh hoàng, vờn quanh thân thể tàn phế của thiên hậu, ngạnh kháng ánh sáng bạo kích. Trong nháy mắt, hắn bị ánh sáng cuồng bạo trùng kích đánh bay ra ngoài, minh hỏa bị dập tắt, hài cốt bị vỡ vụn, như muốn bị thần uy làm cho bốc hơi. Minh hoàng đặc chất tương đương với quỷ vật địa ngục, kiêng kỵ nhất thế công như thế này, ngay cả linh văn quanh minh cảnh giới thánh hoàng đều có thể uy hiếp được hắn, huống chi là quang mang thần tôn. Tuy nhiên, Khương Quỳ đã liều chết cướp lại được thiên hậu. Trở về, Đông Hoàng Quỳ ngạnh kháng với sóng chiều ánh sáng, không để ý bị ánh sáng oanh đến toàn thân phun tung tóe cả máu, hắn điên cuồng tế lên 11 cái quan tài đá, diễn biến 11 đạo ngấn không gian, giống như là xiềng xích hoành kích,
cuốn lấy Khương Quỳ, kéo vào vạn giới môn. Ầm ầm, vạn giới môn ầm vang khép kín. Cửu Thiên Thần Tôn lại giết tới tại thời khắc này, điên cuồng phát động trọng quyền, như là vạn giảm hư không áp xúc đến cùng một chỗ. Quang Mang Thần Tôn bị huyết kiếm chém vào mà chấn loạn thế công, rắn rắn chắc chắc nghênh đón đòn bạo kích của Cửu Thiên Thần Tôn. Lồng ngực hắn bị Liệp Thần Thương đánh xuyên hai lần, bây giờ đã tán loạn tại chỗ, xương sườn xương cột sống đều bay lên tứ tán. Đều rút về xí thiên giới. Tiếng Cửu Thiên Thần Tôn hét lớn đến rung trời. Liên tiếp nhấc lên hư không trọng quyền, Quang Mang Thần Tôn bạo kích đến mấy ngàn dặm, triệt để đánh ra khỏi chiến trường. Quang Mang Thần Tôn liên tiếp phản kích, cuối cùng ngược lại bị Cửu Thiên Thần Tôn đoạt lấy Quang Mang Thần Kiếm trong tay hắn, cuồng dã đâm vào trong đầu Quang Mang Thần Tôn. A a a! Tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng trong thâm không, Quang Mang Thần Tôn triệt để hỗn loạn. Thần Tôn! Đông Hoàng Càn và đám người ngắm nhìn thân ảnh biến mất đang tại cuối hư không, trái tim đập loạn. Đều ý thức được cái gì đó. Các cường giả của Quang Mang Thần Điện lo lắng tức giận, bọn hắn chưa từng nghĩ đến thần tôn của mình sẽ gặp phải bi kịch như thế này. Đều vào xí thiên giới. Nhanh 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 nhanh. Tại thời khắc này Cửu Thiên Thần Tôn đã triệt để kích phát ra tiềm lực sau cùng, thân thể già nua giống như đang bốc cháy lên, có thể rõ ràng nhìn thấy gợn sóng vặn vẹo, hắn tiếp tục bạo kích, liên miên bất tuyệt, đánh Quang Mang Thần Tôn không có chút uy lực chống đỡ nào tiếp tục tháo chạy. Thần Tôn, rút lui. Đông Hoàng Càn chứa lệ trong mắt, nghiêm nghị gọi tất cả võ giả không gian, di chuyển tất cả cường giả của xí thiên giới. Rút lui, mau bỏ đi, tiến vào xí thiên giới. Đan Hoàng bộc phát liệt diễm, xua tan cường địch, quát tháo tất cả những người còn đang hỗn chiến. Cản bọn họ lại, chỉ cần Chu Thiên Thần Tôn chúng ta đuổi tới, chiến trường có thể thay đổi. Ngăn lại, bọn hắn đều đã bị thương nặng, giải quyết triệt để bọn hắn. Thánh Hoàng của Chu Thiên Thần Điện gầm thét, bổ nhào đi qua phía Hồng Hoang Thiên Long và các kẻ địch khác. Cuốn lấy bọn hắn, ai cũng đừng hòng chạy. Các cường giả hoàng đạo nhao nhao bạo tẩu, hiện ra thế công hỗn loạn mà cuồng bạo. Chiến trường bị Quang Mang Thần Tôn trấn trụ lại lần nữa hỗn loạn, một phương điên cuồng tránh thoát, một phương mãnh liệt dây dưa. Hàn Ngạo, Khương Bân, Lý Dần đang bị hãm trong trùng vây. Thời điểm bọn hắn vừa mới bắt đầu đã bằng vào thực lực cường hãn, kích phát thánh uy của Hỗn Thiên Nguyên Linh Bảo, cơ hồ chính là chúa tể tại chiến trường bán thánh, dưới sự phối hợp của Chu Thanh Thọ, trong thời gian ngắn bọn hắn đã chém giết 5 vị bán thánh, trọng thương 7 vị, nhưng thực lực cường hãn, cùng Bạo Phong Cự Long, Tử Kim Thiên Long nhanh nhẹn dũng mãnh, đã kích thích cường giả hoàng đạo, cuối cùng rước lấy phó điện chủ Diêu Lăng Vi của Cửu Lê Ma tộc, cùng hai con giáp trùng hư không cảnh giới bán thánh. Giờ khắc này, bọn hắn không chỉ có bị hãm sâu trùng vây, còn xa cách xí thiên giới, cơ hồ là đang ở biên giới chiến trường. Đáng chết, trở về không được. Đi một người là được một người. Giết! Khương Bân và Lý Dần bộc phát tuyệt thế sát uy, thiên long liên thủ bất tử điều, liệt diễm bạo động, sát uy vô biên, giống như hai siêu cấp chiến binh hoành hành bạo kích. Hàn Ngạo kích phát long đao đẫm máu, long khí sôi trào, như đại dương mênh mông bạo động, long đao hóa rồng. Cuồn cuộn giữa thâm không. Một tên cũng đừng hòng đi. Siêu Lăng Vi cường thế thôi động Cửu Lê ma đồ hoành thiên, oanh minh mãnh liệt, hình ảnh hiện ra đến cực hạn, bên trong có khí tức hỗn độn cuồn cuộn, có sơn hà cẩm tú, có giang hải vô cương, tráng lệ vô biên, giống như là vạn dặm sơn hà đột nhiên nện ở trước mặt. Siêu Lăng Vi chính là thánh linh, bên trong tấm Cửu Lê ma đồ này chính là trấn áp di cốt thánh vương. Hơn trăm hiệp đọ sức đều không thể ngăn chặn ba tên này đã để nàng tức giận đến muốn điên, giờ phút này há có thể để bọn hắn chạy trốn. Ầm ầm. Đại Long Đao, Sơn Hà Thuẫn, Đâm Thiên Thương, liên hợp phát huy, dưới sự điên cuồng của bọn người Khương Bân, thể hiện ra thánh uy tuyệt đối. Bạo tạc cuồng liệt giống như ba ngôi sao đang oanh kích đến đại địa, đánh vỡ nát sông núi, hủy trời diệt đất, Cửu Lê ma đồ chấn động đến mức mãnh liệt nhấc lên, ầm ầm ù ù hoành lui hơn 10 dặm. Siêu Lăng Vi đều sôi trào, khí huyết miệng mũi chảy cả máu, nhưng di thể Thánh Vương đã triệt để bừng tỉnh, hiện ra ma uy vô tận, cưỡng bức chống đỡ lấy bạo kích, cuồn cuộn đi qua phía bọn hắn, giống như là thiên địa đảo ngược, càn khôn nghịch loạn, vạn dặm sơn hà diễn biến thành luyện lô, bọn hắn bị triệt để nhốt ở bên trong. Xong. Trong lòng bọn người Khương Bân trở nên cuồng loạn, thời gian cấp bách, coi như lại giết ra ngoài, chỉ sợ đều không thể quay về xí thiên giới. Không xong được,
Bản công tử còn chưa có chết. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Chu Thanh Thọ mang theo cơ thể be bét máu thịt lại không thể tưởng tượng nổi xuất hiện ở xung quanh bọn họ, tóc dài bay loạn, tinh quang sáng chói, lục phủ ngũ tạng đều như tinh thần tuyên cổ, phát ra uy lực và năng lượng cực hạn. Tại thời khắc mấu chốt cửu lê ma đồ bao phủ bọn hắn, hắn đã nắm chặt tinh thần kiếm đánh ra một kích, vạch ra quỹ tích tinh hà, từ trước mặt bọn hắn thẳng tới bên ngoài ma đồ. Giữa vài giây khi Diêu Lăng Vi liên thủ với Di Cốt Thánh Vương, thôi động vạn dặm sơn hà triệt để đóng chặt lại, Chu Thanh Thọ đã mang theo ba người Khương Bân chạy thoát. Ha ha, ha ha ha, về nhà. Chu Thanh Thọ toàn thân rách dưới, lại giữ tợn cười to. Làm tốt lắm. Khương Bân phấn chấn hô to. Nhưng, rầm rầm, xiềng xích hoàng kim đột nhiên cuốn lấy Chu Thanh Thọ, cưỡng bức kéo hắn từ trong tinh hà đi ra. Là hai con giáp trùng hư không dây dưa với hắn, vừa mới bị tinh thần kiếm trọng thương, nhưng vẫn thành công chặn Chu Thanh Thọ lại. Người đi không được. Giáp trùng hư không phun ra xiềng xích hoàng kim cuốn lấy Chu Thanh Thọ, sau khi lập tức bộc phát ra kim quang, giao hòa cùng thâm không vô tận. Cầm thú. Bọn người Hàn Ngạo lập tức muốn nhảy ra khỏi tinh hà, nhưng tinh hà lại quá nhanh, trong lúc thoáng qua liền đẩy bọn hắn hoành hành hơn 10 dặm, vào tới sâu trong chiến trường đang hỗn chiến. Cùng lúc đó, Diêu Lăng Vi bỏ qua sơn hà đồ, đuổi giết Chu Thanh Thọ. Tiểu hỗn đản đáng chết, dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Mẫu thân nhà hắn, ta xong rồi. Chu Thanh Thọ lắc lư con ngươi, hai mắt mông lung, nhưng trong lúc thoáng qua, hắn điên cuồng thôi động tinh thần kiếm đã đi xa, bộc phát cường quang vô tận, cưỡng ép mang theo bọn người Hàn Ngạo đi ngang qua chiến trường, đào vong về xí thiên giới. Nói cho Na Yêu gia sinh hài tử, lưu lại đời sau cho Chu gia ta. Phốc phốc, Diêu Lăng Vi giết tới gần, một tay đánh xuyên ra đến phía sau lưng Chu Thanh Thọ, cầm bên trong quả tim đang loạn đập kia của hắn. Cùng lúc đó, Lan Nặc, Vạn Linh Huyết Thụ, Ngô Thiên Khải, Bách Lý Mạc Yêu, Nhận Trọng Điểm Chiếu Cố cũng bất hạnh rơi xuống trong tay kẻ địch. Đều lui về cho ta. Một tiếng quát lớn lay động thâm không, mênh mông cường quang như mặt trời hoành không lao tới. Khương Phàm vỗ cánh bay nhanh, rốt cuộc cũng đuổi tới chiến trường, toàn thân rách dưới, máu tươi chảy ngang, cơ hồ là nát không còn hình dáng, nhưng hắn vẫn cố nén suy yếu cùng đau đớn, kích phát tiềm lực sau cùng, trong thời gian ngắn nhất lấy uy lực thương sinh tạo hóa diễn biến 800 mũi sát sinh tiễn, khóa chặt Chu Thiên Thần Điện, Thiên Cực Giới và số lượng lớn cường giả. Các phương đang hỗn loạn liên tiếp ngừng lại, bất luận là Niết Bàn cảnh hay là Thánh Hoàng cảnh đều lạnh cả người, giống như là rơi xuống đầm sâu. Lại như là bị kéo vào tế trận thảm liệt, nghe được tiếng tử thần nỉ non. Uy hiếp cường thế, cho Đông Hoàng Càn và các không võ cơ hội tuyệt hảo, nhanh chóng chuyển rời tất cả mọi người, xông về xí thiên giới. Nhưng Chu Thanh Thọ rơi vào nơi xa, bọn người Lan Nặc bị giam cầm, lại không cách nào cứu vớt được. Thời gian cấp bách, Đông Hoàng Càn và đám người khác đã rời đi đầu tiên khi còn có thể di chuyển. Huống chi Bùi Tu Nghiệp và các thánh hoàng đều đang nhìn chằm chằm. Bọn hắn lại không dám lại dễ dàng xâm nhập vòng vây. Cầm thú ở nơi đó. Hàn Ngạo vội vàng đi đến bên cạnh Khương Phàm, vừa muốn nhắc nhở lại tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Bởi vì khi hắn vừa mới tới gần đã phát hiện, Khương Phàm không chỉ là rách dưới toàn thân, từ cái cổ đến bên cạnh nơi hông còn bị cắt ra, hai tay của hắn bị vây quanh, không chỉ là đau đớn, mà là giữ vững hai đoạn thân thể khó có thể chắp vá cùng một chỗ kia. Mà Khương Phàm hiển nhiên là đã đến cực hạn, ý thức đều đang hoảng hốt, răng đều cắn chặt đến run rẩy, ngay cả sát sinh tiễn được thả ra đều lấp lóe lúc sáng lúc tối. Khương Phàm giống như đều muốn ngã xuống bất cứ lúc nào. Lan Quỳ đang muốn nhắc nhở Khương Phàm bắn giết cường giả bên cạnh Lan Nặc, bọn hắn muốn nghĩ cách cứu viện, nhưng cũng chú ý tới Khương Phàm có vấn đề. Giết! Khương Phàm đang hư trương thanh thế. Bùi Tu Nghiệp đột nhiên quát lớn. Cầm trong tay thiên phạt kiếm đuổi giết Khương Phàm. Hắn thấy rõ ràng Khương Phàm đang không ổn, cũng rõ ràng cảm nhận được sát sinh tiễn mang tới uy hiếp đang chấn động. Vây bắt Khương Phàm. Nhất định phải bắt lấy Khương Phàm, nếu không đều sẽ phí công nhọc sức. Hạo Ngọc Thành và các thánh hoàng liên tiếp hành động, hiện ra sát uy vô tận, cuồn cuộn trong thâm không, nhào về phía Khương Phàm. Rút lui. Đông Hoàng Càn ngắm nhìn bọn người Lan Nặc, diễn biến đạo ngấn không gian. Cưỡng ép di chuyển Khương Phàm và tất cả mọi người. Huynh đệ, thật xin lỗi. Bọn người Hàn Ngạo đau lòng rơi lệ, nhưng lại không thể không cắn răng quay người. Vào thời khắc này,
nơi cuối cùng trong hư không truyền đến tiếng gào thét tức giận. Chu Thiên Thần Tôn đã giết trở lại rồi. Hắn mang theo khuất nhục cùng lửa giận, như là thượng cổ thần linh đang phóng tới, đạp tan hư không, phá diệt vạn đạo, đuổi giết Cửu Thiên Thần Tôn đang ngược chiến Quang Mang Thần Tôn. Nhất là sau khi nhìn thấy của bộ dáng Quang Mang Thần Tôn, càng là bộc phát chiến uy vô tận. Cửu Thiên Thần Tôn, ngươi không có cơ hội, Quang Mang Thần Tôn, phối hợp ta phản kích. Cửu Thiên Thần Tôn thể hiện dữ tợn, trong phút chốc đã diễn biến ra đạo ngấn không gian cực hạn, đánh thân thể tàn phế suy yếu chật vật của Quang Mang Thần Tôn về phía Chu Thiên Thần Tôn. Chu Thiên Thần Tôn thoáng tránh khỏi, nắm lấy Chu Thiên Thần Kiếm liền muốn nghênh chiến với Cửu Thiên Thần Tôn. Nhưng, Cửu Thiên Thần Tôn đã đến cực hạn, hắn mệt mỏi thậm chí muốn rơi xuống thần cảnh, hắn không tiếp tục nghênh chiến, mà là lựa chọn phóng thích. Giờ khắc này, tại thời điểm quyết nghị kết minh cùng Khương Phàm, hắn đã chuẩn bị tốt. Giờ khắc này, so với hắn mong muốn muốn càng đặc sắc hơn, bởi vì những giây phút cuối cùng của sinh mệnh, hắn còn có thể từng toàn lực nghênh chiến hai đại thần tôn, còn có thể thể hiện ra bí thuật không gian đầy kiêu ngạo, càng có hy vọng kéo lấy hai đại thần tôn chịu chết. Giờ khắc này, trong lòng hắn có một tiếc nuối, đó chính là không thể chứng kiến vạn thế lại nổi lên thương huyền, không thể nhìn thấy cửu thiên lại tạo ra thần linh, nhưng hắn đã không có gì mà không cam lòng nữa. Không đúng. Sắc mặt Chu Thiên Thần Tôn hơi biến đổi, rõ ràng đã phát giác được giờ phút này năng lượng ba động của Cửu Thiên Thần Tôn có vấn đề. Nhưng, đã muộn. Cửu Thiên Thần Tôn ngắm nhìn xí thiên giới ở cuối tầm mắt lần cuối cùng, đôi mắt thâm thúy có chút lay động, không nỡ, tiếc nuối, lưu luyến, càng có chúc phúc thật sâu, gương mặt tràn đầy nhăn nheo của hắn đột nhiên dữ tợn, dứt khoát nhào về phía hai vị thần tôn. Không được, Cửu Thiên Thần Tôn, chúng ta có thể bàn bạc. Chúng ta còn có thể bàn bạc. Cũng là vì thương huyền, chúng ta cũng là vì thương huyền. Cửu Thiên Thần Tôn, ngươi không nên như vậy. Quang Mang Thần Tôn cùng Chu Thiên Thần Tôn hoảng sợ thét lên, điên cuồng chạy trốn. Nhưng giờ khắc này, bọn hắn có thể nào trốn khỏi Cửu Thiên Thần Tôn đang muốn thiêu đốt được. Trong chốc lát Cửu Thiên Thần Tôn đã tách rời huyết nhục, phun ra bốn phương tám hướng. Thần huyết sán lạn như tinh thần, từng mảnh thịt nát giống như tế cho hư không. Rầm rầm giòn vang, máu phun thịt vụn thu hút hư không đại thế, đổi lấy hàng trăm vạn thần uy, ngưng tụ hai sợi xiềng xích hư không màu máu, bạo kích chiến trường, hoành hành không trở ngại, quấn chặt lấy Chu Thiên Thần Tôn cùng Quang Mang Thần Tôn đang chạy trốn. Không được, không được. Quang Mang Thần Tôn gào thét đầy thê lương, hắn điên cuồng thiêu đốt huyết nhục, thôi phát Quang Mang Thần Kiếm phách trảm xiềng xích. Chết đi cho ta. Chu Thiên Thần Tôn nắm chặt Chu Thiên Thần Kiếm. Trong chốc lát đã đánh ra uy lực khai thiên, hư không sụp đổ, đại đạo vặn vẹo, cuồng dã chém về phía Cửu Thiên Thần Tôn. Cửu Thiên Thần Tôn mặc cho Chu Thiên Thần Kiếm bổ thân thể tàn phế be bét máu thịt ra, hai tay hắn vẫn cuồng dã kéo lấy, cưỡng bức kéo hai đại thần tôn thương huyền đến gần đó. Ba vị thần tôn thương huyền mặt đối mặt, ánh mắt giao xúc. Có dữ tợn quyết tuyệt, có sợ hãi bối rối, có tức giận hung ác. Cửu Thiên Thần Tôn, ngươi tỉnh lại đi. Thương huyền vô thần, ai đến bảo vệ tổ địa? Nên cân nhắc cho thương huyền, nên cân nhắc cho chúng sinh, ngươi. Không nên như vậy. Cửu thiên, dừng tay. Chúng ta có thể bàn bạc. Quang Mang Thần Điện có thể tiếp nhận vạn thế thần triều trọng lập thương huyền. Chúng ta cùng nhau bảo vệ thương huyền mấy ngàn năm, chúng ta đều là thần linh của thương huyền, không thể nào tự giết lẫn nhau. Không thể nào. Hai vị thần tôn mãnh liệt giãy giụa. Giờ khắc này. Bọn hắn đã thật sự e ngại. Phần thiên thần hoàng, ta bồi thần giáo đi qua 4.000 năm, thời gian tiếp theo, giao cho ngươi. Nếu như nơi đó mạnh khỏe, ta không ân hận, không hối tiếc. Cửu thiên thần tôn khẽ nói một tiếng, thân thể khô gầy như que củi ầm vang nổ tung. Trong chớp mắt, năng lượng tuôn ra chỉ nổ tung mấy trăm mét, đánh thẳng vào trước mặt hai đại thần tôn, băng lên huyết nhục đầy trời, ngay sau đó bạo tạc liền mãnh liệt áp xúc, cho đến khoảng mấy mét. Hư không trầm đục, giống như đại đạo sụp đổ, vô cùng một ngạt lại quỷ bí, lại sau đó. Lỗ đen áp xúc ầm vang nổ tung, không có tiếng vang kịch liệt, không có sóng chiều hỗn loạn, mà là tấn mãnh khuếch tán và chôn vùi. Đứng chịu mũi xào chính là hai đại thần tôn, Quang Mang Thần Tôn đã bị trọng thương rách dưới triệt để vỡ vụn, Chu Thiên Thần Tôn thì run rẩy, toái cốt thịt nhão bay lên, ngay sau đó hư không mênh mông giống như đột nhiên nhấc lên đại mạc bóng tối vô tận, trùng kích về bốn phương tám hướng. Ở bên ngoài 8.000 dặm, xí thiên giới cũng lọt vào trùng kích,
năng lượng hỗn độn ở mặt ngoài hắc ám hơn phân nửa, giống như là mặt trời bành trướng thiêu đốt muốn bị dập tắt. Bọn người Khương Phàm vừa mới chạy đến đi suýt chút nữa bị vô tình bay ra ngoài. Về phần các cường giả hoàng đạo ở phía ngoài xí thiên giới thì gặp phải đả kích hủy diệt, cơ hồ là bị hắc ám thôn phệ mà không có chút sức chống cự nào. Cửu thiên thần tôn tự bạo, để cho 8.000 dặm bị chôn vùi, sau đó chính là không gian bạo động liên miên bất tuyệt đối, tiếp tục tuôn ra thâm không vô tận, như biển gầm sôi trào, như đại dương mênh mông khẽ vuốt, thâm không gặp phải trùng kích hủy diệt, phạm vi hủy diệt lại đạt tới hơn vạn dặm, phạm vi dung chuyển cùng ảnh hưởng, cơ hồ bao trùm hơn 10 vạn dặm. Xí thiên giới mãnh liệt nhấc lên, giống như thiên thạch xẹt qua thâm không, thế giới bên trong thì long trời lở đất. Địa tầng vỡ nát, dung nham bắn ngập trời, núi cao đổ sụp, đá vụn tung trời bay, liệt diễm cuồn cuộn để rừng cây bị cháy, theo thế giới xoay chuyển mà phun ra như bão táp. Tất cả cung điện, tế đàn, dược viên, cơ nghiệp vạn năm của xí thiên giới, toàn bộ đều lọt vào trùng kích hủy diệt. Hỗn độn mê quang sáng chói ở bên trong xí thiên giới đều lấp lóe lúc sáng lúc tối, như là lúc nào cũng có thể lâm vào vĩnh dạ. Thần tôn, bọn người Đông Hoàng càn gào thét, lệ tuôn như suối. Bọn hắn biết bạo tạc mãnh liệt đột nhiên xuất hiện là có ý vị như thế nào, bọn hắn rõ ràng hơn trùng kích mà xí thiên giới gặp phải lại là cái gì. Thần tôn của bọn hắn, đi rồi. Thần tôn vì thần giáo vất vả 4.000 năm, đã đi mất rồi. 4.000 năm vất vả, cuối cùng cũng không thể nhìn thấy thần giáo lại lập nên tân thần. 4.000 năm chờ đợi, cuối cùng vẫn mang theo tiếc nuối mà rời khỏi. Bọn hắn biết thần tôn có quyết tâm chịu chết, nhưng càng muốn là sau khi điên cuồng chém giết có thể bình yên chìm vào giấc ngủ, mà không phải tư thái kết thúc sinh mệnh của chính mình vừa kiêu ngạo vừa bất đắc dĩ đầy bi thương như vậy. Khương Phàm mệt mỏi nhìn qua bầu trời hỗn loạn cuồn cuộn hỗn độn, bên tai mơ hồ bay tới những lời khẽ nói. Giống như là ảo giác, lại như là căn dặn sau cùng của thần tôn. Ta bồi thần giáo đi qua 4.000 năm, thời gian tiếp theo, giao cho ngươi. Nếu như nơi đó mạnh khỏe, ta không ân hận, không hối tiếc. Thần giáo, giao cho ta, ta lấy vạn thế thần triều xin thề, bảo đảm thần giáo vĩnh viễn hưng thịnh. Khương Phàm thì thào khẽ nói, lảo đảo nhào vào trên mặt đất, liên tiếp phóng thích cực hạn đã hao hết tiềm lực sau cùng của hắn, sinh mệnh thần kiếm chặt đứt sinh cơ. Để thân thể của hắn khó mà khép lại, càng ngày càng suy yếu. Xí thiên giới nhấc lên hơn ngàn lần, ầm ầm hoành hành mấy vạn dặm, cuối cùng đứng ở bên trong thâm không đầy gợn sóng rung chuyển, khí tức hỗn độn tán loạn hơn phân nửa, ánh sáng ảm đạm, cơ hồ muốn lâm vào yên lặng. Thế giới bên trong bừa bộn hỗn loạn, đầy dãy đều là liệt diễm đang thiêu đốt, khói đặc đang cuồn cuộn, núi cao bị sụp đổ cùng đại địa bị xé rách. Tất cả mọi người chật vật nằm dạp trên mặt đất. Có chút bị thương nặng, có chút thì gục ở chỗ này không nhúc nhích. Địa ma thụ chỉ còn lại chủ thể, dây leo đều tản mát ở bên ngoài, không có thời gian kéo về, cho dù là chủ thể cũng thảm tao tách rời, đầu bị vỡ vụn, cơ hồ không có sinh tức. Ngô Thái Bình chỉ trở về một phần thân thể, lại chỉ là mảnh vỡ. Hắn đứng chịu mũi sao tiếp nhận quang minh thần kiếm chém giết, đã bị thiên phạt kiếm luân phiên trọng thương thân thể, lúc ấy đã chết ở trong thâm không. Sinh cơ đã bị đứt đoạn, linh hồn đã bị chôn vùi. Ngô Chính Uyên và các cường giả hỗn độn tử phủ ôm lấy thân thể tàn phế của lão tổ, khóc ròng ròng. Khương Quỳ bị thần quang bao phủ, hỏa diễm dập tắt, sinh cơ uể oải, xương cốt toàn thân đều là lỗ thủng bị thần quang đánh xuyên, quan trọng nhất chính là tổn thương mà thần quang lưu lại đang kéo dài tàn phá sinh cơ, lúc nào cũng có thể chết đi. Thiên Hậu bị hắn gắt gao ôm ở khớp xương đầu, gương mặt tái nhợt. Toàn thân không có chút huyết sắc, bởi vì vào thời khắc Khương Quỳ diễn biến huyết kiếm đã hiện ra thần uy, máu tươi của nàng đều bị bổ ra ngoài. Đại vương, Cửu Vĩ Thiên Hồ, Hướng Vãn Tình và những người khác, tất cả đều bị quang mang thần kiếm chém đầu, hoặc là tách rời người, giờ phút này đều quanh quẩn một chỗ tại thời khắc sinh tử. Đó là thần uy của quang mang thần tôn, quang minh thần kiếm bành trướng đến chói mắt có thể chặt đứt sinh cơ, ngăn chặn luân hồi. Nhanh nhanh nhanh! Gom bọn hắn lại cùng một chỗ. Giọng Đan Hoàng uy nghiêm vang vọng trong xí thiên giới, kích thích tất cả những người còn chưa tỉnh hồn. Không võ thần giáo, hành động toàn bộ cho ta. Đông Hoàng càn không lo được bi thương, hắn điên cuồng gào thét. Tất cả không võ bừng tỉnh, tìm kiếm những người bị trọng thương, hôn mê ở khắp nơi, đưa tới chỗ Đan Hoàng. Lập tức thanh lý vết thương, cắt bỏ toàn bộ những nơi có năng lượng ánh sáng.
Đừng sợ tổn thương hai lần, năng lượng ánh sáng mới là tổn thương chí mạng nhất đối với bọn hắn. Đan Hoàng nhìn thấy người được đưa tới đầu tiên là Cửu Vĩ Thiên Hồ, hắn liền lập tức phân phó những người vây ở xung quanh. Cắt bỏ. Các luyện đan sư âm thầm hít một hơi, đã bị tách rời, còn muốn tiếp tục chặt. Đây là muốn băm bọn hắn ra sao? Đan Hoàng cao giọng thét lên ra lệnh. Chặt, chỉ cần có thể giữ lại một chút hy vọng sống, chúng ta có thể giữ được tính mạng. Đan Hoàng, nhanh nhanh nhanh, mau nhìn. Đông Hoàng Yến ôm lấy Đông Hoàng Hoa Thanh xông lại, hắn bối rối lại khẩn trương, thanh âm đều đang run rẩy, bởi vì hắn đã không cảm nhận được sinh cơ của Đông Hoàng Hoa Thanh. Bộ dáng của Đông Hoàng Hoa Thanh thê thảm, đầu tiên là bị chém đầu, tiếp theo là bị tách rời. Mà vị trí trảm thủ vừa vặn nghiêng, từ cái cổ thẳng tới đầu, mà vị trí tách rời cũng bất hạnh rơi vào trên trái tim. Đan Hoàng chau mày, sau khi cẩn thận kiểm tra, bờ môi hắn lại khẽ nhúc nhích. Chết! À, ngài nhìn lại đi, còn có hy vọng, khẳng định còn có hy vọng. Rất xin lỗi, chết rồi, linh hồn bị diệt, sinh cơ đã gãy mất, không cách nào cứu lại được. Đan Hoàng lắc đầu, vỗ vỗ bả vai Đông Hoàng Yến, tiếp tục hô to. Dọn dẹp sạch sẽ tất cả vết thương, năng lượng ánh sáng sẽ kéo dài tổn thương. Đừng lại lề mề, còn muốn đều hại chết bọn hắn sao? Tất cả mọi người hốt hoảng hành động. Chỗ này còn có, chỗ này còn có. Đại tặc trở đại vương bị bổ ra vọt tới nơi này. Hồng Hoang Thiên Long, phóng thích khí tức hồng mông, bao trùm toàn bộ bọn hắn. Đan Hoàng lo lắng la lên. A, a a a. Hồng Hoang Thiên Long mãnh liệt lay động thân thể, nở rộ ánh sáng bảy màu, diễn biến ra khí tức hồng mông, dùng hết khả năng bao phủ tất cả những người bị thương. Đan Hoàng đâu? Đan Hoàng, mau cứu chàng, mau cứu chàng. Ngài nhất định phải cứu chàng. An Minh Hề mang theo Khương Diễm bổ nhào vào nơi này, sắc mặt tái nhợt, nước mắt rơi như mưa, thân thể mảnh mai không cầm được mà run rẩy. Đan Hoàng nhìn thấy ánh mắt Khương Diễm đã tan rã, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Linh văn của Khương Diễm ảm đạm, khôi phục hình người, năng lượng ánh sáng mà Quang Minh Thần Kiếm lưu lại đang làm bốc hơi hồn khí, đôi mắt kia đã tan rã không ánh sáng. Chết rồi! Mau cứu chàng đi, chàng không thể chết, chàng không thể chết. Ta quỳ xuống xin ngài, cầu xin ngài. An Minh Hề phù phù quỳ ở trước mặt Đan Hoàng, thê lương cầu khẩn. Khương Diễm! Kiều Vô Hối lại tới đây, toàn thân giống như tiết chút sức lực, bởi vì hắn đã phát giác được sinh mệnh của Khương Diễm đang sói mòn. Năng lượng ánh sáng đối với loại linh hồn không thể nghi ngờ là sinh tử thẩm phán. Lúc này, Khương Quỳ và Thiên Hậu cũng được đưa tới. Tình huống của Khương Quỳ rõ ràng nghiêm trọng hơn, năng lượng ánh sáng đối với Đọa Lạc Minh Hoàng chính là tổn thương chí mạng, huống lại còn là bị Quang Mang Thần Tôn trọng thương ở khoảng cách gần. Ngay cả Đông Hoàng toại tiếp dẫn hắn lúc ấy đều hấp hối, Khương Quỳ như là đã không còn hy vọng. Thiên Hậu bị Khương Quỳ gắt gao ôm vào trong ngực, thân thể không chỉ có bị chặn ngang bổ tới, còn bị bổ cả máu tươi, gần như trở thành một bộ thây khô. Trước tiên đưa Thiên Hậu đi ra ngoài, do khế ước thú hoàn hồn sống tạm bợ. Các Phượng Hoàng dùng hoàng huyết tẩm bổ cho Khương Quỳ cùng Khương Diễm, đừng sợ tiêu hao, rót cho ta. Bọn hắn đều là Phượng Hoàng. Chỉ cần có thể kích phát ra sinh cơ chút nào, bọn hắn có thể niết bàn trở về, nếu như kích phát không ra. Các ngươi sẽ mất đi bọn hắn. Đan Hoàng chạy tới an bài vài câu đơn giản, vừa vội vội vàng đuổi tới phía trước kiểm tra tình huống của Tặc Điểu. Tặc Điểu và con người cùng yêu thú cũng khác nhau, bản nguyên là huyết đan cùng linh đan, huyết đan phức tạp diễn biến thành huyết nhục, linh đan phụ trách diễn biến năng lượng, nhưng Tặc Điểu rất không may đã bị bổ huyết đan ra. Chúng ta cứu Thiên Hậu. Tô Lăng, Đăng Xa, Thiên Bằng và các khế ước thú mang Thiên Hậu đi ra ngoài, vờn quanh đứng lên phóng thích khí tức sinh mệnh. Khế ước giữa bọn chúng và Thiên Hậu rất phức tạp, một hạng đặc thù nhất chính là sinh mệnh cùng hưởng, ví dụ như Thiên Hậu có thể tại thời kỳ đặc thù sống tạm bợ đến bọn chúng có thể phóng thích khí tức sinh mệnh cho Thiên Hậu. Bọn người Kiều Vô Hối vừa muốn cứu Khương Diễm cùng Khương Quỳ, thì nơi xa lại bất chợt truyền đến hô to. Còn có bọn hắn. Khương Bá chờ Triệu Thời Việt cùng Khương Uyên vào tới nơi này. Thương thế hắn nghiêm trọng, nhưng không lo được thở một hơi, liền ném Triệu Thời Việt chỉ còn nửa thân thể và Khương Uyên tới phía trước. Nhưng, Khương Uyên đã triệt để không có sinh tức, hơi thở Triệu Thời Việt lại mong manh, cũng sắp không được. Lấy máu. Bọn người Kiều Vô Hối cẩn thận từng ly từng tí chuyển bọn người Khương Quỳ,
đến bên cạnh toàn bộ hóa thân thành phượng hoàng, vẩy xuống máu tươi, tư dưỡng hài cốt khô kiệt của Khương Quỳ, linh hồn Khương Diễm ảm đạm, huyết khí triệu thời Việt yếu ớt, ngay cả Khương Uyên đều được đưa tới bên trong, chờ mong kỳ tích có thể xảy ra. Khương Phàm lại gian nan tới đây, sau khi nhìn thấy Đông Hoàng Hoa Thanh đã không còn sinh tức, trái tim hắn hung hăng rụt rụt. Hắn đã là sư phụ của Đông Hoàng Như Ảnh, cũng là người liên lạc giữa Khương Phàm cùng Cửu Thiên Thần Giáo, yên lặng vì bọn họ làm rất nhiều chuyện. Đông Hoàng Như Ảnh quỳ ở bên cạnh Đông Hoàng Hoa Thanh, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp. Đông Hoàng Như Yên một bên thúc thít, một bên phóng thích sinh mệnh thần thụ, bao quanh lấy Đông Hoàng Hoa Thanh muốn cứu sống hắn, nhưng Đông Hoàng Hoa Thanh ở bên trong đó đã không có bất kỳ phản ứng nào. Khương Phàm bi thống nhìn từng bộ thân thể bị tàn phá ở xung quanh, nhìn những vết thương ở khắp nơi bị năng lượng ánh sáng xâm nhập. Lão tặc quang mang quá độc ác. Ở giữa tất cả thần linh Cửu Châu Thập Tam Hải đều có ăn ý, đó chính là thần linh phải có kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của thần linh, không thể nào bằng vào thần uy ức hiếp thánh cảnh, vậy mà quang mang thần tôn lại phát khởi đồ sát. Nếu như lúc ấy không phải quang mang thần tôn lo lắng ra tay, còn đã vô cùng suy yếu, bộc phát trong nháy mắt đó nhất định sẽ càng phóng xuất ra kiếm chiều càng mênh mông càng kinh khủng hơn, cao tầng xí thiên giới đều sẽ không còn một ai. Quang mang thần điện, ta nhất định để các ngươi nợ máu trả bằng máu. Chúng ta, chờ xem. Khương Phàm suy yếu nói nhỏ, hung quang đầy mắt. Bên trong xí thiên giới tổn thất nặng nề, liên minh hoàng đạo ở phía ngoài càng tổn thất nghiêm trọng hơn. Không có nơi ẩn thân như xí thiên giới, bọn hắn hoàn toàn bại lộ trong thâm không, bị bạo động khủng bố bao phủ, một bộ phận vỡ nát ngay tại chỗ, một bộ phận bị quăng đến bên trong thâm không vô tận, còn có một bộ phận trực tiếp lưu đày tới hư vô. Từ niết bàn cửu trọng thiên đến bán thánh, hao tổn gần một nửa, cho dù là thánh linh và thánh vương, cũng đều là hao tổn đến một phần ba. Lão tổ Cửu Lê và các thánh hoàng nương theo vũ khí đặc biệt, miễn cưỡng kiên trì nổi. Bọn hắn sôi trào khí huyết, kinh hồn khó định, đây là tự bạo sao? Cửu Thiên Thần Tôn là thần linh, vậy mà lại lựa chọn tự bạo. Nếu như chết bình thường, hắn sẽ luân hồi chuyển thế, còn có hy vọng thức tỉnh thiên phẩm linh văn, để lại một bộ phận ký ức, tân sinh tất nhiên sẽ huy hoàng không gì sánh được, mà kết quả tự bạo là thì thần hồn câu diệt, là triệt để tiêu vong. Vậy mà hắn lại chịu làm ra hy sinh như thế này. Vì sao? Thần giáo hay là Khương Phàm? Thật sự đáng giá hay không? Bọn hắn từ các nơi tụ tập lại cùng một chỗ, mệt mỏi nhìn qua đầu nguồn bạo tạc, hư không nơi đó đã bị chôn vùi triệt để, giống như là thế giới bị đứt gãy, cái gì cũng đều không thể nhìn thấy, cũng không có cảm giác được. Phạm vi mênh mông mấy ngàn dặm. Quang mang thần tôn đâu? Đã chết rồi sao? Chu Thiên thần tôn đâu? Còn sống không? Bọn hắn khẩn trương càng có chút hoảng hốt, đây chính là kết quả mà bọn họ mưu đồ vây bắt mấy tháng. Đây chính là kết cục mà bọn họ quyết nhất tử chiến cùng xí thiên giới. Đầu tiên là Xích Thiên Thần Triều bị nhốt tại Thiên Khải, tiếp theo lại là Cửu Thiên Thần Giáo nghịch phản, Khổng Tước Yêu Tộc làm phản, còn có Khương Phàm tiến vào Thánh Hoàng, kỳ tích Cửu Thiên Thần Tôn, phục sinh, nhiều loại ngoài ý muốn để bọn hắn mưu đồ vây bắt đã lâu xuất hiện biến cố trùng điệp. Cuối cùng không chỉ có không thể bổ xí thiên giới ra, không thể đồ sát xí thiên giới, thậm chí còn tổn thất nặng nề, ngay cả hai vị thần tôn đều sống chết chưa biết. Xí thiên giới đã bị thương nặng, bọn người Khương Phàm thì thương vong thảm trọng, chúng ta có cần tiếp tục tiến công hay không? Mặc dù lão tổ Cửu Lê nhận hư không trùng kích rất mãnh liệt, bị thương nghiêm trọng, nhưng tâm tư đột nhiên sinh động hẳn lên, cao tầng của Xích Thiên Thần Triều bị nhốt tại Thiên Khải, hai vị thần tôn sống chết chưa biết. Có phải hắn có thể không chút kiêng kỵ thi triển Cửu Hoàng Hắc Ma Bia rồi hay không? Chờ một chút, Cửu Thiên Thần Tôn không thể nào chôn vùi hai vị thần linh được. Bọn chính là thần linh. Thánh Hoàng đầu tiên của Chu Thiên Thần Điện, Tần Thế Võ ném đi ánh mắt bén nhọn. Bọn họ còn sống, khẳng định còn sống. Thánh Hoàng đầu tiên của Quang Mang Thần Điện, Bùi Tu Nghiệp nắm chặt Thiên Phạt Kiếm, khẩn trương đến hô hấp không khoái, cầu nguyện thần tôn bọn hắn còn có thể trở về. Nhưng hồi tưởng thảm trạng ngay lúc đó của thần tôn, bọn hắn thật không có lực lượng. Xí thiên giới muốn bỏ chạy. Trong lòng lão tổ Cửu Lê trở nên gấp gáp. Không phải chúng ta nên đi cứu người bị cuốn đi trở về trước tiên hay sao? Tân Thánh Hoàng của thần miếu, Hạo Ngọc Thành nhắc nhở bọn hắn. Đúng rồi, ta sẽ đi tìm. Mặc kệ sống chết, ta đều sẽ mang về.
Hoàng kim hư thiên trùng của thiên cực giới lập tức rời khỏi, biến mất tại gợn sóng thâm không đang rung chuyển. Các thánh hoàng thì không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục nhìn chằm chằm trong bóng tối hư vô, khẩn trương lại mong đợi hai vị thần tôn trở về. Thương Huyền không thể nào vô thần, nếu không ai có thể ứng phó Khương Phàm sắp triển khai báo thù, ai có thể ứng phó đế tộc xâm lấn vào 3 năm sau. Hoàng kim hư thiên trùng rời khỏi không lâu, lại lặng lẽ quay đầu quan sát bọn hắn, sau khi thấy không có ai chú ý, nó liền nhanh chóng rời khỏi. Nhưng không phải đi cứu người, mà là đang sưu tập hài cốt thần chiến lưu lại bên trong hư không hỗn loạn. Ví dụ như trái tim phá toái của quang mang thần tôn kia, ví dụ như máu tươi toái cốt của cửu thiên thần tôn và chu thiên thần tôn lưu lại kia. Còn có thân thể tàn phế cùng huyết nhục mà các thánh vương thánh hoàng ác chiến lưu lại. Đây đều là bảo vật quan trọng. Đối với chủng tộc bọn chúng mà nói, là vật đại bổ. Oanh! Tiếng oanh minh kịch liệt từ trong hư vô truyền đến. Một chiến khu be bét máu thịt không có đầu, không có trái tim, còn thiếu cánh tay trái, mang theo thần kiếm màu đỏ như máu, chật vật trốn thoát. Chính là Chu Thiên Thần Tôn. Thần Tôn! Tần Thế Võ cùng Loan Đình phấn chấn hô to, kích động đi tới nghênh đón. Mặc dù bộ dáng thê thảm chút, nhưng còn sống là tốt, còn sống là tốt. Chu Thiên thần tôn của chúng ta đâu? Giọng của Bùi Tu Nghiệp và Âu Dương Mục Thiên đều xuất hiện từng tia rung động. Chết, không tìm được. Linh hồn của Chu Thiên thần tôn tức giận gào thét, tức giận táo bạo, càng có thể nghe ra được sự suy yếu. Ngài đã tìm sao, ngài đã tìm cẩn thận rồi sao? Bùi Tu Nghiệp lo lắng hỏi. Tìm. Linh hồn của Chu Thiên thần tôn lại gào thét. Ngài là muốn nghỉ ngơi, hay là tiếp tục truy kích xí thiên giới? Lão tổ cửu lê đã không thể chờ đợi. Đều cùng ta đuổi. Chu Thiên thần tôn cuồng nộ gào thét, âm thanh rung động thâm không, thần uy cuồn cuộn như con sông dữ tợn, chiến khu không đầu mang theo Chu Thiên thần kiếm, lao thẳng đến xí thiên giới đang thoát khỏi. Đuổi, xí thiên giới đã trọng thương, chỉ cần bổ ra, chính là đổ sát. Lão tổ cửu lê phấn chấn hô to, tế lên cửu lê ma đồ, đuổi theo sát. Chỉ cần có thể bổ xí thiên giới ra, trực diện với Khương Phàm, hắn sẽ không tiếc cái giá nào để phóng thích cửu hoàng hắc ma bia, bắt lấy liệp thần thương. Chu Thiên thần tôn thân chịu trọng thương, hẳn là ngăn không được ma bia. Trong lòng Tần Thế Võ và Loan Đình, lão gia hỏa này giống như đột nhiên sinh động lên, trước đó cũng không thấy hắn sao động như thế. Nhưng thần tôn tức giận truy kích, bọn hắn không dám lười biếng, cùng nhau đuổi sát theo. Bùi Tu Nghiệp cùng Âu Dương Mục Thiên trao đổi ánh mắt, cũng cắn răng vọt vào trong hư vô táng diệt, toàn thân nở rộ ánh sáng cường thịnh, liên thủ thôi động thiên phạt kiếm, ngạnh kháng lấy bạo động còn đang chôn vùi, lo lắng tìm kiếm tung tích của quang mang thần tôn. Hư không vô biên, bóng tối, thần uy vô tận, bọn hắn thừa nhận áp lực cực lớn, như là có thể bị chôn vùi bất cứ lúc nào. Cửu thiên thần tôn tự bạo để lại năng lượng quá kinh khủng, chỉ sợ sau mấy chục năm đều khó mà tiêu tán hết. Bọn hắn tìm kiếm trong bóng đêm, cảm nhận được, trong lúc hoảng hốt lại thấy được tàn ảnh khủng bố cửu thiên thần tôn lưu lại, nghe được tiếng hò hét sau cùng của Chu Thiên thần tôn cùng quang mang thần tôn. Bọn hắn sợ hãi, đau đớn, nhưng vẫn gian nan xâm nhập. Thần điện không thể không có thần tôn, huống chi trong tay thần tôn còn nắm giữ quang minh thần kiếm. Mặc kệ là sống hay chết, bọn hắn đều phải tìm được. Không, không thể chết. Thần tôn của bọn hắn không thể chết. Trận chiến tranh đột nhiên bộc phát này đã triệt để hủy diệt mấy ngàn dặm dãy núi, biến thành phế tích phá thành mảnh nhỏ, trải rộng vết nứt thâm thúy như vực sâu. Tế đàn không gian bị hủy diệt, cũng không ngừng tiếp tục nhấc lên chiều cường không gian. Nơi tượng trưng cho trụ trời cuối cùng của Thương Huyền đã bị hủy diệt, tiếp tục tạo thành ảnh hưởng kinh khủng cho bầu trời cùng sông núi Thương Huyền, động đất quét sạch mấy chục vạn dặm, tạo thành địa chấn, khói bụi, mưa to, cơ hồ muốn thay đổi hình dạng mặt đất toàn bộ trung vực. Tùy theo ác chiến bộc phát, càng là theo hư không bạo động mãnh liệt, phóng thích uy lực và năng lượng về trung vực minh mông, thánh uy thần uy tràn ngập đất trời, bao phủ sơn hà đang rung chuyển, để vô số thế lực cùng con dân bình thường mơ hồ đều có thể nghe được tiếng gào thét thê lương và đau đớn, như là tự thân tới chiến trận, cảm nhận được tuyệt vọng cùng điên cuồng. Bọn hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại xuất hiện biến thiên biến tướng khủng bố như thế. Sau khi cửu thiên thần tôn hủy diệt bản thân, nhấc lên bạo động hư không, càng làm cho mấy chục vạn dặm bầu trời giống như đại dương mãnh liệt, số lượng lớn cao giai niết bàn cùng thánh linh,
thậm chí là thánh vương bị lưu vong, bị vô tình xô ra hư không, giống như là từng viên thiên thạch đập xuống các nơi tại trung vực, cũng tăng lên oanh động cho các phe. Bên trong thâm không, xí thiên giới ù ù hoành hành, dùng tốc độ cao nhất lao tới hướng Tây. Lay động mãnh liệt triệt để đánh thức ngũ hành thụ ở sâu trong xí thiên giới, nó phóng thích minh mông hỗn độn, bao phủ xí thiên giới, tại mặt ngoài hiện ra hình dáng thần võ cự long, hoàn toàn quay quanh xí thiên giới, kéo lấy thế giới hoành hành trong thâm không. Chu thiên thần tôn mang theo người truy kích, liên tiếp khởi xướng bạo kích, không phải chém vào thì chính là trùng kích, giống như là từng viên thiên thạch đụng chạm lấy thế giới hỗn loạn, nổ lên vòng xoáy khủng bố, thậm chí có thần uy xé mở không gian, xâm nhập đến bên trong, đánh vỡ sơn hà thành phế tích, để lại những cái hố sâu và vết nứt đáng sợ. Chu thiên thần tôn cảm nhận được cái đầu kia của mình vậy mà đang ở trong xí thiên giới, hắn càng là tức giận táo bạo triệu hoán. Đầu lâu như là thần linh phục sinh, mãnh liệt lắc lư dưới sự chấn áp của vạn giới môn, nhấc lên thần uy cuồn cuộn. Nội bộ xí thiên giới giống như thế giới tới ngày tận thế, giống như đều có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đông Hoàng Càn và tất cả mọi người tụ tập đến vị trí cấm khu, phóng thích năng lượng chống cự xâm nhập, khẩn trương ngóng nhìn bầu trời, cầu nguyện xí thiên giới có thể tiếp tục kiên trì, đang mong đợi Chu Thiên Thần Tôn có thể nhanh chóng cạn kiệt sức lực mà từ bỏ. Dù sao Chu Thiên Thần Tôn cũng đã bị thương nặng, thực lực kém xa một nửa đỉnh phong, những thánh hoàng kia cũng giống như thế. Nhưng, Chu Thiên Thần Tôn và đám người ngoài kia đều đã triệt để nổi giận, bọn hắn càng biết rõ hơn rằng tuyệt đối không thể lại thả xí thiên giới đi được, cho nên bọn hắn cũng không quan tâm tới bất cứ cái gì mà liên tục phóng thích năng lượng, nhấc lên bạo kích, kéo dài bao phủ lấy xí thiên giới. Chỉ là xí thiên giới còn muốn ngoan cố hơn so với bọn hắn tưởng tượng, mặc cho bọn hắn bộc phát như thế nào, đều khó mà xé rách được bình chướng hỗn độn. Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Hơn 5 tháng trước, Dạ An Nhiên bí mật chui vào Tây Bộ, diễn biến thế giới ngũ hành, phóng thích tế đàn đang phủ bụi, rốt cuộc cũng thần thụ thế giới đang yên lặng tỉnh lại. Thần thụ thế giới khống chế thế giới ngũ hành, từ nổi lên trong hư không phiêu miểu, giáng lâm đến thế giới thật, tiếp dẫn bọn người Dạ An Nhiên đi đến hạch tâm thế giới ngũ hành. Năng lượng tự nhiên ở trong này bành trướng lại nồng đậm, so với bên ngoài không biết là mạnh hơn bao nhiêu lần, khi thì như mê vụ bao phủ dãy núi, khi thì như thác nước nghịch sông mà lên, núi cao nguy nga lại hùng vĩ cứng cỏi, cây cối cổ lão cứng cáp treo đầy linh quả, có thể thấy được nhiều loại tinh thạch ở khắp nơi, tỏa ra ánh sáng ngũ sắc. Nơi này tựa như là thế giới cổ lão chưa từng có người ngoài bước chân vào. Thuần túy mà thần bí, cảnh tượng mỹ lệ như trong tranh vẽ, lại như mộng cảnh. Bọn người Khương Uyển Nhi rung động đến hoảng hốt, không thể tin được hết thảy mọi thứ ở trước mắt. Cứ việc trên đường đã huyễn tưởng qua các loại tràng cảnh, ngay cả bọn người Tiêu Phượng Ngô đều kích tình minh mông miêu tả qua, nhưng cho đến khi thật sự giáng lâm đến nơi đây, tiên cảnh tuyệt mỹ giống như một bức tranh, uy lực tự nhiên tinh khiết mà nguyên thủy, vẫn vượt qua cực hạn mà bọn hắn có thể tưởng tượng, thân ở trong đó. Như là cả người đều tịnh hóa, từ tầm mắt đến linh hồn lại đến toàn thân, mỗi lỗ chân lông đều thản nhiên giãn ra, tùy tiện nhận lấy khí tức tự nhiên gột rửa. Ba vị trưởng lão thần giáo hận không thể ở lại nơi này thỏa thích hưởng dụng, nhưng nghĩ tới nhiệm vụ của bọn hắn, sau đó liền xin chỉ thị Dạ An Nhiên, do thế giới thần thụ thả ra ngoài. Thời gian qua đi gần 20 năm, Dạ An Nhiên lại lần nữa gặp mặt cùng thần thụ thế giới. Thần thụ cẩn thận kiểm tra tình huống của Dạ An Nhiên. Nó rất vui mừng, cũng rất bất ngờ. Vui mừng là tốc độ phát triển của Dạ An Nhiên, rõ ràng so với hai kẻ trước còn nhanh hơn, mà thế giới ngũ hành cũng phát triển càng vững vàng, vậy mà đã tạo thành khí tức hỗn độn mỏng manh. Đây cũng không phải Dạ An Nhiên có thiên phú thừa kế mạnh hơn so với hai vị trước đó, mà là nhờ vào khí tức hỗn độn của xí thiên giới tẩm bổ, cùng bồ đề thụ và các loại linh thụ đặc thù giao phó khí tức linh mộc cho thế giới ngũ hành. Ngoài ý muốn chính là, bên trong thế giới ngũ hành của Dạ An Nhiên giống như đã xuất hiện khí tức sinh mệnh. Không giống với cái chủng loại cây cối hoa cỏ chi tinh kia, mà là cái chủng loại khí tức sinh mệnh thần thụ thế giới đã từng vô số lần mong đợi, có thể dựng dục ra huyết nhục sinh mệnh kia. Mặc dù rất yếu ớt, rất phiêu miểu, nhưng vẫn bị nó bắt được. Nhưng, cái khí tức này lại là xuất hiện như thế nào, ngũ hành thần thụ không thể phát hiện ảo diệu ở bên trong. Là bởi vì Dạ An Nhiên nuôi một con khỉ con bên trên ngũ hành thụ của nàng sao? Ngũ hành thụ và con khỉ kia đã sinh ra ảnh hưởng nào đó? Cũng không giống như thế. Là vạn độc huyết long bên trong thế giới ngũ hành của Dạ An Nhiên có dấu hiệu thức tỉnh linh trí sao?
Cũng không phải. Ngũ hành thần thụ và Dạ An Nhiên triển khai giao lưu cẩn thận, muốn biết rốt cuộc là vấn đề nào đã dẫn phát dị biến kỳ diệu như vậy. Dạ An Nhiên càng kỳ quái hơn, bởi vì chính nàng cũng không có phát giác được nguồn khí tức này. Một lần, hai lần, ba lần. Dạ An Nhiên lặp đi lặp lại nói ra những kinh nghiệm của mình, phương thức bồi dưỡng ngũ hành thụ của mình, cùng các loại chuyện đã dùng ngũ hành thụ làm. Mỗi lần đợi nàng nói xong, ngũ hành thần thụ cũng đều là hồi phục một cái, lại kỹ càng. Một mực đến lần thứ 17, ngũ hành thần thụ mẫn cảm phát giác được tại thời điểm Dạ An Nhiên nhắc đến giai đoạn nào đó luôn có chút mất tự nhiên, tra hỏi mới biết được, Dạ An Nhiên và Khương Phàm từng giao hợp qua ở bên trong thế giới ngũ hành của nàng. Là thời kỳ không gian ngũ hành vừa mới thành hình, lại còn là giao hợp mấy chục lần. Sau đó ngũ hành thần thụ đã nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ bởi vì Dạ An Nhiên là nữ tính, thân thể tương đương với mẫu thể. Trùng kích kịch liệt ngay lúc đó, đã xúc động loại sinh mệnh đại đạo này diễn biến tự nhiên. Mặc dù có chút không thể tưởng tượng, nhưng đây là liên hệ duy nhất có thể dính dáng đến. Ngũ hành thần thụ quyết định giữ Dạ An Nhiên ở bên cạnh, từ từ mà quan sát. Nghiên cứu cẩn thận. Mặc dù thọ nguyên của nó đã gần, nhưng chỉ cần kiên trì, 30 đến 50 năm vẫn có thể chống đỡ được, vừa vặn dùng thời gian này quan sát Dạ An Nhiên, chỉ đạo nguồn năng lượng kia trưởng thành. Mặc dù không đến mức thật có thể đợi đến cái ngày thai nghén sinh mệnh vào đó, nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy hy vọng, cũng không uổng công nó khổ sở đợi chờ mấy chục vạn năm tại thâm không. Dưới sự khẩn cầu của Dạ An Nhiên, thần thụ đã đồng ý phân phát linh nguyên sáng chói như tinh vân ở xung quanh thần thụ cho người cần. Cơ Lăng Huyên đạt được kim nguyên tự nhiên, Phượng Bảo Nam đạt được mộc nguyên tự nhiên, Thương Hàn Nguyệt đạt được nguồn nước tự nhiên, Khương Uyển Nhi đạt được hỏa nguyên tự nhiên, Tiêu Phượng Ngô đạt được thổ nguyên tự nhiên. Nơi này là thế giới ngũ hành hoàn thiện nhất, cho nên ngoài nguyên lực ngũ hành ra, cũng diễn sinh ra được linh nguyên khác. Ví dụ như lôi nguyên tự nhiên giao phó cho Du Cảnh Chiến. Nguồn gió tự nhiên giao phó cho Yến Khinh Vũ. Bọn người Lâm Nam cũng phải đứng ở xung quanh thần thụ, tắm rửa thần uy, hấp thụ uy lực ngũ hành. Kim Nguyên, Thổ Nguyên đây đều là lực lượng bản nguyên của ngũ hành thần thụ, xác thực như Dạ An Nhiên nói tới như thế, đây là tương đương với thần nguyên tự nhiên, nếu như có thể hoàn toàn luyện hóa hấp thu, nhất định là sẽ thay đổi thay xương đổi thịt, nhất là đối với khai phách khí hải. Có hy vọng có thể làm cho khí hải của bọn hắn sinh ra liên hệ cùng thế giới bản nguyên ở thế giới bên ngoài. Bởi vì ngũ hành thần thụ biểu thị lại làm bạn với Dạ An Nhiên 35 năm, không phải dung hợp tế hiến như ước định khi trước, cho nên Dạ An Nhiên thỉnh cầu ngũ hành thần thụ khống chế thế giới, lặng lẽ di chuyển tới xí thiên giới nơi đó. Vì để tránh cho kinh động đến đại quang mang thần điện ở Tây Bộ, cũng không muốn xáo trộn kế hoạch đã định của Khương Phàm và Thiên Hậu. Dạ An Nhiên đề nghị chỉ cần thế giới ngũ hành tiến vào Tây Bộ trung vực chờ đợi là được. Nhưng, để Dạ An Nhiên không nghĩ tới chính là, phần lời mời này của nàng, quả thật đã cứu vớt được xí thiên giới. Sau khi xí thiên giới chật vật chạy trốn khỏi Thiên Trụ Sơn, lửa giận của Chu Thiên Thần Tôn càng ngày càng nghiêm trọng, hoàn toàn không để ý thương thế cùng suy yếu mà điên cuồng bạo tẩu. Minh mông thần uy, huyết khí sôi trào, chư vị thánh hoàng cũng đều chấn thương. Không thể không duy trì khoảng cách mấy trăm dặm thậm chí càng xa hơn. Chu Thiên Thần Tôn giống như một con ác thú cuồng bạo, nhấc lên thần uy giống như biển động, va chạm đến xí thiên giới, tế lên hàng vạn thanh kiếm chiều, bao phủ xí thiên giới. Hỗn độn cự long bị vô tình chặt đứt, khí tức hỗn độn triệt để mất khống chế, xí thiên giới tựa như là một quả bóng da bị thủng trăm ngàn lỗ, dưới sự nổi giận gào thét, Chu Thiên Thần Tôn đã thảm tao trà đạp. Năng lượng bên trong xí thiên giới liên tục bạo động, như những con sông lớn lao nhanh, giống như hàng vạn tia lôi đình, tràn ngập đất trời tàn phá sơn hà đại địa bừa bộn. Ngoại trừ cấm khu ra, tất cả sông núi rừng rậm đều bị tổn hại triệt để, như là những mảnh đất chết. Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại liên hợp với tất cả võ giả không gian tế lên vạn giới môn, gian nan chống cự lại trùng kích ngập trời, bảo vệ lãnh địa sau cùng. Cho dù như thế này, vẫn không ngừng có Chu Thiên kiếm khí mở ra vạn giới không gian, lan đến gần trong cấm khu. Khương Phàm di chuyển tất cả người có thể di chuyển đến bên trong thông thiên tháp, lấy thông thiên tháp ngạnh kháng lấy Chu Thiên kiếm khí xâm nhập. Từ Thiên Trụ Sơn đến Tây Bộ Trung Vực, gần 20 vạn dặm đào vong, bọn hắn cơ hồ giống như là bước lên con đường hoàng tuyền. Oanh, oanh! Chu Thiên kiếm chiều cuồng bổ xí thiên giới, đánh ra sóng chiều hỗn độn đầy trời, thế giới sụp ra vết nứt thảm liệt.
Chu Thiên Thần Tôn toàn thân rách dưới, lại nổi giận như ma, linh hồn gào thét hùng hậu như là chư thiên đang tức giận, ba động khủng bố kích thích xiềng xích thần lực quỷ bí tại thâm không mênh mông. Từ đằng xa nhìn lại, xung quanh Chu Thiên Thần Tôn dày đặc xiềng xích, xen lẫn cùng thương thiên, giao hòa cùng vạn đạo, thân thể cuồng bạo như là đại biểu thiên phạt, đang thẩm vấn phán thế giới, ở trước mặt. Tần Thế Võ, Lão Tổ Cửu Lê và các thánh hoàng chỉ dám đi theo ở xa xa phía sau, không dám tùy tiện tới gần, nhưng đều dùng đan dược, khống chế vũ khí sẵn sàng trận địa đón quân địch. Xí thiên giới sắp không chịu đựng nổi nữa, hỗn độn tiêu tán, trải rộng vết nứt, lúc nào cũng có thể bị triệt để bổ ra, đến lúc đó rất có thể sẽ phát sinh bạo tạc kịch liệt. Mà bên trong xí thiên giới còn cất giấu hai vị thánh hoàng không võ là Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại, còn có bảo khí không gian như vạn giới môn, nếu như lúc nổ thừa dịp loạn chạy đến hư không, bọn hắn rất khó truy kích. Tần Thế Võ rất muốn thuyết phục Chu Thiên Thần Tôn hơi nghỉ ngơi, để thánh hoàng bọn hắn liên thủ xuất kích. Chờ đến thời điểm thật sự bổ được xí thiên giới ra, thần tôn giữ lại lực lượng truy bắt Khương Phàm, nhưng nhìn đến dáng vẻ nổi giận của thần tôn, bọn hắn thực sự không dám bước về phía trước xen vào. Khương Phàm, đi ra chịu chết đi. Chu Thiên Thần Tôn huyết tế Chu Thiên thần kiếm oanh minh, phát động huyết quang cuồn cuộn, vũ trụ vô tận đều chiếu thành màu máu đỏ tươi, sâu trong huyết sắc như là có đạo ngấn lấp lóe, đó là vết tích thương thiên vạn đạo, xuất hiện vết tích bên trong ba động khủng bố từ Chu Thiên thần kiếm. Kiếm chiều tuôn ra, như từng mảnh ngân hà vần quanh, giống như có vô số cự long thông thiên, thần uy kinh khủng để chư vị thánh hoàng ở xa xa hồi hộp. Chém! Chu Thiên Thần Tôn nổi giận hét lớn, kiếm chiều bành trướng mấy ngàn dặm, vỡ vụn thương thiên đạo ngấn, chém chết hắc ám vô tận, lấy uy lực toàn thịnh bổ vào bên trên xí thiên giới. Xí thiên giới ba động kịch liệt, bị cưỡng bức xé ra, xuất hiện cái khe lớn dài tới 2.000 dặm, rộng chừng hơn 10 dặm, hỗn độn tán loạn, tia sáng ảm đạm, kiếm chiều cuồn cuộn giống như thiên phạt phẫn nộ, ầm ầm mở ra nội bộ đất trời của xí thiên giới, bổ vào trên phế tích bừa bộn. Ầm ầm, sơn hà vỡ nát, địa tầng cứng cỏi giống như tấm sắt bỗng nhiên sốc lên, bụi mù ngập trời, núi cao bay lên không, chấn động kịch liệt thẳng tới địa tầng, dung nham như sóng lớn phun trào lên, rừng rậm như cỏ cây bị chôn vùi. Tuyệt thế khủng bố, xí thiên giới mênh mông vạn dặm bị lọt vào trùng kích toàn diện, đại địa không ngừng bị chấn động, phá thành mảnh nhỏ, dung nham cùng với bụi mù bay ngập trời. Đã từng là Cẩm Tú Sơn Hà, bây giờ đã triệt để đi đến hủy diệt. Dưới thánh linh, toàn bộ tiến vào thông thiên tháp. Khương Phàm mệt mỏi gào thét với các không võ của Cửu Thiên Thần Giáo. Rút lui, mau bỏ đi. Đông Hoàng Toại và Đông Hoàng Càn cuồng loạn gầm thét, trợn mắt trừng trừng, gương mặt dữ tợn, kích ra sóng chiều không gian, khống chế vạn giới môn. Không võ dưới thánh linh nhao nhao rút lui, ẩn vào thông thiên tháp. Sau một khắc, cuồn chiều nương theo kiếm khí, giống như biển động sôi trào ầm vang giáng lâm. Vạn giới môn nhấc lên đạo ngấn không gian liên miên sụp đổ, tiếng oanh minh kịch liệt giống như là ngàn vạn thế giới đang bị chôn vùi. Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại sôi trào khí huyết, Đông Hoàng Như Ảnh và các thánh linh trực tiếp phun máu, mất khống chế mà bay ra ngoài, giống như lá khô dưới cuồng phong. Khương Phàm, gánh không được, rút lui sao? Đông Hoàng Càn khàn khàn gào thét, xí thiên giới đã bị bổ ra, Chu Thiên Thần Tôn cùng đám thánh hoàng kia có thể giết tới bất cứ lúc nào. Bọn hắn lại không rút lui thì thật sự không còn kịp nữa. Khương Phàm mệt mỏi khống chế thông thiên tháp, nhìn sơn cốc trong cấm khu, nơi đó nối liền hạch tâm thật sự của xí thiên giới, ngũ hành thụ. Nếu như bọn hắn đi, ngũ hành thụ thì sao? Nó đã bảo vệ xí thiên giới trên vạn năm, bảo vệ bọn hắn mấy chục năm, nguy cơ trước mắt, bọn hắn cứ đi như thế sao? Khương Phàm, có đi hay không? Nếu ngươi không đi thì thật sự không kịp nữa. Chu Thiên Thần Tôn giết đến, chúng ta ai cũng đừng nghĩ sống. Đông Hoàng Càn lo lắng gào thét. Chờ ta 2 phút, chỉ 2 phút. Khương Phàm cố nén suy yếu cùng đau đớn, lấy phần thiên chiến vực diễn biến thành 2 cánh, xông về phía sơn cốc, lao thẳng tới hỗn độn giới nguyên ở phía dưới vạn mét. Nơi này nhận lấy trùng kích thảm liệt, trải rộng vết rách dữ tợn, khắp nơi đều đang sụp đổ, ánh sáng hỗn độn lúc sáng lúc tối, hình dáng con cự long kia đã mơ hồ không rõ. Xuyên qua mê ảnh cự long, rốt cuộc Khương Phàm cũng thấy được chủ nhân thật sự của xí thiên giới, ngũ hành thụ. Ngũ hành thụ cứng cáp mà khổng lồ, cành cây tráng kiện tương tự như lão long, năng lượng ngũ hành biến thành phiến lá sáng long lanh,
số lượng lớn cành lá giao nhau quay quanh, hình thành 5 cái vòng xoáy năng lượng, phân biệt tượng trưng cho kim mộc thủy hỏa thổ, cũng không có diễn biến ra các loại linh nguyên như phong, lôi từ ngũ hành thần thụ. Bởi vì kéo dài phóng thích, năng lượng trong vòng xoáy đã gần như khô kiệt, ảm đạm không ánh sáng. Khương Phàm hướng phía hư ảnh cự long hô to. Xí thiên giới muốn sụp đổ, đi theo chúng ta, ta mang ngươi về thượng cổ thần đình. Hư ảnh cự long là thần thức thần long biến thành khi rời khỏi, tấp nập tàn phá đã để nó bị chôn vùi, cho nên chỉ là mệt mỏi nổi lơ lửng, không có trả lời Khương Phàm. Ngũ hành thụ, theo chúng ta đi, ta mang ngươi về thượng cổ thần đình. Khương Phàm hướng về phía cây đại thụ nguy nga ở sâu trong kia hô to, nhưng ngũ hành thụ chỉ là cây cối do thần long lưu lại, không có một dạng thức tỉnh giống như cây thần thụ ở thượng cổ thần đình kia, cũng không có đáp lại Khương Phàm. Khương Phàm lo lắng, lại bất đắc dĩ, ngũ hành thụ và xí thiên giới là hòa làm một thể, không thể nào cưỡng ép móc ra. Thật sự chẳng lẽ phải bỏ ở lại chỗ này sao? Sau khi Chu Thiên Thần Điện giết đến, nếu như phát hiện nơi này, nhất định có thể thôn vệ tất cả khí tức hỗn độn hầu như không còn, tái tạo chiến khu, còn có thể đào đi ngũ hành thụ, thậm chí là bổ nó. Nhưng, đúng vào lúc này, ánh sáng hỗn độn ảm đạm trong không gian giới nguyên đột nhiên sáng lên, đường vân ngũ hành ở mặt ngoài ngũ hành thụ từ nơi sâu trong nhất cũng dần dần nở rộ. Đây là muốn hủy diệt bản thân. Sắc mặt Khương Phàm hơi biến đổi, nhanh chóng rời khỏi nơi này, hô to với Đông Hoàng Càn ở phía ngoài. Rút lui, mau rời khỏi nơi này. Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại đang khống chế vạn giới môn, bọn hắn đang ngắm nhìn thâm không phía ngoài. Chu Thiên Thần Tôn lại không tiếp tục tấn công, mà là sau một kích tuyệt thế kia nhanh chóng lui lại đến bên trong thâm không minh mông, nếu như không phải hắn nở rộ thần huy quá hừng hực, đều rất khó lại nhìn thấy rõ bóng dáng. Thế nào? Khương Phàm vào tới nơi này, rõ nhìn ra xa. Chu Thiên Thần Tôn giống như đã rời khỏi. Vẻ mặt của Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại hơi quái dị. Chu Thiên Thần Tôn nghiền ép tiềm lực, sau khi vung ra một kích toàn thịnh, toàn thân đã trở nên vô cùng suy yếu, hắn hơi chậm rãi, lại xông vào bắt giết Khương Phàm, nhưng... Xí thiên giới đột nhiên ngừng đào vong lại, cũng chậm chậm phát sáng lên. Nhìn kỹ, không phải xí thiên giới đang tỏa ra ánh sáng, mà là trong thâm không trước mặt đột nhiên xuất hiện ánh sáng chiếu xa vạn trượng, sáng chói diệu thế, giống như là trời mang theo màu sắc rực rỡ dâng lên từ bên trong thâm không mênh mông. Xa xa, ánh mắt đám người lão tổ Cửu Lê đều chậm rãi nhắm lại. Một cái thế giới hỗn độn so với xí thiên giới còn muốn khổng lồ hơn mấy lần dần dần rõ ràng chưa lên từ trong bóng tối, ánh sáng càng ngày càng tỏa sáng, càng ngày càng chói mắt, như là có thể chiếu thấu thâm không vô tận, ảnh chụp vạn cổ hắc ám. Mặt ngoài thế giới hỗn độn dâng lên sóng chiều hỗn độn giống như là biển gầm vần quanh lao nhanh, tiếng oanh minh kịch liệt rung động thâm không, có thể nhìn thấy rõ ràng sơn hà biến thiên, nhật nguyệt chìm nổi bên trong quang ảnh một cách rõ ràng. Minh mông thần uy nương theo ánh sáng vô tận, bao phủ lấy thâm không, đánh thẳng vào Chu Thiên Thần Tôn và tất cả cường giả. Chu Thiên Thần Tôn gắt gao nắm chặt Chu Thiên Thần Kiếm, cau mày, ngắm nhìn, liệt dương, khủng bố dần dần rõ ràng kia. Bọn người lão tổ Cửu Lê lại cách xa ra, nhìn càng toàn diện, cũng tương đối rõ ràng hơn, đây đơn giản tựa như là xí thiên giới phóng đại, hơn nữa còn là phóng đại gấp mấy lần. Đây là có chuyện gì? Trong hư không lấy ở đâu nhiều thế giới hỗn độn như vậy. Đánh nhỏ, đi ra một cái lớn. Bọn hắn đều không có gặp được sự kiện rung động như vậy tại Thiên Khải chiến trường. Thần uy khủng bố đập vào mặt, để bọn hắn cảm nhận được áp bách hít thở không thông, như đó là một cổ thần đã yên lặng tại thâm không vô số thời gian. Thế giới ngũ hành xuất hiện. Trước đó nó dừng ở khu vực giao tiếp giữa Trung vực và Tây Bộ. Cách hơn 10 vạn dặm thì đã nhận ra ba động mãnh liệt từ xí thiên giới, liền nhanh chóng vượt qua thâm không, rốt cuộc cũng đã chạy tới ở thời khắc mấu chốt này. Hỗn độn cuồn cuộn, diễn biến ra từng cái cảnh dài tới mấy ngàn dặm, giống như tinh hà lao nhanh, liên tiếp quấn chặt lấy xí thiên giới rách dưới, dưới ánh mắt rung động của Chu Thiên Thần Tôn và đám người mà chậm rãi dung nhập vào trong cuồng chiều hỗn độn. Giống như một ngôi sao đang thôn phệ tinh thần khác. Hình ảnh quỷ bí lộ ra khủng bố vô tận cơ hồ đã vượt qua tưởng tượng của Chu Thiên Thần Tôn và bọn hắn. Tuy nhiên Chu Thiên Thần Tôn rất nhanh đã bừng tỉnh, hắn nhanh chóng rút lui, nắm chặt Chu Thiên Thần Kiếm sẵn sàng chiến đấu. Lão Tổ Cửu Lê và các Thánh Hoàng nhao nhao tế lên chí bảo chấn tộc, kích phát ra thực lực Thánh Hoàng đỉnh phong,
cảnh giác cự vật to lớn kinh khủng tuyệt thế. Nhưng sau khi thế giới hỗn độn nuốt xí thiên giới vào, vậy mà không có tập kích, mà là từ từ mờ đi ánh sáng, xác thực mà nói là biến mất từ trong thâm không. Một màn này tựa như là mộng cảnh, để cho người ta khó mà tin được vào đôi mắt của chính mình. Đến mức Chu Thiên Thần Tôn đều phải đứng yên thật lâu trong hư không hắc ám giá lạnh này. Kết thúc. Bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị nửa năm, từ bỏ an nguy thiên khải, mạo hiểm ký kết mật ước cùng đế tộc, còn điều động toàn bộ cường tộc Thương Huyền liên hợp vây bắt, đang trong loại ngoài ý muốn liên tiếp xuất hiện này lại thúc. Nếu như trước đó Cửu Thiên Thần Giáo phản bội là rung động, bây giờ đột nhiên xuất hiện thế giới thì chính là quỷ bí. Hắn tức giận, táo bạo, uất ức, còn có một loại cảm giác vô lực thật sâu. Một lần thất bại, hai lần thất bại, ba lần thất bại. Nhiều lần thất bại. Mỗi lần đều là ôm hy vọng tất thắng, kết quả mỗi lần đều là thất bại chật vật không chịu nổi. Khương Phàm rõ ràng chỉ là trùng sinh mình, thiên hậu lại chỉ chuyển sinh đến thánh địa mà thôi, làm sao bọn hắn lại lần lượt chuyển bại thành thắng, lần lượt cười đến cuối cùng. Hắn là thật sự không nghĩ ra. Nếu như chuyện lúc trước còn có thể dùng xí thiên giới thần bí đặc biệt, Cửu Thiên Thần Giáo bí mật đến đỡ để giải thích, vậy bây giờ lại là như thế nào? Cái này, mẫu thân nó lại là cái thứ gì? Khương Phàm còn cất giấu bao nhiêu bí mật, đây không phải bố trí hắn để lại từ kiếp trước đấy chứ? Lão Tổ Cửu Lê bỗng nhiên cảm thấy may mắn, vừa mới còn lo lắng muốn giết đến, dám chấn áp Liệp Thần Thương trước khi Chu Thiên Thần Tôn xông vào xí thiên giới, nếu quả thật tiến vào. Chỉ sợ cái thế giới hỗn độn quỷ dị kia đã có thể cùng nuốt hắn vào một chỗ. Là thiên đạo đang trợ giúp Khương Phàm sao? Thái cổ thần miếu, Hạo Ngọc Thành thì thào khẽ nói, chạy, lại còn được thế giới hỗn độn đón đi. Tất cả cố gắng của bọn hắn có thể nói là phí công nhọc sức, sau này tìm kiếm Khương Phàm còn khó hơn, bọn hắn càng sẽ đứng trước sự trả thù điên cuồng đến từ Khương Phàm. Thương Huyền thật sự sắp biến thiên rồi sao? Chu Thiên Thần Điện. Tần Thế Võ thu hồi tất cả vũ khí, hai đầu lông mày tụ lên vẻ nghiêm trọng cùng sầu lo. Dựa theo tưởng tượng ban sơ, bọn hắn là muốn hủy đi xí thiên giới, bắt sống Khương Phàm, trong vòng một tháng lại quay về chiến trường Thiên Khải. Cho dù là có nổi lên ngoài ý muốn, cũng có thể bảo đảm xử tử Khương Phàm trong dăm ba tháng, tái nhập Thiên Khải, triệt để kết thúc phân tranh tại Thương Huyền. Bây giờ thì thế nào? Xí thiên giới quả thật đã bị hủy. Nhưng... mẫu thân nó lại tới một pháo đài không gian càng kinh khủng, Khương Phàm còn được số lượng lớn võ giả không gian đến đỡ. Sau này đừng nói là vây bắt Khương Phàm, đầu tiên bọn hắn liền phải cân nhắc phòng bị Khương Phàm báo thù như thế nào. Càng quan trọng hơn là, chỉ một trận chiến lần này, khí thế cùng lòng tin của các hoàng đạo Thương Huyền nhất định sẽ nhận tổn thương nghiêm trọng, sau này chỉ sợ rất khó lại tổ kiến liên hợp vây bắt tương tự. Đế ước chỉ có 3 năm. Bọn hắn thật sự có thể kết thúc chiến đấu tại Thương Huyền trong vòng 3 năm sao? Nếu như không thể kết thúc, tất cả đế tộc sẽ toàn diện nhúng tay sự vụ Thương Huyền, mặc dù nói là chỉ nhằm vào Khương Phàm, nhưng thật đến một khắc này, ai có thể ước thúc đế tộc? Trăm vạn dặm Thương Huyền chắc chắn sẽ biến thành chiến trường giết chóc thảm liệt. Bọn hắn sẽ thành tội nhân của Thương Huyền. Rút lui khỏi hư không, trở về thủ trấn thủ. Chu Thiên Thần Tôn cảm thấy suy yếu cùng mê mang trước nay chưa từng có, nhưng việc đã đến nước này, tuyệt đối không thể nhụt chí. Bọn hắn còn có thể thủ vững tổ địa, bọn hắn còn có 2 vị, hoặc là 3 vị thần tôn có thể liên thủ. Nhất là Xích Thiên Thần Triều cùng Phù Tăng Thần Cung, thực lực đều là hoàn chỉnh. Loan Đình nhắc nhở, chúng ta cần chiếu cố cho Xích Thiên Thần Triều không? Xích Thiên Thần Tôn đang bị nhốt tại Thiên Khải, chỉ sợ một lát còn không xuống được. Tần Thế Võ nói, bọn người Khương Phàm đã bị thương nặng, bây giờ hẳn là không có tinh lực lại tập kích nơi khác. Loan Đình nói, để phòng chẳng may, Khương Phàm làm việc từ trước tới giờ không theo lẽ thường, bây giờ bị thương nặng, chính là thời điểm nổi giận, mà chỉ sợ Xích Thiên Thần Tôn cần phải ở lại Thiên Khải trong thời gian rất lâu. Chu Thiên Thần Tôn tự mình phân phó, các ngươi đều đến Xích Thiên Hoàng thành tọa trấn, hệ thống phòng ngự nơi đó vô cùng hoàn chỉnh. Còn có thần cốt cùng thiên hỏa, coi như Khương Phàm tập kích thật, cũng có thể chống đỡ được. Chúng ta muốn rút lui, chúc các ngươi may mắn. Hạo Ngọc Thành nói đơn giản một câu liền vội vàng rời khỏi, đến bên trong thâm không tìm kiếm các tộc nhân. Bọn hắn ở chỗ này không có lãnh địa, không có hệ thống phòng ngự, ở lại chỉ có kết quả bị tàn sát. Ngươi không muốn báo thù,
các ngươi thật sự muốn tìm Thái Sơ đế tộc nương tựa rồi. Chu Thiên Thần Tôn lạnh nhạt hỏi. Sinh tồn, bất đắc dĩ. Các ngươi có thể đến Chu Thiên Thần Điện, cùng chúng ta phấn chiến đến cùng. Hoàng thành của chúng ta tại Thiên Khải thì phải làm sao bây giờ? Ai bảo vệ bọn hắn? Hạo Ngọc Thành không muốn bị đế tộc kiềm chế, nhưng sau khi bí mật kết minh cùng đế tộc, hắn liền đã bị khống chế. Khi Hạo Ngọc Thành rút đi, lão tổ Cửu Lê cũng không tiếp tục nói thêm một câu nào, hắn xông vào trong bóng tối mênh mang, thông qua Cửu Lê ma đồ cảm ứng, tìm kiếm các tộc nhân đang bị thất lạc. Hắn biết rõ Khương Phàm đã muốn bắt đầu phản kích, rất có thể mục tiêu lựa chọn đầu tiên chính là Cửu Lê ma tộc bọn hắn. Thiên Khải chiến trường, di tích Thiên Môn Trung ương. Xích Thiên Thần Tôn lo lắng càng tức giận, bởi vì người điều tra Cửu Thiên Hoàng Thành đã trở về. Hoàng Thành vẫn còn, người đã đi hết, cũng không có phát hiện Thánh Hoàng Chu Nguyên Bá. Ý vị này rất có thể suy đoán của bọn họ là thật. Cửu Thiên Thần Giáo chính là nội ứng mà Quang Mang Thần Tôn hoài nghi, mà còn đã bí mật hợp tác cùng Khương Phàm từ thật lâu trước đó. Khương Phàm có thể tấp nập khởi xướng phản kích trong nhiều năm như vậy, còn có thể nhiều lần tránh khỏi vây bắt, đều là do Cửu Thiên Thần Giáo mật báo, thậm chí là bí mật đến đỡ. Khương Phàm mượn nhờ Cửu Thiên Thần Giáo, vượt qua thời kỳ gian nan nhất lúc đầu, Cửu Thiên Thần Giáo thì đùa nghịch huyền tất cả hoàng tộc hoàng đạo thương. Thậm chí bọn hắn còn hoài nghi Cửu Thiên Thần Tôn vẫn còn sống. Bây giờ Thiên Trụ Sơn sớm hủy diệt, Cửu Thiên Thần Giáo toàn thể gấp rút tiếp viện, phía dưới chiến tranh khẳng định tràn đầy biến cố. Sở dĩ mưu đồ một trận chiến dịch vây bắt mạo hiểm lại điên cuồng như thế này, chính là muốn không tiếc cái giá nào hủy đi Xí Thiên Giới, trong thời gian ngắn nhất triệt để kết thúc loạn cục tại Thương Huyền, không nghĩ tới. Càng náo càng loạn. Sau khi bọn hắn đang khẩn trương cùng tức giận, bỗng nhiên lại không quan tâm tới chiến trường ở phía dưới, mà là hoàng thành của bọn họ. Nếu như Khương Phàm không chết, há có thể buông tha cơ hội hoàng thành trống rỗng. Mặc dù bên trong Xích Thiên Hoàng Thành có rất nhiều cường giả tọa chấn, còn có thần cốt chấn thủ, có hỏa nguyên Cửu Thiên Huyền Hỏa duy trì, nhưng bọn hắn càng nghĩ càng không yên lòng. Nơi đó thực sự không chịu được bất cứ chuyện ngoài ý muốn gì. Nếu như hoàng thành bị hủy, Xích Thiên Thần Triều mất đi căn cơ sinh tồn, mất đi sự tín nhiệm của con dân thần triều, vài vạn năm cơ nghiệp của thần triều chấp nhận tổn hao này. Nhưng, con đường đã bị cắt đứt, bọn hắn phải trở về như thế nào? Chẳng lẽ phải mượn đường thiên môn của đế tộc khác sao? Đây không thể nghi ngờ là chuyện cực kỳ sỉ nhục, là triệt để buông xuống mặt mũi mà Chí Tôn Hoàng Đạo Thương Huyền đau khổ kiên trì 30.000 năm. Mà, cho dù bọn hắn có muốn làm như vậy, lại có thể tin tưởng người nào đây? Đông Thiên Môn sao? Bọn hắn và Phù Tang Thần Cung là kẻ thù truyền kiếp, càng có ân oán cùng Huyền Vũ đế tộc phía sau bọn chúng hơn. Bắc Thiên Môn sao? Bạch Hổ yêu tộc hung tàn bạo ngược, bọn hắn thật không dám bước chân tới nơi đó. Đông Bắc Thiên Môn sao? Ân oán giữa bọn hắn cùng Man Hoang chiến tộc đã kéo dài vài vạn năm, coi như huyết ma tộc nguyện ý, Man Hoang chiến tộc đều sẽ kháng cự. Đông Nam Thiên Môn sớm đã bị Khương Phàm cướp đi. Tây Bắc Thiên Môn cùng Tây Nam Thiên Môn. Bởi vì Vạn Đạo Thần Giáo cùng Thái Cổ Thần Miếu đã không có ở đây, không gian kết nối giữa Bắc Thái Đại Lục cùng Thái Sơ Đại Lục và Thương Huyền ở đã gãy mất, nếu như bọn hắn mượn hai nơi thiên môn kia, chỉ có thể giáng lâm đế tộc, lại đi ngang qua đại lục của bọn hắn, sau đó vượt qua hải vực, trở về Thương Huyền Đại Lục, còn phải từ đi ngang qua mấy chục vạn dặm Tây Bắc cùng Tây Nam Thương Huyền, mới có thể trở về đến Hoàng Thành. Về thời gian, nếu tính toán ra đều phải sau 2 tháng. Như vậy cũng chỉ còn lại có Tây Thiên Môn do Hắc Ma tộc khống chế cùng Nam Thiên Môn do Long tộc khống chế. Bọn hắn thực sự không nguyện ý có dính dấp cùng ma tộc, mà ma tộc tà ác càng âm tàn, rất khó cam đoan có thể để cho bọn hắn an toàn qua trở lại Thương Huyền. Long tộc sao? Long tộc được danh xưng là đế tộc mạnh nhất, thực lực kinh khủng nhất, nếu có ý tưởng gì, rất có thể bọn hắn sẽ trực tiếp chôn vùi ở nơi đó. Nhưng từ khác vấn đề đến xem, Long tộc cường hãn lại càng kiêu ngạo hơn, tương đối mà nói chỉ cần làm cam đoan, hẳn là có thể thực hiện. Mà, kết nối cùng Long tộc chính là Xí Thiên Giới, bên trong Xí Thiên Giới có yêu trùng hư không, như thế này liền có thể rút ngắn thời gian trở về Xích Thiên Thần Triều cực lớn. Điều kiện tiên quyết là, bọn hắn phải bỏ ra chút giá. Xích Thiên Thần Tôn dứt khoát quyết định. Thu dọn đồ đạc, mượn đường Nam Thiên Môn, trở về Thương Huyền. Chu Diễm lập tức nói.
thần tôn không nên gấp gáp, cửu thiên thần tôn không nhất định còn sống, liền xem như còn sống, cũng là già cả suy yếu, căn bản không uy hiếp được ai. Chỉ cần chu thiên thần tôn cùng quang mang thần tôn liên thủ, nhất định có thể bắt sống hắn, còn có thể bổ ra xí thiên giới. Còn có những hoàng đạo cùng hoàng tộc kia, chỉ cần có thể điều động, xí thiên giới căn bản không có phần thắng. Nếu có ngoài ý muốn thì sao? Ngươi có thể đảm đương trách nhiệm này. Thánh hoàng đầu tiên, Chu Phục Sinh đột nhiên quát lớn, căm tức nhìn Chu Diễm. Từ lúc bắt đầu hắn đã liền rất phản đối trận hành động này, nếu như không phải Chu Diễm cực lực thuyết phục, muốn làm cái gì bí mật liên hợp cùng mưu đồ, xí thiên giới tuyệt đối sẽ không đột nhiên đâm cháy thiên trụ sơn, càng sẽ không để cục diện thương huyền triệt để mất khống chế. Xích thiên thần tôn không tiếp tục để ý tới lời thuyết phục của Chu Diễm, phân phó thánh hoàng thứ ba, Chu Ngạo Hoàng. Ngươi tự mình bái phỏng Long tộc, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đều phải bảo đảm Long tộc cho phép chúng ta mượn đường Nam Thiên Môn, thuận lợi trở về Thương Huyền. Chu Phục Sinh, ngươi tự mình chỉnh đốn Xích Thiên Hoàng Thành, có thể mang đi thì mang đi toàn bộ, cũng thông báo Chu Thiên Hoàng Thành cùng Quang Mang Hoàng Thành, thu dọn đồ đạc theo chúng ta. Đám người cảm thấy sợ hãi. Từ bỏ Hoàng Thành Thiên Khải, thần tôn, ngài hãy nghĩ lại đi. Chiến cuộc không kiểm soát. Nếu như đế tộc thật muốn liền xé bỏ hiệp nghị ngay bây giờ, coi như ta ở lại Thiên Khải đều không gánh nổi tất cả hoàng thành. Nếu như đế tộc muốn tuân thủ hiệp nghị, không cần thiết lại để lại bất cứ kẻ nào. Việc cấp bách, bảo đảm Thương Huyền ổn định, bảo đảm tổ địa hoàng cung an toàn. Xích thiên thần tôn không thể không sốt ruột, mặc dù cửu thiên thần tôn suy yếu, mặc dù hoàng tộc hoàng đạo liên minh vẫn chiếm được ưu thế, nhưng tấp nập ngoài ý muốn đã để hắn không còn bất cứ hy vọng nào. Nếu như hoàng tộc hoàng đạo bị trọng thương, vậy thì chắc chắn sẽ không thể nào trợ giúp Xích Thiên Thần Triều đóng giữ hoàng cung. Sau khi Man Hoang chiến tộc nhận được tin tức chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội tốt như thế này. Hắn không chỉ có lo lắng Khương Phàm thừa dịp loạn tập kích, hắn càng lo lắng Man Hoang chiến tộc hơn. Cho nên hắn nhất định phải trở về Thương Huyền trong thời gian ngắn nhất, sau đó sẽ trở lại hoàng thành. Chu Phục Sinh và đám người đau đớn bi thương, thật muốn từ bỏ Thiên Khải rồi. Chuyện sao lại phát triển đến một bước này? Bên trong thế giới ngũ hành, đó là một thế giới khổng lồ phạm vi đạt tới hơn 8 vạn dặm, thượng cổ thần đình ngừng lại lơ lửng ở trong đó, bị bảo hộ rất tốt. Cho nên khi xí thiên giới dung nhập vào bên trong thế giới ngũ hành, đám yêu thú tại thượng cổ thần đình đều ngạc nhiên phát hiện, thế giới, bên ngoài mà bọn chúng được biết, còn có nhiều thế giới khác hơn. Kỳ lân thú, thiên sơn, thiên bằng, thái thản cự mãng ở khổng tước thánh sơn. Cùng thái thản cự mãng hỏa nha, kim thiềm bên trong thánh hồ, các loại yêu thú nhao nhao nhìn về phương xa. Sau khi xí thiên giới tiến vào thế giới ngũ hành thì đã nhanh chóng yên lặng, mở đi ánh sáng. Thần thụ thế giới quay quanh dây leo chui vào bên trong, cuốn lấy bọn người Khương Phàm Đông Hoàng Càn, mang theo thế giới hạch tâm ngũ hành. Nơi này như là không gian giới nguyên của xí thiên giới, chỉ là so với chỗ đó càng hoàn thiện. Dạ An Nhiên, bọn người Tiêu Phượng Ngô bị kinh động. Nhao nhao vào tới nơi này, nhìn thấy Khương Phàm bị đánh thành hai đoạn, lại thủng trăm ngàn lỗ, đều quá sợ hãi. Cứu người, nhanh! Khương Phàm nhìn xuống suy yếu, phóng tất cả mọi người bị trọng thương ở bên trong thông thiên tháp ra. Tràng diện bi thảm để bọn người Dạ An Nhiên lần nữa có phản ứng, luống cuống tay chân đưa tới chỗ ngũ hành thần thụ nơi đó. Sau khi ngũ hành thần thụ nhìn thấy thảm trạng của Khương Phàm cùng thiên hậu, nó thở dài trong lòng. Hai hài tử này thật là có thể dày vò mà. Nó dẫn dắt lên hạo như biển mây năng lượng hỗn độn, nuốt sống tất cả mọi người. Địa ma thụ, Khương Quỳ, Khương Diễm, Huyền Quy, Thiên Hồ Thánh Vương, Hỏa Diễm Huyễn Điểu, Hướng Vãn Tình, Triệu Thời Việt, Khương Uyên, đều được đưa tới xung quanh thần thụ, tiếp nhận hỗn độn cùng thần quang tẩy lễ, còn có bọn người Hoàng Bánh Nướng Kiểu Vạn Niên bị thương trên chiến trường trước đó, cũng đều gom lại đến nơi đó, điều trị thương thế. Ngô Chính Nguyên không chịu từ bỏ, cũng đưa lão tổ Ngô Thái Bình tới phía trước, hy vọng có thể phát sinh kỳ tích. Đông Hoàng Hoa Thanh và những người chết, cũng đều được đưa tới nơi này, mong mỏi kỳ tích xuất hiện, dù sao nơi này cũng là thế giới thần thụ, có uy lực sáng thế. Thiên hậu đã tỉnh lại, dù sao nàng cũng không phải là bị quang mang thần tôn tách rời, lúc ấy Khương Quỳ cũng cố ý tránh ra yếu hại, chỉ là chuôi huyết kiếm kia quá kinh khủng. Có thể cướp đoạt huyết khí, cho nên máu trong cơ thể thiên hậu tạm thời đã khô kiệt. Nếu như cảnh giới của nàng là ở dưới thánh linh, một kích này có khả năng trực tiếp gạt bỏ nàng, cũng may thánh khu đặc thù,
đã rời khỏi phàm thể, tăng thêm các loại khế ước thú như Tô Lăng Tế Hiến, bảo vệ sinh cơ yếu ớt, cuối cùng cũng đã thức tỉnh. Khương Phàm không lo được điều dưỡng, hắn mệt mỏi nằm ở nơi đó, nhìn từng thân ảnh bên trong hỗn độn, mong mỏi những các huynh đệ vào sinh ra tử này đều có thể thoát khỏi nguy hiểm. Khổng Tước Thánh Vương rung động nhìn xung quanh, tình cảnh nơi này vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, thực sự không thể tin được bọn người Khương Phàm lại còn có được một cái căn cứ dày đặc như thế này. Năng lượng tự nhiên mênh mông nồng nặc hơn so với ở bên ngoài tới mười mấy lần, năng lượng hỗn độn hiếm thấy càng giống như là những con sông to lớn bành trướng. Cửu Thiên Thần Giáo bí mật kết minh đã đầy đủ rung động, bí cảnh như vậy càng làm cho bọn chúng xúc động. Trong lúc bỗng nhiên, bọn chúng đối với lần mạo hiểm tìm nơi nương tựa này đã có chút lực lượng. Uy, cầm thú nhà ta đâu? Tiêu Phượng Ngô âm trầm sắc mặt, một quyền nện ở trên bờ vai Hàn Ngạo. Hàn Ngạo đau đớn, dùng sức mím môi, nắm chặt tay, lại không mở miệng được. Mẫu thân nó, người điếc sao? Cầm thú nhà ta đâu, sao không nói gì? Tiêu Phượng Ngô nâng một quyền nện ở trên vai Hàn Ngạo, để Hàn Ngạo lảo đảo mấy bước. Hàn Ngạo không dám đối mặt với Tiêu Phượng Ngô, hắn gian nan mở miệng. Không có trở về. Ánh mắt Tiêu Phượng Ngô hơi rung nhẹ, nắm đấm gắt gao nắm chặt đều ken két giòn vang, thanh âm vẫn không cao, nhưng bên trong lại nhiều hơn mấy phần rung động. Cái gì gọi là không có trở về, ném đi sao? Hay là chạy rồi, hai tử của hắn đã sắp ra đời, mẫu thân nó ngươi không biết sao? Không phải bốn người các ngươi liên thủ sao? Các ngươi đều trở về, liền để hắn ở bên ngoài rồi. Lý Dần áy náy nói. Hắn vì cứu chúng ta, bị phó cung chủ Cửu Lê Thần Cung bắt. Bắt, chỉ là bắt, ngươi nói rõ cho ta, là bắt, hay là giết chết? Tiêu Phượng Ngô khôi ngô hùng tráng, gương mặt run run giống như dã thú. Thật sự là bị bắt. Chỉ là bắt, các ngươi sẽ là một bộ sắc mặt như thế. Nói ngay cho ta. Tiêu Phượng Ngô đột nhiên hét lớn, hấp dẫn đến ánh mắt xung quanh. Lăn tăn cái gì vậy? Khương Uyển Nhi chạy tới răn dậy. Không có gì, đi chiếu cố Na Yêu, liền nói bên ngoài rất loạn, cầm thú đang giúp đỡ, để nàng dưỡng thai trước, làm xong lại đi chiếu cố nàng. Tiêu Phượng Ngô cố nén lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm ba người Hàn Ngạo. Khương Uyển Nhi nhìn bọn hắn, trong lòng thoáng giật mình, sắc mặt thay đổi, nàng nâng tay che đôi môi đỏ kinh sợ lui hai bước. Na Yêu còn có 2 tháng nữa là sẽ sinh, đừng để nàng phát giác được. Nhanh đi! Tiêu Phượng Ngô đẩy Khương Uyển Nhi một tay. Hắn ở đâu? Đừng hỏi nữa, nhanh đi, tuyệt đối đừng để Na Yêu tới nơi này. Hai mắt Khương Uyển Nhi đẫm lệ mông lung, lùi lại mấy bước, quay người chạy tới chỗ căn phòng nhỏ dựng ở phía xa của Na Yêu. Hàn Ngạo gian nan mở miệng. Thời điểm Chu Thanh Thọ bị bắt, hình như là bị đánh xuyên tim, cũng có thể là bị bắt trái tim lại. Cụ thể chúng ta không rõ ràng lắm. Đối với Thánh Linh mà nói, cơ thể đã rời khỏi phàm thể, có được năng lực tái sinh cường hãn, cho dù là chém đầu đều có thể chắp vá một lần nữa. Nhưng Chu Thanh Thọ chỉ là bán thánh, nếu như trái tim vỡ vụn, hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu như chỉ là bị bắt trái tim lại, có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Nhưng lúc đó bọn hắn bị quăng ra quá xa, thật không biết Chu Thanh Thọ là bị giết, hay là... Tiêu Phượng Ngô chỉ vào lồng ngực Hàn Ngạo. Tiêu Phượng Ngô ta, nếu như hài tử của Na Yêu không có phụ thân, ta và ngươi, cùng ba người các ngươi, không xong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đông Hoàng Hoa Thanh, Lão Tổ Xí Thiên Giới, Ngư Cung, Độc Cô Sát, 5 vị cường giả Thánh Quốc cùng Chiến Quốc, 2 con Địa Long, 1 con Luân Hồi Huyết Sư, hơn 10 vị cường giả thần giáo, chính thức tuyên cáo tử vong. Kỳ tích mà đám người Ngô Chính Uyên đang chờ đợi, không thể xảy ra. Ngô Thái Bình vừa mới tiến vào Thánh Hoàng cảnh 3 tháng ngắn ngủi, tuyên cáo tử vong. Mà tộc trưởng tương lai của hỗn độn chiến tộc bọn hắn, Ngô Thiên Khải còn rơi xuống trong tay Hoàng Đạo, sống chết khó nói. Chuyện này khiến toàn bộ hỗn độn chiến tộc đều lâm vào trong bi thương lớn lao. Tiếp đó chính là Khương Uyên, vị sát lục huyết hoàng được thần giáo bí mật bồi dưỡng gần 100 năm này, cuối cùng chuyển tặng cho Khương Phàm, không thể tỏa ra sự sống. Quang mang thần kiếm do thần linh thả ra, đối với hắn vị thánh linh này mà nói thật sự là diệt sát, không chỉ có gãy mất sinh cơ, còn gãy mất luân hồi. Tình huống của Triệu Thời Việt thì rất quỷ bí, rõ ràng giống như đã chết, nhưng lại luôn có thể phát giác ra được linh hồn ba động yếu ớt,
Cái này khiến Triệu Thế Hùng các cường giả Triệu gia lâm vào giày vò đau đớn. Sau khi khổ sở đợi chờ mấy ngày, tin tức tốt đầu tiên đã xuất hiện. Thiên Hồ Thánh Vương là người đầu tiên thức tỉnh, đã bắt đầu khôi phục, nhưng tiếc nuối là đuôi cáo liên tiếp mọc ra dừng bước tại 6 cái. Tương đương với một đường quang minh thần kiếm chém trọn vẹn 3 cái mạng của nàng. Cũng mang ý nghĩa đời này nàng phải dừng bước tại Thánh Vương, vĩnh viễn không cách nào nhìn trộm cảnh giới Thánh Hoàng. Đối với Thiên Hồ Thánh Vương mà nói, đây rốt cuộc là vui hay là buồn, chỉ sợ chỉ có chính nàng mới có thể cảm nhận được. Lại sau đó, Huyền Quy từ trong hôn mê thức tỉnh, huyết mạch Huyền Vũ đặc biệt giao phó cho nó sinh cơ ngoan cường, dưới sự tẩm bổ liên tục của năng lượng hỗn độn, nó đã từ đường danh sinh tử dẫy dụa leo trở về. Sau khi Huyền Quy tỉnh dậy đã là ngày thứ 3, Hướng Vãn Tình cùng Hỏa Diễm Huyễn Điểu lần lượt thức tỉnh. Sinh cơ bị quang mang thần kiếm kia chém đầu, hẳn là không có hy vọng còn sống, nhưng vào thời khắc ấy, lời nhắc nhở của Tặc Điểu đã để bọn hắn tại giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc dung hợp đồ đằng, mặc dù không có kích phát ra khí tức âm dương, nhưng chung quy vẫn là dung hợp. Thái âm thái dương dung hợp, nghịch chuyển sinh tử, đã cứu vãn được sinh mệnh bọn họ. Nhờ vào năng lượng hỗn độn tẩm bổ, Tặc Điểu đã bắt đầu tái tạo huyết đan, biết rõ có hy vọng càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đây coi như là một tin tức rất không tệ. Ma hoa của địa ma thụ sau nửa tháng đã chậm rãi nhúc nhích, bao quanh mảnh vỡ chủ thể địa ma thụ, chìm vào địa tầng, lâm vào ngủ say chiều sâu. Mặc dù giữ được tính mạng, làm cho tất cả mọi người đều thở phào, nhưng không biết lần nữa thức tỉnh sẽ là sau bao nhiêu năm, cũng không biết sau khi tỉnh dậy địa ma thụ sẽ là cảnh giới gì. Nhưng thiên hậu vẫn ôm mấy phần hy vọng, dù sao địa ma thụ cũng đã dung hợp hoàn chỉnh di cốt ma hoàng, thể chất rất đặc biệt. Bây giờ lại chôn ở dưới thần thụ thế giới, hẳn là có thể hấp thu năng lượng hỗn độn để khôi phục tốt hơn. Nguy hiểm nhất vẫn Khương Quỳ cùng Khương Diễm. Cho đến năm sau ngày, Khương Quỳ đã thức tỉnh, để Khương Phàm cùng Thiên Hậu đều thở phào, đây là ngoài ý liệu, cũng ít nhiều trong dự liệu, dù sao cũng là đế cốt tạo nên hắn. Nhưng Khương Quỳ thức tỉnh, không để cho bọn người An Minh Hề sinh ra hy vọng, bọn họ tiếp tục cầu nguyện cho Khương Diễm. Khương Quỳ là Thánh Hoàng. Lại còn là chỗ tạo đế cốt, nhưng Khương Diễm thì sao? Trung Quy vẫn là Thánh Vương, còn bị ánh sáng khắc chế. Hy vọng duy nhất chính là tính đặc thù của Sâm La Nghiệt Hỏa. Sâm La, có ý chí vạn tượng. Nghiệt Hỏa, đối ứng ác cùng tội. Sâm La Nghiệt Hỏa, là Nghiệt Hỏa tù linh, cũng là tội nghiệt thần viêm. Người bị Sâm La Nghiệt Hỏa giết chết, linh hồn sẽ vĩnh viễn lưu trong Nghiệt Hỏa, trừ phi Nghiệt Hỏa tiêu vong. Nếu không thì sẽ vĩnh thế không được luân hồi. Thân thể Khương Diễm, tựa như một cái lồng giam kinh khủng, cho nên linh hồn của hắn nhất định sẽ vô cùng cường đại. Nếu như vào thời khắc ấy, tất cả chiến hồn trong Sâm La Nghiệt Hỏa đều tụ lại, có lẽ có thể miễn cưỡng giữ vững được linh hồn bản nguyên của hắn. Chỉ cần linh hồn bản nguyên vẫn còn, Nghiệt Hỏa không tắt, Khương Diễm còn có thể kích phát được uy lực Niết Bàn, một lần nữa sống lại. An Minh Hề vứt bỏ tất cả kiêu ngạo. Quỳ ở trước mặt Khương Diễm, yên lặng cầu nguyện. Tình cảm giữa nàng và Khương Diễm thật sự rất sâu. Nàng là ma tộc, bị nhân tộc chán ghét, hắn thế mà không vứt bỏ, một mực làm bạn và bảo vệ. Tình cảm của nàng đối với hắn có yêu, có không muốn xa rời, càng có cảm kích. Kiều Vô Hối, Bạch Tai bọn người đứng dưới thần thụ thế giới, mong mỏi linh hồn Khương Diễm lại cháy lên, linh hồn Triệu Thời Việt khôi phục lại. Dưới sự khổ sở thỉnh cầu của Dạ An Nhiên, thần thụ thế giới cũng đã vươn chạc cây, quấn chặt lấy Khương Diễm cùng Triệu Thời Việt. Đám người lại khổ đợi sau 13 ngày. Linh văn ảm đạm trên trán Khương Diễm nổi lên hào quang nhỏ yếu, mặc dù dưới ánh sáng đang cuộn trào của thần thụ cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng lại giống như một chút tinh quang trong đêm tối vô tận, nhóm lửa lòng tin của tất cả mọi người. Ánh sáng càng ngày càng sáng tỏ, càng ngày càng bành trướng, cuối cùng nương theo Sâm La Nghiệt Hỏa nở rộ. Khương Diễm dục hỏa trùng sinh, Niết Bàn trở về. Nhưng, tất cả chiến hồn toàn bộ đều đã bị chôn vùi. Bất luận là những chiến hồn đã từng có trước kia, hay là chiến hồn Thánh Hoàng sau này, hơn 10 vạn chiến hồn đã không còn sót lại chút gì. Đây không khác gì đã triệt để phế đi Khương Diễm. An Minh Hề lại vui đến phát khóc, còn sống là tốt, miễn còn sống đã là rất tốt rồi. Hai ngày sau, rốt cuộc linh hồn phiêu hốt của Triệu Thời Việt cũng đã ổn định lại. Dưới sự chờ mong của Triệu gia cùng chiến quốc, đôi mắt màu đỏ tràn ngập giết chóc đã mở ra.
nhưng dưới hào quang sáng chói của thần thụ thế giới chiếu ánh, không có người nào chú ý tới sâu trong đôi mắt Triệu Thời Việt đang nổi lên từng đạo hắc quang, bên trong ánh mắt nhìn về phía mọi người giống như lộ ra sự lạ lẫm. Kỳ tích, khởi tử hoàn sinh, làm cho tất cả mọi người đều mừng rỡ reo hò, huống chi Triệu Thời Việt vẫn một mực rất lạnh lùng, bên trên gương mặt già nua cũng chưa bao giờ thể hiện qua cái gì, cho nên không ai chú ý tới sự khác thường của hắn. Theo Triệu Thời Việt là người cuối cùng trở về, trận hỗn chiến thảm liệt này mới xem như chính thức kết thúc. Thảm liệt. Tương đối thảm liệt. Đây không thể nghi ngờ là chiến dịch nguy hiểm nhất chật vật nhất mà bọn hắn trải qua đến nay, nếu như không có Cửu Thiên Thần Tôn hy sinh, không có thế giới hỗn độn cứu viện, không có thần thụ thế giới tẩm bổ, chỉ sợ bọn hắn phải bỏ ra cái giá càng khốc liệt hơn. Bọn người Khương Phàm, Thiên Hậu an táng anh hùng chiến tử, cũng tự thân túc trực bên linh cữu bọn hắn 7 ngày 7 đêm. Nhưng tại thời điểm lập từng cái bia, bọn người Khương Phàm đột nhiên phát hiện, huyết sát đầu tiên, Chu Bất Dĩ còn chưa có trở về. Trước đó An Minh Hề và đám người chỉ lo lắng cho sống chết của Khương Diễm, đau thương trước cái chết của Ngư Cung, nên cũng không có chú ý đến Chu Bất Dĩ, bởi vì bọn hắn đều đã quen thuộc bộ dáng Chu Bất Dĩ như bóng ma lơ lửng không cố định. Phát hiện ra điều này để Kiều Vô Hối cùng tất cả mọi người của ác nhân cốc lại lâm vào tự trách cùng bi thương. Chưa có trở về, rất có thể là đã chết tại trận hỗn chiến kia. Hắn là âm ảnh linh hồn, có thể ẩn nấp trong hư không, cũng có thể mượn tới uy lực hắc ám vô tận, giống bọn người Khương Diễm, Bạch Tai, hắn cũng dễ dàng bị ánh sáng khắc chế. Hắn là thánh linh, lại thân ở chiến trường thánh vương, cho nên. Khương Phàm túc trực bên linh cữu, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại thì tự mình dẫn 10 vị võ giả không gian rời khỏi thế giới ngũ hành đi ra bên ngoài điều tra tình huống. Đầu tiên bọn hắn muốn xác định Lan Nặc cùng bọn người Chu Thanh Thọ bị khống chế đến trong tay ai, lại là đã chết hay còn sống. Trong khoảng thời gian bọn người Khương Phàm tiến vào thế giới ngũ hành này, thế giới bên ngoài lại gió nổi mây phun, lâm vào náo động to lớn trước nay chưa từng có. Đại Quang Mang Thần Điện, Chu Thiên Thần Điện, Cửu Lê Thần Cung bí mật khởi sự, liên hợp tất cả hoàng tộc hoàng đạo, ý đồ vây bắt Xí Thiên Giới. Nhưng Xí Thiên Giới đã sớm phát hiện, giận đụng Thiên Trụ Sơn, triệt để cắt đứt con đường liên hệ giữa Thương Huyền cùng Thiên Khải. Xích Thiên Thần Triều bị nhốt tại Thiên Khải chiến trường. Khương Phàm đột phá cảnh giới Thánh Hoàng, Cửu Thiên Thần Giáo liên thủ Khổng Tước Sơn phản loạn tập thể, Cửu Thiên Thần Tôn khởi tử hoàn sinh. Liên tiếp những chuyện ngoài ý muốn, để cuộc chiến vây bắt đột nhiên bộc phát biến thành hỗn chiến thảm liệt. Chu Thiên Thần Tôn trọng thương, Quang Mang Thần Tôn sống chết chưa biết, Cửu Thiên Thần Tôn tự bạo tại thâm không. Thương Huyền thần tộc gặp phải trọng thương chí mạng. Cửu Thiên Thần Tôn hủy diệt bản thân, cực kỳ có khả năng giấu diệt 1/3 tiềm lực chiến tranh của các hoàng tộc hoàng đạo. Hệ thống hoàng tộc Thương Huyền lọt vào suy giảm chí mạng. Cuối cùng, tại thời khắc Chu Thiên Thần Tôn đã bổ xí thiên giới mấu chốt ra, trong hư không lại đột nhiên xuất hiện không gian hỗn độn kinh khủng, tiếp dẫn Khương Phàm thoát khỏi trung vực. Theo địa chấn lan tràn khắp Thương Huyền, theo hư không bạo động rung chuyển bầu trời, tin tức đã điên cuồng khuếch tán đến các nơi trên Thương Huyền, nhấc lên oanh động càng rung động xa hơn so với biến động tự nhiên. Trận chiến này, bộc phát quá đột ngột, đột nhiên đến mức để tất cả mọi người đều không có phát giác, càng không có chuẩn bị. Trận chiến này, bộc phát quá khốc liệt, thảm liệt đến mức để toàn bộ hoàng tộc hoàng đạo chí cao vô thượng của Thương Huyền bị trọng thương. Mà trận hỗn chiến đột nhiên xuất hiện trong mắt dân chúng bình thường này, không thể nghi ngờ là va chạm toàn diện lần đầu tiên giữa các hoàng đạo Thương Huyền cùng Khương Phàm, cũng là quy mô lớn nhất lại có quyết tâm nhất của các hoàng đạo Thương Huyền từ khi phát khởi vây bắt đến nay. Nhưng, vị thần chiến tranh lại lần nữa chiếu cố Khương Phàm. Mặc dù cuối cùng lưỡng bại câu thương, nhưng ai cũng rõ ràng, Khương Phàm đào thoát đối với hoàng tộc hoàng đạo, đối với toàn bộ Thương Huyền mà nói, có ý nghĩa như thế nào. Nhưng điều khiến mọi người càng rung động hơn vẫn là chuyện Cửu Thiên Thần Giáo đột nhiên làm phản, cùng chuyện Cửu Thiên Thần Tôn khởi tử hoàn sinh. Chuyện này có nghĩa là Cửu Thiên Thần Giáo sớm tại mấy chục năm trước, thậm chí tại thời khắc Khương Phàm vừa mới xuất hiện, bọn hắn đã tiến hành kết minh. Những năm gần đây chính là do Cửu Thiên Thần Giáo đang bí mật bảo vệ Khương Phàm, dùng toàn lực bảo hộ Khương Phàm. Tất cả những hiện tượng không hợp lý trước đó, tựa hồ như cũng đã tìm được lời giải thích hợp lý. Thì ra không phải hoàng tộc hoàng đạo Thương Huyền vô năng, mà là có thần tộc không gian phiêu miểu đang yên lặng điều khiển hết thảy mọi chuyện. Mọi người đã không thể nào suy đoán Cửu Thiên Thần Tôn là căn cứ vào loại ý nghĩ nào,
quả thực là Cửu Thiên Thần Giáo đã đẩy lên chiến xa của Khương Phàm, nhưng từ bây giờ đến xem, lựa chọn của Cửu Thiên Thần Tôn, hoặc là cố gắng của Cửu Thiên Thần Tôn, đã bắt đầu thấy hiệu quả. Bởi vì sau cuộc chiến tại Thiên Trụ Sơn, chênh lệch giữa hai bên đã không còn là khác nhau một trời một vực như trước đó nữa, Khương Phàm kết minh cùng Cửu Thiên Thần Giáo và Khổng Tước Sơn, thực lực nhất định sẽ tăng vọt, càng chân chính bảo vệ đứa con được tông trời lựa chọn của bọn hắn, thân phận chủ nhân Thương Huyền, mà mặc dù các hoàng đạo Thương Huyền vẫn rất mạnh, nhưng lại tản mát các nơi, rất khó tùy ý tập kết. Càng quan trọng hơn là Khương Phàm lại có được pháo đài không gian càng kinh khủng hơn, cùng siêu cấp thần tộc vượt qua vũ trụ. Hắn không chỉ có thể tùy tiện tập kết toàn bộ lực lượng tập kích một hoàng đạo nào đó, mà thậm chí có thể phân tán bôn tập nhiều mục tiêu. Ai cũng có thể tưởng tượng được, tiếp theo chính là Khương Phàm điên cuồng báo thù, chính là thời kỳ bộc phát chiến tranh toàn diện của Thương Huyền. Cho nên, theo tin tức lan tràn, đối với các loại thiên tai địa chấn bộc phát, dân chúng ở các nơi Thương Huyền đã bắt đầu càng tích cực di chuyển. Ngay cả một ít vương thất vương quốc, thậm chí là hoàng thất hoàng triều, cũng bắt đầu cổ động các con dân tiến về khu an toàn, hoặc là Đông Nam Bộ. Kỷ nguyên năm thứ 17, sau ngày mùng 6 tháng 9, tất cả những người còn sống sót của hoàng tộc hoàng đạo lần lượt trở về lãnh địa của riêng mình. Cho dù là đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng số lượng cường giả thật sự trở về vẫn ít hơn so với những gì bọn hắn dự đoán, mà rất nhiều đều thân chịu trọng thương. Trước đó mong muốn trận táng diệt kia của Cửu Thiên Thần Tôn chỉ hủy diệt đi 1/3 cường giả của bọn hắn. Mà sự thật, xác thực là như vậy. Mà cho đến lúc này, tất cả hoàng đạo mới ý thức tới, đám côn trùng ghê tởm thiên cực giới kia cũng không có cứu người, mà là cuốn đi tất cả di cốt có thể sử dụng, dùng tốc độ nhanh nhất trở về thiên cực giới. Thanh Bình Hoàng Triều cùng Thiên Quang Hoàng Triều bởi vì sớm di chuyển, có thể may mắn thoát khỏi, các cao tầng hoàng thất sau đó cùng nhau bái phỏng Phù Tang Thần Cung, hy vọng có thể liên thủ trấn thủ Đông Bộ. Sau khi yêu tộc của Trấn Nam Yêu Quốc hốt hoảng trở về Nam Bộ, lo lắng liên hệ thiên cực giới, hy vọng có thể được bảo hộ. Ngày 18 tháng 9, khi tin tức truyền đến Man Hoang chiến tộc xa xôi, Man Hoang chiến tộc đã xuất động tập thể cường giả tầng cao nhất, vượt qua vũ trụ, đuổi giết Xích Thiên Thần Triều. Xích Thiên Hoàng Thành mới đầu rất kháng cự hai vị thánh hoàng của Chu Thiên Thần Điện vào ở, chỉ đồng ý có thể tỏa trấn ngoại thành, để phòng bọn hắn có dã tâm, thừa cơ làm loạn. Nhưng khi Man Hoang chiến tộc giết đến Hoàng Triều, sau khi kinh động pháp trận giám sát hư không của Đông Bắc Bộ Thần Triều, bọn hắn không thể không tiếp nhận Thánh Hoàng của Chu Thiên Thần Điện tiến vào nội thành, liên hợp chống cự. Cũng chính là nhờ có Chu Thiên Thần Điện hiệp trợ, kết quả, Xích Thiên Hoàng Thành đã có thể tránh khỏi việc bị Man Hoang chiến tộc hủy diệt. Ngày 26 tháng 9, Xích Thiên Hoàng Triều bộc phát công phòng chiến. Nhưng sau khi nhìn thấy hai vị thánh hoàng Chu Thiên là Tần Thế Võ cùng Loan Đình trấn thủ ở bên trong, bọn hắn cũng không có quá nhiều kiên trì, tại cùng ngày đã rút lui khỏi thần triều. Vẻn vẹn sau một ngày, Xích Thiên Thần Tôn mang theo tất cả cường giả của Xích Thiên Hoàng Thành, Quang Mang Hoàng Thành, Chu Thiên Hoàng Thành, xuất hiện ở tế trận không gian tại thiên cực giới. Sau khi từ nơi đó hiểu rõ tình hình chiến đấu tại Thiên Trụ Sơn, do giáp trùng hư không của thiên cực giới làm bạn, lao tới trung vực. Trước đó, ngày 23 tháng 9, hai vị thánh hoàng của Đại Quang Mang Thần Điện là Bùi Tu Nghiệp và Âu Dương Mục Thiên đã trở về thần điện, sau đó thần điện phong bế toàn diện, nhưng không có tuyên bố cặn kẽ tình huống của Quang Mang Thần Tôn với bên ngoài. Loại tình huống này để cho các phương âm thầm lo lắng, nếu như Đại Quang Mang Thần Tôn còn sống, bọn hắn khẳng định sẽ trắng trợn tuyên dương, nếu đã phong bế toàn diện, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Ngày cuối cùng của tháng 9, Kiếm Hùng Hoàng Triều, Băng Lam Hợp Chủng Quốc sau khi thực sự không biết lựa chọn làm gì, bọn họ đã lần lượt liên hệ Tôn Chủ Thiên Lân Thánh Địa cùng đại diễn Thánh Địa trong Thánh Địa các vực địa, hy vọng có thể thông qua Tôn Chủ Thánh Địa, tuyên cáo bọn hắn giữ vững thái độ trung lập. Như thế này thì cũng không cần làm ra lựa chọn, lại có thể để tránh bị Khương Phàm hoặc là Hoàng Đạo mà thanh toán. Bởi vì bây giờ Thánh Địa đã hoàn toàn không phải là Thánh Địa đã từng như trước, mà là khống chế 9 đại khu an toàn, được hàng trăm hàng tỷ dân chúng ủng hộ. Tương lai sẽ còn có càng nhiều dân chúng tràn vào, cho nên bất hoàng đạo nào cũng không dám tùy tiện mạo phạm nơi đó, nếu không thì chính là không lưu con đường sống cho chúng sinh Thương Huyền, rất dễ dàng kích thích kêu ca. Thiên Lân Thánh Địa cùng đại diễn Thánh Địa sau đó lại liên hệ Tổ Sơn, tân trấn thủ Tổ Sơn, Lý Quân Giao đáp lại, xin mời Kiếm Hùng Hoàng Triều cùng Băng Lam Hợp Chủng Quốc sai khiến người cố định tiến đến Thánh Địa Tổ Sơn tiếp nhận giáo dục, chủ nghĩa nhân ái, sau khi khảo sát qua,
Thánh địa Tổ Sơn đã công khai tỏ thái độ, bọn hắn là nước trung lập của Thương Huyền. Cái gọi là giáo dục chủ nghĩa nhân ái, nhìn thì hợp tình hợp lý, nhưng Lý Quân giao cho ra danh sách định người, lại bao gồm Hoàng Thất, Vương Phủ Hầu Phủ cùng toàn bộ quan trọng người của các tông môn quan trọng tại Kiếm Hùng Hoàng Triều, có thể nói là ngoại trừ lưu lại chủ sự, thì lão nhân quan trọng phía trên cùng truyền nhân quan trọng phía dưới, đều không ngoại lệ phải tiến về Thánh Sơn Tổ Địa. Danh sách của Băng Lam Hợp Chủng Quốc là bao gồm tất cả người quan trọng trong vương quốc, chỉ lưu lại mấy chủ sự. Đây không thể nghi ngờ là tất cả cao tầng cùng đời mới của hai hoàng triều, đều ép buộc thành con tin. Hai phe hoàng tộc mặc dù phẫn uất, nhưng cũng biết cách làm việc của Lý Quân Giao. Mà so với bị hủy diệt, cung cấp con tin tương đối là còn có thể tiếp nhận, cũng thật sự là không có cách nào khác. Ngày 10 tháng 10, Băng Lam Hợp Chủng Quốc dẫn đầu đáp lại, tiếp nhận điều kiện của Tổ Sơn, tổng cộng 577 người quan trọng, tập thể chạy tới Tổ Sơn Thánh Địa. Vào ngày 13, Kiếm Hùng Hoàng Triều công khai tuyên bố giữ vững trung lập tuyệt đối, không còn trực tiếp tham dự Thương Huyền, sau đó chọn phái đi 463 người quan trọng, lao tới Tổ Sơn Thánh Địa. Sau khi con tin của hai đại hoàng tộc toàn bộ đều đã đến Thánh Địa Tổ Sơn, bắt đầu tiếp nhận giáo dục nhân ái, sau đó Lý Quân Giao đã tuyên bố hai đại hoàng tộc là khu an toàn, mới, Hoàng Triều tiếp nhận mở ra nơi chạy nạn trong lãnh địa của riêng mình cho dân chúng. Đến tận đây, cách cục Thương Huyền mới có hình thức ban đầu đơn giản. Đại Quang Mang Thần Điện, Chu Thiên Thần Điện, Xích Thiên Thần Triều, tiếp tục chiếm lấy mấy chục vạn dặm trung vực, trừ Quang Mang Thần Tôn không biết sống chết ra, bọn hắn đều rút toàn bộ thực lực tầng cao nhất cùng tài nguyên chân tàng tại Thiên Khải về, thực lực đạt tới trình độ chưa từng có. Sinh Mệnh Thần Điện liên hợp ba bên hoàng tộc, lấy tư thái phong bế giữ vững trung lập, đồng thời tiếp nhận người tị nạn các phương đến tìm nơi nương tựa. Thánh địa Tổ Sơn được thế chân vạc của tam đại hoàng tộc là Kiếm Hùng Hoàng Triều, Băng Lam Hợp Chủng Quốc, Đại Hạ Hoàng Triều duy trì, cũng bằng vào 11 khu bình phục, thu hoạch được hơn 7 tỷ dân chúng ủng hộ. Theo Kiếm Hùng Hoàng Triều cùng Băng Lam Hợp Chủng Quốc đã thiết lập và mở ra hai khu an toàn, số lượng này sẽ còn tiếp tục tăng vọt. Cửu Lê Thần Cung cô độc trấn thủ Tây Bộ, Thiên Cực Giới ẩn nấp trong hư không, Man Hoang chiến tộc tiếp tục phong bế địa vực Đông Bắc, Phù Tăng Thần Cung sau khi giải trừ hiểm nghi, liên hợp hai đại hoàng tộc Thiên Quang và Thanh Bình, trấn thủ Đông Bộ. Còn có chính là thế lực nguy hiểm nhất đang ẩn nấp ở hư không, Xí Thiên Giới. Xí Thiên Giới. Sau khi bọn người Khương Phàm kết thúc thời gian túc trực bên Linh Cữu thì cũng đã yên lặng điều trị ở trong thế giới ngũ hành, chờ đợi bọn người Đông Hoàng Càn đưa tin tức về. Thần thụ thế giới tiếp tục chỉ đạo Dạ An Nhiên, kích phát nàng trưởng thành, cũng đang chữa trị cho Xí Thiên Giới. Thế giới của nó mặc dù truyền thừa đã lâu, nhưng sau các loại tiêu vong sẽ từ từ khô héo, cho nên nó phóng thích khí tức hỗn độn, tẩm bổ ngũ hành thụ bên trong Xí Thiên Giới, dùng năng lượng ngũ hành của mình tận hết khả năng đưa đến tới đó. Chờ đến khi Xí Thiên Giới khôi phục nguyên khí, cũng mở rộng quy mô, nó còn muốn chuyển rời thượng cổ thần đình mà nó đã bảo vệ hơn 200.000 năm đến bên trong Xí Thiên Giới. Trong thời gian này, Đông Hoàng Yến, Lan Độ và những người tiến vào thượng cổ thần đình đã cùng gặp mặt di tộc tổ địa. Cho đến lúc này, đám yêu thú của thần đình mới biết được, thứ một mực tại bảo vệ bọn chúng không phải cái gọi là bình chướng không gian, mà là một gốc thần thụ thế giới. Nam tử lần trước xông vào nơi này, cướp đi chú tước yêu hồn hoa, bây giờ đã là cảnh giới thánh hoàng, còn muốn tiếp quản thượng cổ thần đình. Chờ sau khi thượng cổ thần đình bắt đầu tiếp nhận hiện thực này, Khương Phàm đã liên thủ Cửu Thiên Thần Giáo quét ngang Thánh Sơn Thánh Hồ, chỉnh đốn yêu tộc nơi này. Cuối cùng chiêu mộ Kim Sí Đại Bằng, Cự Phong Long, Bát Tí Ác Phiên, Kỳ Lân Thú, Đại Xích Hỏa Nha cùng số lượng lớn các loại yêu tộc. Kim Sí Đại Bằng, thuộc về bằng điểu mạnh nhất bên trong dòng dõi thiên bằng, cũng là bằng điểu dễ dàng thức tỉnh huyết mạch thiên bằng nhất. Cự Phong Long, Địa Long tộc là vương giả tuyệt đối, táo bạo dễ giận, thiên tính thì hiếu chiến, từng tại thời kỳ đỉnh phong mưu toan khiêu chiến Cự Long. Bát Thí Ác Phiên là ác thú thượng cổ của Chu Yếm di tộc, không chỉ có thực lực vô cùng lớn, mà còn người mang pháp tướng thiên địa. Kỳ Lân Thú, không phải Kỳ Lân chân chính, lại có được huyết mạch Kỳ Lân. Kỳ Lân Thú bên trong thượng cổ thần đình tổng cộng có 3 loại Kỳ Lân di tộc là Lôi Kỳ Lân, Thủy Kỳ Lân, Thổ Kỳ Lân. Hoàng Kim Nghĩ là con kiến toàn thân kim hoàng to mập, cũng là chiến kiến ký sinh đặc biệt, nó có thể gặm ăn các loại kim loại, dựng dục ra tinh kim cứng cỏi cực độ trong cơ thể, nếu như có thể ký kết khế ước cùng võ giả có được kim thuộc tính,
còn có thể hấp thu khí tức kim loại của nó, thai nghén tinh kim. Đại xích hỏa nha, huyết mạch kim ô, quần cư, số lượng hỏa nha tại thượng cổ thần đình đạt tới 30.000 con. Hai con siêu cấp cự thú, thái thản cự mãng. Một con sinh hoạt tại Thánh Sơn, một con sinh hoạt tại Thánh Hồ. Thủy tổ ngư, một trong những huyết mạch hải dương sinh ra từ thời kỳ ban sơ, đều nổi danh như Huyền Vũ và Côn Bằng. Trong số lượng hải dương khổng lồ ở bên ngoài, trải rộng thập tam hải, mà nơi này cũng một mực tồn tại. Còn có Giao Long, Huyền Quy. Khổng tước ngũ sắc thì đưa về khổng tước yêu tộc. Kỳ thật bên trong thượng cổ thần đình có rất nhiều giống loài yêu thú, Khương Phàm chỉ sàng chọn một vài loài tương đối đặc thù trong này. Cảnh giới của bọn nó không cao lắm, phổ biến tại niết bàn cảnh bát trọng thiên đến cửu trọng thiên, mạnh nhất là cảnh giới bán thánh, vậy mà lại không có một vị thánh linh. Chuyện này chủ yếu là bởi vì thượng cổ thần đình tài nguyên cùng năng lượng đã bị thần thụ thế giới kềm chế, phòng ngừa yêu thú nơi này trở nên quá cường hãn. Tính cách yêu thú phổ biến táo bạo, quá mạnh dễ dàng xảy ra chuyện, mà thần thụ thế giới lại ưa thích an tính. Nhưng bây giờ bọn chúng đã quy thuận Khương Phàm cần cân nhắc đưa bọn nó đi đến xí thiên giới đang chữa trị, tiến hành điều dưỡng tỉ mỉ, kích phát huyết mạch thuần chính, tổ kiến chiến đội yêu thú. Điều thật sự để Khương Phàm vui mừng là, hắn đã tìm được Tô Thiên Tịch. Từ trên bối phận để tính, hắn là thân nhị bá của Thiên Hậu. Tô Thiên Tịch không nghĩ tới, tiểu gia hỏa đã từng giày vò qua hắn, vậy mà bây giờ đã là thánh hoàng cao ngạo, Tô gia bọn hắn lại còn ra đời một hài tử cấp Thiên Hậu. Sau khi Khương Phàm giải thích qua tình huống bên ngoài với Tô Thiên Tịch, sau đó trang bị cho hắn tài nguyên phong phú, an bài người của thần giáo mang ra thượng cổ thần đình, đến đại diễn thánh địa. Vị đã từng là thiên kiêu của đại diễn này, bị nhốt vĩnh hằng Thánh Sơn đã gần đến 140 năm, mặc dù cảnh còn người mất, thế giới kịch biến, nhưng khi còn trẻ hắn lại còn có thể trở về thánh địa, còn có thể đường đường chính chính sống thêm một trận, cũng coi như là đáng giá. Tin tưởng Tô Thiên Sóc khẳng định sẽ rất kích động, tất cả mọi người của đại diễn thánh địa sẽ rất kích động. Khương Phàm còn tự mình dò xét sơn cốc đã từng kết xuất thánh nhân quả kia, nhưng trong địa tầng chỉ là tìm tới mấy khối toái cốt, sớm đã không còn tia sáng, rất khó xác định thân phận cùng cảnh giới đã từng của nó. Nhưng theo bát cấm thánh thiên quyết dần dần dương uy, Khương Phàm càng ngày càng tin tưởng, đây không chỉ là thánh nhân quả, càng giống như là một vị cổ thần nào đó còn sót lại truyền thừa. Ngày 20 tháng 10, rốt cuộc Đông Hoàng Càn cũng đã trở lại thượng cổ thần đình, còn mang về một người. Là Chu Bất Dĩ. Hắn còn sống. Mặc dù hắn thân ở chiến trường Thánh Vương, nhưng lại may mắn không có bị Quang Minh Thần Kiếm tác động đến. Cho dù ở thời khắc bộc phát hủy diệt kia, hắn cũng không có lựa chọn trở về xí thiên giới, mà là muốn làm một chuyện, bắt người. Hắn đón lấy trận bạo tạc kia, phiêu lưu đến thâm không mênh mông. Sau đó bằng vào năng lượng hắc ám nhanh chóng khôi phục, còn siêu tập một bộ phận thần huyết thần cốt, truy bắt hai nhân vật quan trọng. Tốt! An Minh Hề và Bạch Tai đều kích động ôm chầm lấy Chu Bất Dĩ, bọn hắn thật sự cho rằng vị lão ca này đã hy sinh, không nghĩ tới hắn lại còn sống, còn yên lặng làm chuyện lớn, không hổ là đội trưởng huyết sát của bọn hắn. Làm tốt lắm! Kiều Vô Hối không che giấu được lời tán thưởng, không hổ là huyết sát đầu tiên được hắn bồi dưỡng. Phải biết tại thời khắc kịch biến này, có thể nhìn được xúc động, không có trốn về xí thiên giới, mà là dung nhập hắc ám nghênh đón không gian bạo động, là cần dũng khí cực lớn. Dù sao ngươi cũng không biết mình có thể sống sót thật hay không. Cho dù sống sót cũng không biết thứ nghênh đón mình sẽ lại là cái gì. Vất vả rồi. Thiên hậu tự mình ngỏ ý cảm ơn. Nguyên nhân sự kiện lần này gây ra bao nhiêu chuyện có liên quan cùng với nàng, là nàng giận đụng Thiên Trụ Sơn. Kiềm chế Chí Tôn Hoàng Đạo, bức bọn hắn đến đường cùng, cũng là nàng đoán sai quyết tâm phản kích của Chí Tôn Hoàng Đạo, không ngờ rằng bọn hắn lại có thể không tiếc cái giá mà làm một loại giao dịch cực đoan nào đó cùng đế tộc. Đối với những người chiến tử kia, nàng có trách nhiệm. Cho nên nàng cấp thiết muốn biết, rốt cuộc Hoàng Đạo đã làm loại giao dịch nào cùng đế tộc, có thể làm cho bọn hắn quyết tâm như vậy, nhấc lên nguy hiểm như vậy. Mặc dù Đông Hoàng Càn khống chế vị Thánh Hoàng Chu Nguyên Bá kia, nhưng muốn từ trong miệng vị thánh hoàng kia lấy ra được tin tức là gần như không thể. Nếu như dính đến giao dịch cơ mật tuyệt đối, hắn cận kề cái chết sẽ không mở miệng. Khương Phàm cùng Thiên Hậu còn đang đau đầu, đến cuối cùng là phải dùng phương pháp gì, mới có thể lừa gạt ra đôi câu vài lời từ trong miệng Chu Nguyên Bá. Chu Bất Dĩ tới quá là đúng thời điểm,
Đây là tinh thần thánh vương của Thái Cổ Thần Miếu, Diệp Vô Ưu. Đây là nhị trưởng lão của Quang Mang Thần Điện, Âu Dương Vân Quyệt. Được Chu Bất Dĩ ra hiệu, Đông Hoàng Càn đều ném ba tên tù binh ra ngoài. Chỉ là bộ dáng nhầy nhụa máu me nhìn quá thê thảm. Nếu như không phải có Chu Bất Dĩ giới thiệu, bọn họ cũng không biết cái mấy đống thịt nhão này là cái gì. Chu Bất Dĩ nói, lúc ấy ta bị thương rất nặng, chỉ có thể thừa dịp bọn hắn còn hôn mê dày vò mấy lần, miễn cưỡng để lại hơi thở. Rất tốt, rất tốt. Tâm tình mọi người trở nên kích động, đều là hai nhân vật quan trọng, khẳng định biết bí mật hạch tâm. Mà khẳng định là dễ thu dọn hơn so với nhân vật cấp lão tổ tông như Chu Nguyên Bá kia. Khương Phàm hỏi, Như Yên, rót khí tức sinh mệnh vào cho bọn hắn, khống chế tốt mánh khóe, không nên quá nhiều, có thể tỉnh lại là được, nhưng phải bảo đảm vị nhị trưởng lão này tỉnh trước. Bạch Tai, khống chế tinh thần thánh vương lại, nếu như sớm thức tỉnh, kịp thời ngăn lại. Đông Hoàng Như Yên cảm thấy kỳ quái, nói, ngươi muốn làm thế nào, nếu như dính đến bí mật cực đoan, chỉ sợ bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng nhả ra. Ngươi cứ việc làm, còn lại giao cho ta. Sau khi Bạch Tai khống chế xương cốt tinh thần thánh vương lại, Đông Hoàng Như Yên đã bắt đầu phóng thích nhánh cây xanh nhạt, đâm vào trong cơ thể của bọn hắn, rót vào khí tức sinh mệnh, nhưng chủ yếu là chiếu cố nhị trưởng lão. Khương Phàm lại phân phó. Trong tay ai có tinh thạch ký ức, một nửa hầu hạ Âu Dương Vân Quyệt, một nửa chuẩn bị cho Diệp Vô Ưu. Đám người không rõ Khương Phàm đang có tính toán gì, nhưng vẫn lật tới lật lui chiếc nhẫn không gian của mình, kiếm ra rất nhiều tinh thạch ký ức. Đông Hoàng Càn bắt đầu giới thiệu tình huống ở bên ngoài. Xích Thiên Thần Tôn trở về, không chỉ có mình hắn, mà còn có Xích Thiên tại Thiên Khải trong Hoàng Thành tất cả cường giả. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn hẳn là nơi đó tài nguyên cũng rút về tới. Trừ Xích Thiên Thần Triều ra, thì các chấn thủ Hoàng Thành tại Thiên Khải của Quang Mang Thần Điện, Chu Thiên Thần Điện cũng đều trở về. Đám người nhíu mày lại, toàn bộ trở về. Triệt để từ bỏ Thiên Khải. Bọn hắn lại có thể có được như vậy quyết tâm, dù sao đó cũng là cơ nghiệp tổ tông, tầm quan trọng đều tương xứng như tổ địa. Mặc dù tình huống bây giờ đặc thù, nhưng hoàn toàn từ bỏ vẫn rất không thể tưởng tượng nổi. Trừ phi, đế tộc nơi đó đã giao dịch để chống đỡ. Nhưng bọn hắn càng hiếu kỳ hơn, rốt cuộc là giao dịch dạng gì, lại có thể bảo đảm đế tộc một mực án binh bất động. Dù sao đế tộc vẫn luôn đang thèm nhỏ dãi địa khu trung bộ tại chiến trường Thiên Khải. Không chỉ là tham luyến giá trị nơi đó, càng là coi trọng ý nghĩa nơi đó. Nhất là tại thời kỳ đặc thù Chí Tôn Hoàng Đạo bức thiết muốn tập trung tinh lực xử lý sự vụ Thương Huyền, đế tộc lại đang nắm giữ lấy quyền chủ động tuyệt đối. Nếu như không mở miệng nuốt vào, chính là cái giá cực đoan mà Chí Tôn Hoàng Đạo đã bỏ ra. Đối với Xí Thiên Giới mà nói, Xích Thiên Thần Tôn rút toàn bộ trở về, không thể nghi ngờ là một tin tức hỏng bét. Bọn hắn đang lập mưu báo thù. Bây giờ Xích Thiên Thần Tôn lại mang người, lực cùng tài nguyên trở về, phòng ngự của Chí Tôn Hoàng Đạo chắc chắn sẽ đạt tới cực cao vấn đề. Dù sao Đại Quang Mang Thần Điện, Chu Thiên Thần Điện, Xích Thiên Thần Triều đều là siêu cấp thần tộc truyền thừa 2-3 vạn năm, thần linh bồi dưỡng được từ xưa đến nay đều tại 5 vị trở lên. Những thần tôn kia sau khi chết lưu lại thần nguyên, thần cốt các loại, một bộ phận chấn thủ tổ địa, một bộ phận chấn thủ thiên khải, bây giờ toàn bộ đều được tập trung đến tổ địa. Trình độ phòng ngự đều có thể nghĩ. Nhất là Xích Thiên Thần Triều, lấy uy lực của Xích Thiên Thần Tôn, phối hợp với Hỏa Nguyên, Cửu Thiên Huyền Hỏa Vạn Cổ, cơ hồ có thể bộc phát ra uy lực bán đế. Bọn người Thiên Hậu nhìn về phía Tinh Thần Thánh Vương cùng Quang Mang Nhị Trưởng Lão đang hôn mê, chờ một lúc nữa phải móc ra bí mật giao dịch từ miệng bọn hắn ra. Sau đó Đông Hoàng Càn lại nói tin tức tốt từ chỗ Thánh Chủ. Thánh Chủ chính là Thánh Chủ, thủ đoạn cao minh, còn có thể khiến cho hai đại hoàng tộc đầu nhập vào. Bọn người Lâm Nam thật tâm chịu phục, thực sẽ lợi dụng cơ hội, cũng dám ra điều kiện. Đông Hoàng Càn nói, nàng nắm bắt thời cơ rất tốt, Kiếm Hùng Hoàng Triều cô độc treo ở Bắc Bộ, Băng Lam Hợp Chủng Quốc độc thủ tại Tây Bắc, đều không chỗ nương tựa, bọn họ luôn luôn lo lắng sẽ bị trả thù. Huống chi bọn hắn đều bị thương nặng tại trận bạo tạc trong thâm không, số lượng lớn vương hầu, giáo chủ, tông chủ chết thảm. Thế cục nội bộ dung chuyển bất an. Bây giờ, cho dù là bất kỳ bên nào giáng lâm đến trước mặt bọn hắn cũng đều không hề có lực hoàn thủ. Cho dù bây giờ là ai đến trước mặt bọn hắn lại cho bọn hắn một cơ hội lựa chọn, bọn hắn đều rất khó quyết định,
dù sao cũng đều là hoàng tộc hoàng triều, cương vực bao la, tông môn thế lực rắc rối phức tạp, trừ phi cao tầng không quan tâm từ bỏ toàn bộ cương vực hoàng triều, tiến vào xí thiên giới, hoặc là tổ địa của chí tôn hoàng đạo, nếu không làm bất kỳ quyết định gì, đều sẽ bị hạn chế. Lựa chọn duy nhất chính là trung lập, muốn trung lập, còn muốn được hoàng tộc hoàng đạo kiêng kỵ cùng tán thành, chỉ có thể đầu nhập vào Tổ Sơn. Bây giờ Tổ Sơn chính là biểu tượng dân ý, mà theo Lý Quân giao tiến Thánh Vương, chín đại khu an toàn đã thuận lợi thành hình, tính nguy hiểm của Thương Sinh Cung cơ hồ sẽ là tăng vọt. Hai đại hoàng tộc lại đầu nhập vào nơi đó, càng có thể tăng cường lực uy tín của Tổ Sơn, tất cả cao tầng của bọn hắn tới đó, lại có thể bảo chứng mình tuyệt đối an toàn, còn có thể phối hợp Thương Sinh Cung, kích phát uy lực của Thương Sinh Cung, cách mấy chục vạn dặm sơn hà bảo vệ gia viên nhà mình. Đông Hoàng Toại nói, điểm quan trọng nhất, bọn hắn vẫn thật sự e ngại xí thiên giới chúng ta. Dù sao xí thiên giới cũng đã vượt qua vũ trụ, lúc nào cũng có thể giáng lâm trả thù, giáng lâm sẽ là đồ sát, mà quan hệ giữa các ngươi và Tổ Sơn mọi người đều biết, cho nên thông qua Tổ Sơn công bố trung lập, chí ít bọn hắn cũng không cần lo lắng xí thiên giới. Chí Tôn Hoàng Đạo khẳng định không nguyện ý nhìn thấy Tổ Sơn phát triển an toàn, nhưng ở loại thời kỳ đặc thù này, bọn hắn thực sự không dám trừng trị Tổ Sơn. Bọn người Chu Thanh Thọ thì sao, có tin tức không? Khương Phàm vẫn rất lo lắng cho bọn người Thanh Thọ. Rất xin lỗi, thật sự không có tra được. Lúc ấy Chu Thanh Thọ bị Cửu Lê Ma tộc khống chế, sống chết không rõ, Lan Nặc và Vạn Linh Huyết Thụ là bị Thiên Cực Giới giam cầm, Ngưu Thiên Khải rơi xuống trong tay Quang Mang Thần Điện, Bách Lý Mạc Yêu thì bị Trấn Nam Yêu Quốc bắt được. Bây giờ Cửu Lê Ma tộc đã giới nghiêm toàn diện, Thiên Cực Giới lại ẩn nấp trong hư không. Trấn Nam Yêu Quốc thì di chuyển toàn bộ đến bên trong Thiên Cực Giới. Đánh Cửu Lê Ma tộc trước. Tiêu Phượng Ngô hung tợn nói. Tình huống bây giờ của chúng ta ai cũng không đánh được. Đông Hoàng Càn lắc đầu nói. Mặc dù lời này ủ rũ, nhưng lại là lời nói thật. Chí Tôn Hoàng Đạo bất lực, Hoàng Đạo ngoại vực công không được. Đầu tiên bọn hắn nơi này, Ngũ Thái Bình chiến tử, Địa Ma Thụ ngủ say chiều sâu, Khương Quỳ trọng thương khó lành. Thánh Hoàng chỉ còn Khương Phàm cùng hai vị Thánh Hoàng không gian, mà cảnh giới Thánh Vương cũng đều thương thế quá nặng, cơ hồ đã bị phế một nửa. Bây giờ bọn hắn cần chỉnh đốn điều dưỡng, mau chóng khôi phục nguyên khí gấp. Thứ hai chính là thực lực của tất cả Hoàng Đạo còn rất mạnh. Cửu Lê Ma tộc triển lộ thực lực trong trận chiến này không thể nghi ngờ, bọn chúng không chỉ có thực lực cường hãn, còn nắm trong tay số lượng lớn ma đồ, mặc dù bạo tạc trong thâm không đã chết một bộ phận. Nhưng trong này có vũ khí bí mật của Hắc Ma đế tộc, có thể uy hiếp được Liệp Thần Thương của Khương Phàm. Thiên Cực Giới đã ẩn nấp vào hư không, muốn đuổi theo là cực khó. Phù Tang Thần Cung chính là thời kỳ toàn thịnh, cây Phù Tang Thần Thụ kia càng không phải là người lương thiện, nếu thật đến thời khắc sinh tử tồn vong, bọn chúng có thể liên hợp bộc phát thần uy, mặt trời thiên hỏa vô tận bao phủ khắp đất trời, thiêu tẫn hư không, trừ Khương Phàm ra, thật sự không có mấy ai có thể chống cự. Khương Phàm nói, trước tiên phải hiểu giao dịch của Chí Tôn Hoàng Đạo cùng đế tộc, xem tình huống lại thương lượng sách lược. Không cần lo lắng, bọn hắn là sẽ không dễ dàng giết chết tù binh, bởi vì từ sau Thiên Trụ Sơn, bọn hắn đã bắt đầu e ngại chúng ta. Tù binh là tấm bùa bảo mệnh trong tay bọn họ. Trải qua trọn vẹn 3 giờ tẩm bổ, nhị trưởng lão Quang Mang Thần Điện, Âu Dương Vân Quyệt ung dung thức tỉnh. Ký ức sau cùng trước khi hắn hôn mê là bị sóng chiều không gian như biển động bao phủ, cho nên ý thức vừa mới khôi phục thì đã kinh hồn thét lên. Nhưng từng bóng người lần lượt đập vào mi mắt, từng mắt lạnh lùng, ý thức hắn trong nháy mắt đã từ thâm không kéo đến hiện thực. Khương Phàm, Đông Hoàng Toại, Âu Dương Vân Quyệt vẫn ngắm nhìn xung quanh, nhìn từng gương mặt lạ lẫm lại quen thuộc, mà tất cả đều mang theo sát ý, khiến tim hắn lập tức chìm đến đáy cốc. Ta bị bắt. Đáng chết, ta đường đường là nhị trưởng lão Quang Mang Thần Điện lại bị bắt sống. Thảm rồi. Rơi xuống trong tay đám người Khương Phàm, chỉ sợ sống không bằng chết. Tỉnh, ngươi ngủ thật lâu nhỉ. Đông Hoàng Càn thâm trầm cười lạnh, một bàn tay đưa lên, xuất hiện một cái lỗ đen không gian, theo hắc ám dần dần tản ra, bên trong xuất hiện một cái đầu như ẩn như hiện. Rõ ràng là đầu của Chu Nguyên Bá. Chu Nguyên Bá, các ngươi. Âu Dương Vân Quyệt khó có thể tin được mà trừng to mắt. Ngươi đã ngủ 3 tháng, bên ngoài xảy ra không ít chuyện. Muốn nghe không? Đông Hoàng Càn khống chế cái đầu, nhếch miệng lên một đường cong tàn nhẫn.
Xích Thiên Thần Tôn trở về rồi. Âu Dương Vân Quyệt giãy giụa muốn đứng lên, nhưng cơ thể rách dưới quá mệt mỏi, ngay cả cảnh tượng trước mắt đều bỗng nhiên mơ hồ, lại bỗng nhiên rõ ràng. Đông Hoàng Càn chuyển tay phong cấm lỗ đen. Ngươi muốn hỏi cái gì, trước tiên cần phải trả lời chúng ta mấy cái vấn đề. Ngươi trả lời tốt, chúng ta lại trả lời ngươi. Âu Dương Vân Quyệt mệt mỏi ngồi dưới đất, cảnh giác nói. Các ngươi muốn biết cái gì? Đông Hoàng Càn hỏi. Cặn kẽ nội dung giao dịch giữa các ngươi cùng đế tộc. Âu Dương Vân Quyệt giật giật khóe miệng, cười lạnh nói. Các ngươi ngay cả Chu Nguyên Bá đều giết, chẳng lẽ còn không biết nội dung giao dịch? Cũng bởi vì hắn không nói, cho nên chỉ còn lại cái đầu. Có rất nhiều người mạnh miệng, đều đã chết. Có một ít người, nói đôi câu vài lời, nhưng không hiểu rõ càng nhiều nội dung. Bây giờ chỉ còn lại hai người các ngươi, chúng ta lần lượt thẩm vấn, xem ai có thể hoàn chỉnh nói ra hết nội dung. Ngươi giết ta đi. Âu Dương Vân Quyệt trực tiếp nhắm nghiền hai mắt, hắn tuyệt đối không thể nào tiết lộ bí mật giao dịch, đó là dính đến tôn nghiêm thương huyền, dính đến ranh giới cuối cùng của chí tôn hoàng đạo. Nếu như hắn mở miệng ở chỗ này, chẳng khác nào bán rẻ quang mang thần điện, bán rẻ tất cả chí tôn hoàng đạo thương huyền. Vẫn rất có khí phách. Đừng nói nhảm, giết ta đi. Ngươi thật có cốt khí, tự bạo đi. Khương Qua ở bên cạnh hừ lạnh. Ta tự bạo, hai tên không võ thánh hoàng đè lấy, ta tự bạo có ý nghĩa. Ngươi tên là Âu Dương Vân Quyệt. Khương Phàm mở miệng. Đúng vậy, nhị trưởng lão đại quang mang thần điện. Âu Dương Vân Quyệt cố nén đau đớn suy yếu, ưỡn ngực lên nói. Ta thưởng thức nhất là người có cốt khí, cũng đúng lúc cần phải có người chuyển lời đến quang mang thần điện. Chỉ cần ngươi làm cho ta một chuyện, ta thả ngươi rời khỏi. Chuyện gì? Âu Dương Vân Quyệt hồ nghi nhìn Khương Phàm, âm thầm cảnh giác. Gia hỏa nguy hiểm nhất này, có thể có lòng tốt như vậy. Thống kê ra cho ta tình huống cặn kẽ của tất cả niết bàn cảnh cửu trọng thiên trở lên của quang mang thần điện, bao gồm cả vũ khí, tính cách, am hiểu. Nhất là Thánh Vương cùng Thánh Hoàng. Lời Khương Phàm nói khiến người khác đều không hiểu thấu, đây là muốn làm gì. Âu Dương Vân Quyệt chau mày, cũng kỳ quái. Chỉ cái này. Ngươi chỉ cần viết xong, ta để cho ngươi đi. Chính miệng ta cam đoan với ngươi, ngươi viết càng kỹ càng, thời điểm ngươi ra đi càng hoàn chỉnh. Âu Dương Vân Quyệt càng nhăn chặt lông mày, chuyện này thoạt nhìn như là đang tiết lộ nhược điểm của tất cả mọi người, nhưng... hắn hoàn toàn có thể thêu dệt vô cớ, hoặc là tránh nặng tìm nhẹ. Khương Phàm chỉ có chút thủ đoạn ấy. Hay là có cái gì mục đích khác? Khương Phàm lại nói. Sau khi ngươi viết xong, hôm nay ta đưa ngươi đi. Quan trọng là, ngươi phải mang theo mấy câu cho ta. Âu Dương Vân Quyệt tự định giá một lát. Ta viết. Khương Phàm đưa tay ra hiệu. Mời, đến nơi đây, Khương Bân, hầu hạ cho hắn một tấm da thú, để hắn dùng máu tươi viết. Khương Bân lấy ra một tấm da thú, sau khi rửa xong thì ném tới trên hòn đá bên cạnh. Viết. Âu Dương Vân Quyệt suy yếu lảo đảo đi đến bên cạnh hòn đá, sau khi ngồi liệt xuống, hắn liền thấm máu tươi trên người, bắt đầu từ từ viết. Vừa mới bắt đầu thì luôn có chút cảnh giác, cứ viết lại viết, trong đầu cũng chỉ còn lại là làm sao biên càng hợp lý, làm sao lửa càng chân thực. Khương Phàm ra hiệu người đi tới bên cạnh nhìn kỹ, lại ra hiệu Đông Hoàng Như Yên kích thích tên còn lại nhanh thức tỉnh. Không lâu sau đó, khi Âu Dương Vân Quyệt nằm nhoài trên hòn đá viết, tinh thần thánh vương của Thái Cổ Thần Miếu, Diệp Vô Ưu đã tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên đập vào mi mắt là đám người tụ tập ở nơi xa. Diệp Vô Ưu đau đớn than nhẹ vài tiếng, đang muốn giằng co, lại đột nhiên bừng tỉnh. Những người kia, đây là như thế nào? Người của Cửu Thiên Thần Giáo. Người của Xí Thiên Giới. Còn có, đó là Âu Dương Vân Quyệt sao? Nhị trưởng lão của Đại Quang Mang Thần Điện. Đây là đang xảy ra chuyện gì? Hắn đang viết gì? Từ từ viết, viết càng kỹ càng càng tốt. Viết xong, chúng ta để cho ngươi đi. Nếu chính miệng ta bảo đảm, khẳng định sẽ thả ngươi đi. Lúc này bên tai hắn truyền đến thanh âm lạnh lùng. Diệp Vô Ưu có chút giật giật lỗ tai, nghiêng đầu liếc mắt nhìn qua, thình lình nhìn thấy Khương Phàm đang đứng ở bên cạnh hắn. Viết cái gì? Vậy mà lại có thể thả đi. Rơi xuống trong tay Khương Phàm, lại còn có thể thả đi. Chẳng lẽ, Diệp Vô Ưu đột nhiên nghĩ đến một khả năng, giao dịch với đế tộc. Nhìn dáng vẻ máu me nhầy nhụa kia của Âu Dương Vân Quyệt, khẳng định là đã nhận lấy tra tấn tàn nhẫn.
rất có thể là Âu Dương Vân Quyệt đã không chịu nổi, cuối cùng đành nói ra giao dịch với đế tộc. Nhưng, đó là mặt mũi Thương Huyền, Âu Dương Vân Quyệt là trưởng lão cao tầng của Chí Tôn Hoàng Đạo, vậy mà lại thỏa hiệp. Hắn hẳn là nên thà chết chứ không chịu khuất phục mới đúng, như thế này nếu trở lại Quang Mang Thần Điện, nơi đó có thể tha cho hắn sao? Đúng vào lúc này, Khương Phàm bỗng nhiên quay người, ánh mắt bén nhọn tiếp cận Diệp Vô Ưu. Ngươi đã tỉnh. Diệp Vô Ưu cuồng loạn trong lòng, vô ý thức muốn thoát khỏi, nhưng xương cốt toàn thân đột nhiên không bị khống chế răng rắc loạn động, thân thể hắn đang cuộn mình bỗng nhiên mở ra, liên lụy vết thương cả người bị xé rách, đau đến mức để hắn kêu lên đầy thảm thiết. Âu Dương Vân Quyệt vô ý thức nhìn về phía nơi này. Khương Phàm cao giọng thét lên ra lệnh. Mang Âu Dương Vân Quyệt đi, nhanh nhanh nhanh. Khương Bân một tay bóp lấy cổ Âu Dương Vân Quyệt, thuận tay cuốn lên quyển gia thú, phóng lên tận trời, chạy đến trong rừng rậm trước mặt. Giết hắn, hắn đã thấy cái không nên thấy. Rốt cuộc Đông Hoàng Càn cũng giống như đã hiểu chút cách làm của Khương Phàm, lập tức lộ ra thể hiện hung ác. Ta sẽ xử lý. Bạch Tai đang khống chế hài cốt Diệp Vô Ưu, một tiếng gầm nhẹ, cưỡng bức vỡ vụn toàn bộ hài cốt của hắn. A a a. Diệp Vô Ưu vội vàng không kịp chuẩn bị, đau đớn không cách nào nói rõ giống như bạo tạc tràn ngập toàn thân, ý thức vừa mới thức tỉnh cưỡng bức bất tỉnh đi. Trước khi hôn mê, hắn mơ hồ nghe được tiếng Khương Phàm la lên. Chậm đã, để lại cho hắn một cái mạng. Không lâu sau đó, Diệp Vô Ưu lại lần nữa tỉnh lại, nhưng toàn thân thì bị cắm đầy hài cốt, còn bị năng lượng không gian giam cầm. Khương Phàm, bọn người Đông Hoàng Càn toàn vây ở xung quanh, dùng ánh mắt lạnh lẽo theo dõi hắn. Âu Dương Vân Quyệt đều đã bàn giao, Chí Tôn Hoàng Đạo vì giết ta, thật sự là cái gì cũng đều làm được nhỉ. Ta thật không biết lúc ấy bọn hắn nghĩ như thế nào, vậy mà. Vậy mà. Khương Phàm cố ý toát ra thể hiện dữ tợn nổi giận, mặc dù không biết cụ thể đã ký giao dịch gì, nhưng khẳng định là đã để ba đại Chí Tôn Hoàng Đạo bỏ ra cái giá to lớn, cho nên vẻ mặt cùng ngữ khí như thế hẳn là sẽ không sai. Âu Dương Vân Quyệt không sợ Quang Mang Thần Tôn xé sống hắn. Diệp Vô Ưu đau đớn suy yếu, ý thức còn có chút hỗn loạn, nhưng nghe đến ngữ khí của Khương Phàm, liền biết trước đó mình đã đoán đúng, Âu Dương Vân Quyệt đã để lộ toàn bộ giao dịch của đế tộc cho Khương Phàm biết. Không chỉ có để lộ, còn xuống huyết thư. Vì mạng sống, mà hắn bán rẻ Quang Mang Thần Điện, bán rẻ Chí Tôn Hoàng Đạo, Quang Mang Thần Điện lại nuôi dưỡng một người nhu nhược vô năng như vậy. Chúng ta làm giao dịch. Khương Phàm vừa mới mở miệng, liền bị Diệp Vô Ưu mệt mỏi quát lạnh. Không làm. Khương Phàm tự mình nói ra. Ngươi cũng viết xuống kỹ càng giao dịch giữa Chí Tôn Hoàng Đạo cùng đế tộc. Ngươi chỉ cần viết nhiều hơn một đầu so với Âu Dương Vân Quyệt. Ta sẽ để cho ngươi đi. Ta nói đi, là ngươi còn sống mà đi, hoàn hảo không chút tổn hại mà đi, còn cam đoan sẽ không truy sát. Ngươi có ý gì? Không có ý gì, chỉ cần ngươi viết nhiều hơn một đầu so với Âu Dương Vân Quyệt, chỉ một đầu. Khương Phàm cẩn thận nhìn chằm chằm đôi mắt Diệp Vô Ưu, lưu ý đến sự thay đổi rất nhỏ trong ánh mắt của hắn. Không thể nào, ta tuyệt đối không tiết lộ cơ mật. Ha ha, ngươi anh hùng cái gì? Đây là giao dịch giữa Chí Tôn Hoàng Đạo cùng đế tộc, chính bọn hắn đều tiết lộ, Hoàng Đạo ngoại vực ngươi đây, chỉ là của chó săn đế tộc, còn giả thành ngạnh khí. Lan Quỷ thể hiện hung ác, đối với cái chết của Đông Hoàng Hoa Thanh hắn vẫn canh cánh trong lòng. Diệp Vô Ưu nhìn thấy Lan Quỷ càng tức giận, hung ác đáp lễ nói. Nếu như không phải là Cửu Thiên Thần Giáo các ngươi bí mật mưu đồ với Khương Phàm có thể sống đến bây giờ. Nếu như không phải các ngươi đến đỡ Khương Phàm còn có thể nhấc lên hỗn loạn lớn như vậy tại Thương Huyền. Cục diện Thương Huyền bây giờ hỗn loạn, Cửu Thiên Thần Giáo các ngươi mới là kẻ cầm đầu. Tương lai Thương Huyền gặp phải chuyện gì, cũng là toàn do Cửu Thiên Thần Giáo các ngươi mà lên. Thật sự đến ngày đế tộc tám phương liên hợp giết vào Thương Huyền, tàn sát dân chúng, Cửu Thiên Thần Giáo các ngươi. Khụ khụ. Diệp Vô Ưu kích động, liên lụy đến vết thương, ho kịch liệt. Đế tộc đánh vào Thương Huyền. Trong lòng Khương Phàm, Thiên Hậu, bọn người Đông Hoàng Càn chấn động mãnh liệt, nếu như không phải lòng dạ sâu, rất có thể đã liền bắt lấy Diệp Vô Ưu chất vấn. Đây chính là giao dịch giữa Chí Tôn Hoàng Đạo cùng đế tộc sao? Bọn hắn lại muốn thả đế tộc vào Thương Huyền. Điên rồi sao? Đông Hoàng Càn cố nén xúc động muốn thẩm vấn, trầm giọng nói. Thương Huyền có thể kiên trì dưới sự thèm thuồng của đế tộc tám phương cho đến bây giờ.
đều là các đời chí tôn hoàng đạo đang kiên trì, đang bỏ ra, bất cứ kẻ nào trong bát bộ hoàng đạo các ngươi cũng đều không có tư cách chỉ trích bất cứ một chí tôn hoàng đạo nào. Nhưng, loại cục diện này không thể nào vĩnh viễn duy trì, sớm muộn đế tộc cũng muốn xâm lấn Thương Huyền, nếu thật sự đến ngày ấy, Thương Huyền không hề có lực hoàn thủ. Cùng với việc yên lặng cầu nguyện, bị động chờ đợi, Thương Huyền chỉ có tự mình tạo nên đế tộc mới có thể chân chính duy trì chủ quyền, sống ra bộ dáng tổ địa thật sự. Trước đó Cửu Thiên Thần Giáo chúng ta hơn 3.000 năm đều đang làm chuyện chúng ta nên làm, đó chính là kiên quyết bảo vệ tôn nghiêm cùng địa vị Thương Huyền. Hơn 3.000 năm sau, ngày hôm nay, lựa chọn của chúng ta hẳn là gánh vác sứ mệnh, đó chính là tái tạo Thương Huyền, lại nắm giữ tân đế. Chúng ta, không hối với lòng, mà bát bộ hoàng đạo các ngươi, trước đó bị đế tộc ảnh hưởng, bây giờ thì bị điều khiển, các ngươi chính là chó săn. Ngươi hỏi chính ngươi một chút, nếu thật đến ngày đế tộc xâm lấn Thương Huyền, rốt cuộc là các ngươi bảo vệ Thương Huyền, nghênh chiến đế tộc, hay là bị đế tộc lợi dụng, đồ sát Thương Huyền? Ngươi còn có cái tư cách gì mà đứng ở chỗ này chỉ trích ta? Đông Hoàng Càn tiến đến trước mặt Diệp Vô Ưu, thể hiện hung ác. Diệp Vô Ưu suy yếu thở dốc, trợn mắt trừng trừng, nhưng bị Đông Hoàng Càn nhìn gần, hắn dần dần yếu đi khí thế, tránh khỏi ánh mắt. Khương Phàm tức thời nói. Ngươi một lần nữa viết một phần nội dung giao dịch, chỉ cần nhiều một đầu so với Âu Dương Vân Quyệt, ta cam đoan đưa ngươi rời khỏi, tuyệt đối không truy sát. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không viết, ta sẽ lấy tờ huyết thư Âu Dương Vân Quyệt viết kia, đưa đến trên đầu của ngươi. Ngươi vô sỉ. Diệp Vô Ưu tức giận, suýt chút nữa lần nữa đã phun máu. Cơ thể suy yếu rách dưới thật sự là chịu không được kích thích như thế này. Vô sỉ. Đối với cá nhân ta mà nói, ta đây vẫn luôn rất tôn trọng chí tôn hoàng đạo, nhưng đối với bát bộ hoàng đạo các ngươi, ta không có bất kỳ hảo cảm gì. Ta lặp lại lần nữa, ngươi có thể lựa chọn mình viết một phần, cam đoan nhiều một đầu so với Âu Dương Vân Quyệt, ta đưa ngươi còn sống rời khỏi, ngươi cũng có thể lựa chọn không viết, ta quất xương cốt ngươi, lột da ngươi, xem như chất dinh dưỡng bồi dưỡng thánh nhân mới, sau đó lấy phần huyết thư mà Âu Dương Vân Quyệt viết kia, ký lên tên Diệp Vô Ưu ngươi. Thông cáo thiên hạ. Ngươi, đừng giả bộ, viết, hay là không viết. Khương Phàm thể hiện hung ác uy hiếp. Đông Hoàng Toại cố ý cau mày nói. Ngươi để hắn viết nhiều đầu kia có ý nghĩa gì, dù sao so với những gì chúng ta đều biết không sai biệt lắm. Hắn là tinh thần thánh vương, nếu thật trả về, sau đó hẳn là một cái uy hiếp. Khương Phàm trả lời. Ta luôn cảm thấy chí tôn hoàng đạo không thể nào trực tiếp làm ra giao dịch như thế. Hẳn là có chút giao dịch bổ sung. Bất kể là hắn bổ sung giao dịch gì, chúng ta chỉ cần biết đại khái giao dịch là được rồi. Đúng đấy, giết hắn đi, đừng để lại hậu hoạn. Tinh thần linh văn và hư không linh văn đều cực kỳ đặc thù, thánh linh đều có thể ảnh hưởng đến chiến trường thánh vương, huống chi hắn còn là thánh vương, hiệu dụng ở trên chiến trường quá lớn. Mấy người Lan Độ cũng nhao nhao tỏ thái độ muốn trực tiếp giết chết Diệp Vô Ưu. Đông Hoàng Như Yên nhìn người này, lại nhìn người kia, nhãn tình sáng lên, rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt là đang xảy ra chuyện gì, cũng đi theo tự mô tự giảng tới câu. Chúng ta dứt khoát đi nói trực tiếp với Âu Dương Vân Quyệt, Diệp Vô Ưu viết nhiều hơn hắn mấy đầu, để hắn nhìn lại xem có cái gì bổ sung hay không. À, đây cũng là ý kiến hay. Đám người đồng loạt nhìn sang, tiểu nha đầu này thật thông minh. Khương Phàm khẽ nhíu mày, chăm chú suy nghĩ. Ta viết. Diệp Vô Ưu ngồi không yên, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lại tranh thủ thời gian nói lại. Không, ta không viết, ta có thể nói. Nói và viết, khác nhau ở chỗ nào sao? Đương nhiên là có khác nhau, các ngươi còn không thể dùng tinh thạch ký ức ghi chép. Nếu như ngươi quan tâm thanh danh như thế, vậy thì vì sao còn muốn tìm đế tộc nương tựa? Cái này không giống nhau. Tốt, ta đồng ý với ngươi, ngươi có thể nói. Chúng ta nghe, không cần tinh thạch ký ức ghi chép. Tinh thạch ký ức đều là đến từ tinh thần, ta chính là tinh thần linh văn, ta có thể phát giác được tinh thạch ký ức ba động, các ngươi tốt nhất nên an phận chút. Quen đến mau bệnh, thật sự coi mình là dễ hành, giết. Quay đầu tìm Âu Dương Vân Quyệt. Đông Hoàng Càn tính khí nóng nảy. Ta nói càng đầy đủ, ta sẽ nói ra tất cả mọi chuyện. Diệp Vô Ưu vội vàng nói, mặt ngoài cường ngạnh, nhưng trong lòng lại bỡ ngỡ. Dù sao Đông Hoàng Càn làm việc cũng rất điên cuồng, hoàn toàn không có dáng vẻ thánh hoàng, nói giết thì có thể giết hắn thật.
hắn nghĩ thông suốt rồi, dù sao người của Quang Mang Thần Điện cũng đều đã nói ra giao dịch, hắn nhiều lời thêm mấy câu cũng không sao, chỉ cần có thể còn sống trở lại Thái Cổ Thần Miếu là được. Miễn là còn sống trở về, cho dù bị trách phạt, cũng sẽ không quá nghiêm trọng, bởi vì hắn không chỉ là tinh thần Thánh Vương, trên bối phận hắn cũng cao hơn Hạo Ngọc Thành, tuy nhiên Hạo Ngọc Thành càng thích hợp tiến đến Thánh Hoàng, cho nên lúc ấy đế tộc đã lựa chọn bồi dưỡng Hạo Ngọc Thành. Nói đi, ta xem một chút ngươi sẽ nói nhiều hơn mấy đầu so với Âu Dương Vân Quyệt đây. Khương Phàm lãnh đạm nói, lặng lẽ nhắc nhở đám người khống chế tốt cảm xúc. Bọn người thiên hậu toàn bộ đều an tĩnh lại, nhìn Diệp Vô Ưu, chờ đợi tin tức, chấn kinh. Cái gọi là đế tộc xâm lấn, rốt cuộc là cái gì? Diệp Vô Ưu trầm mặc một lát, sau đó hoàn toàn buông ra. Ba đầu công ước, ba đầu ghi chú. Công ước đầu tiên, Bắc Thái, Thái Sơ, Bạch Hổ, Hắc Ma, Cự Long, ngũ phương đế tộc tự mình ra mặt, mật ước với ba đại đế tộc là Tinh Linh, Huyền Vũ, Huyết Ma, liên hợp áp chế tất cả hoàng đạo bát châu thập tam hải, trong vòng 3 năm không được uy hiếp chí tôn hoàng đạo Thương Huyền tại Thiên Khải chiến trường. Chí tôn hoàng đạo Thương Huyền thì cam đoan trong vòng 3 năm phải đều khai thác toàn bộ thủ thế, không được giao thiệp với bất cứ lãnh địa nào không liên quan tại Thiên Khải chiến trường. Đầu công ước thứ hai, chí tôn hoàng đạo Thương Huyền phải trong vòng 3 năm giải quyết triệt để nguy cơ mà các ngươi mang tới, đều xem trọng xây dựng lại vạn đạo thần giáo, cho phép thao thiết yêu tộc tái nhập Bắc Địa, Thái Cổ Thần Miếu trọng trưởng Tây Nam, khôi phục cách cục Thương Huyền đã từng có. Trong vòng 3 năm đế tộc tuyệt đối không thể tự tiện nhúng tay vào sự vụ Thương Huyền, quấy nhiễu các hoàng đạo Thương Huyền vây bắt các ngươi. Đầu công ước thứ 3, nội dung giao dịch sẽ không công bố ra ngoài, nhưng phải dùng đế huyết của đế quân, thần huyết của tam đại chí tôn hoàng đạo, cùng nhau ký kết, để bảo đảm hai bên chấp hành nghiêm ngặt. Ghi chú đặc biệt, 1, nếu như trong lúc mật ước đó, nếu như đế tộc không thể thực hiện ước định, vậy thì 30.000 năm về sau, tuyệt đối không được đặt chân đến Thương Huyền Đại Lục. Thứ 2, nếu như sau khi ngày mùng 1 tháng 9 kỷ nguyên năm 20 kết thúc, Thương Huyền vẫn không thể giải quyết các ngươi, đế tộc ngũ phương sẽ công khai mật ước, toàn diện tham gia Thương Huyền. Thứ 3, nếu như các hoàng đạo Thương Huyền giải quyết được các ngươi, mật ước sẽ được tiêu hủy trước tiên, cũng tôn trọng quyền trưởng khống của Xích Thiên Thần Triều, Quang Mang Thần Điện, Chu Thiên Thần Điện, cùng Cửu Thiên Thần Giáo, đối với Thương Huyền. Diệp Vô Ưu nói một hơi, thể hiện của Khương Phàm, Thiên Hậu, bọn người Đông Hoàng Càn đều trở nên vô cùng nghiêm trọng, cực lực duy trì thể hiện lạnh nhạt đều đã gần như sụp đổ. Sốt cuộc bọn hắn cũng đã biết được các hoàng đạo Thương Huyền cùng đế tộc đã làm giao dịch điên cuồng lại khuất nhục đến cỡ nào. Bọn hắn chấn kinh, tức giận, càng là không dám tin hơn. Đầu giao dịch này nói đơn giản hơn chính là, người thủ vệ sau cùng của Thương Huyền Đại Lục, công nhiên mở ra Thương Huyền Đại Lục, mời đế tộc xâm lấn. Đông Hoàng Càn hô hấp dồn dập, thể hiện hắn cực lực duy trì đã trở nên càng ngày càng dữ tợn, hai con mắt đều bò đầy tơ máu. Đây là ai đề nghị? Giao dịch này là do ai nghĩ ra được? Mở ra Thương Huyền, mời đế tộc tham gia. Đây là chuyện mà Chí Tôn Hoàng Đạo làm sao? Chí Tôn Hoàng Đạo là lực lượng trấn thủ kiên cường nhất Thương Huyền, càng là kiêu ngạo của hàng tỷ con dân Thương Huyền Đại Lục. Tư thái bá đạo cường thế của Chí Tôn Hoàng Đạo vài vạn năm qua là nguyên nhân chủ yếu mà đế tộc không dám tham gia vào Thương Huyền. Thà chết chứ không chịu khuất phục, tuyệt đối không thỏa hiệp. Là tín niệm của Chí Tôn Hoàng Đạo, là ranh giới cuối cùng của dân chúng Thương Huyền. Các đời hoàng chủ của Chí Tôn Hoàng Đạo, tại cùng ngày kế vị, việc phải làm đầu tiên chính là quỳ gối trước bài vị của liệt tổ liệt tông, hô to thệ ước bảo vệ Thương Huyền, trấn thủ Thương Huyền. Từ hiện tại ngược dòng tìm hiểu đến 30.000 năm trước, các hoàng đạo Thương Huyền là uy hiếp bát bộ hoàng đạo, nghênh chiến hoàng đạo Thiên Khải, trải qua vô số áp bách cùng tàn phá, càng là đã bỏ ra qua cố gắng vô tận. Thậm chí ngay cả thần linh đều từng chiến tử tại Thiên Khải, càng từng có thời khắc Chí Tôn Hoàng Đạo sinh ra hai vị thần linh già sắp qua đời dứt khoát đuổi giết đế tộc, lấy tự bạo hủy diệt 10 vạn dặm sơn hà, hiện ra phong cốt cùng tư thái. Chính là từng đoạn lịch sử điên cuồng mà kiêu ngạo kia đã để cho bát châu thập tam hải không dám tùy tiện mạo phạm cái tổ địa chúng sinh không đế này. Bây giờ cái gọi là cân bằng đều là máu và lửa đúc thành. Nhưng, đương kim Chí Tôn Hoàng Đạo vậy mà lại vì giải quyết nguy cơ nội bộ, vô tình từ bỏ tôn nghiêm mà các liệt tổ liệt tông liều chết bảo vệ, đạp vỡ ranh giới cuối cùng của chúng sinh Thương Huyền. Audio điện tử Võ Tấn Bền